Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 51. Kiều lão lắc đầu, Hứa tiên sinh, trong lòng ta không có cửa thứ quan niệm, càng không cho là chúng ta Kiều gia hơn người một bậc, Thuần Lương cùng Tiểu Tuyết cũng đích thật là trai tài gái sắc, động lòng người sống ở trong xã hội, không có khả năng không chịu đến xã hội ảnh hưởng, bọn hắn dạng này hôn nhân ta gặp nhiều, đa số là sẽ không hạnh phúc, chúng ta gia đình như vậy quá phức tạp, tiếp nhận áp lực cũng quá lớn, nếu như người ta trao đổi vị trí, ta tình nguyện cháu của ta sống đến nhẹ nhõm một điểm. Hứa Trường Thiện nói, nhưng Thuần Lương là thật tâm thích Tiểu Tuyết. Kiều lão nói, ta cảm thấy Tiểu Tuyết cũng là thật tâm thích Thuần Lương, nhưng là nàng so Thuần Lương càng thêm lý trí, nàng rõ ràng mình hẳn là gánh chịu trách nhiệm, cũng rõ ràng nàng cùng Thuần Lương tiếp tục phát triển tiếp, Thuần Lương sẽ gặp lâm như thế nào áp lực cùng hoang mang, cho nên nàng mới chọn buông tay. Hứa Trường Thiện nhìn qua Kiều lão, nàng cùng người nói. Kiều lão lắc đầu, nàng đương nhiên sẽ không nói, nhưng ta một tay đưa nàng nuôi lớn. Đối cháu gái này ta còn hiểu rõ, ta cảm thấy Tiểu Tuyết lựa chọn chia tay ngược lại là nàng thích Thuần Lương biểu hiện. Hứa Trường Thiện thở dài nói, đã thích lại vì sao nhất định phải tách ra đâu. Kiều lão nói, Tiểu Tuyết cùng Thuần Lương đều không phải là nghĩ không ra người, bọn hắn có thể xử lý chính mình sự tình, chúng ta những trưởng bối này kỳ thật không cần vì bọn họ quan tâm, kỳ thật đến chúng ta loại đến tuổi này, hẳn là có thể lý giải hai cái yêu nhau người chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng, bọn hắn kết hợp cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc. Hứa Trường Thiện do dự một chút lại nói, nếu về sau bọn hắn có khả năng hợp lại, người sẽ không đồng ý. Kiều lão mỉm cười nói, ta chưa hề phản đối qua. Liền Đinh Tứ đều nhìn ra Hứa Thuần Lương có chút không quan tâm, xe chạy tới bệnh truyền nhiễm viện địa chỉ mới cánh đồng phụ cận dừng xe xong. Vương Phương Điền đối chiếu một cái Hứa Thuần Lương sao chép quy hoạch đồ, không sai, chính là nơi này. Ba người xuống xe, Đinh Tứ nhẫn nhịn nửa ngày, đi trước tìm rừng cây nhỏ nhường. Con hàng này gần nhất có chút nước tiểu nhiều lần. Vương Phương Điền nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, Hứa Thuần Lương để hắn tới chính là để hắn từ góc độ chuyên nghiệp đến ước định một chút mảnh đất này. Hứa Thuần Lương cảm giác chỗ này có chút quen thuộc, phân biệt một chút, rất nhanh xác định cánh đồng chính tây chính là già khu mỏ quặng công nhân thôn, cánh đồng chính nam là Thanh Sơn mỏ, hiện ra tại đó đã được bầu thành cấp tỉnh văn vật bảo hộ đơn vị. Đi qua hắn cùng ra ra tới chữa bệnh từ thiện cũng là tại Thanh Sơn mỏ địa điểm cũ lần thứ nhất gặp Kiều lão. Vương Phương Điền dọc theo gồ ghề nhấp nhô đường nhỏ đi lên phía trước, Hứa Thuần Lương không cùng hắn đi qua, đứng tại chỗ chờ lấy Đinh Tứ. Đinh Tứ thả xong nước ra, đốt một điếu thuốc, tiếp cận mấy ngụm, đi vào Hứa Thuần Lương bên người, chỗ này ta quen, Thanh Sơn mỏ, đi qua chúng ta Đông Châu sinh than đá thời điểm náo nhiệt qua một hồi, nhưng bây giờ than đá đều đào xong, có bản lĩnh đều đi. Còn lại nếu không năng lực, nếu không phải là già yếu tàn tật, chung quanh cái gì nguyên bộ đều không có. Vương Phương Điền tại cách đó không xa cùng chồng trọt lão đầu trò chuyện, mảnh đất này mặc dù phê cho bệnh truyền nhiễm viện, nhưng là bọn hắn chậm chạp không có khởi công kiến thiết, cho nên phụ cận công nhân thôn dân chúng nhao nhao tới khai hoang trồng địa, bởi vì thiếu khuyết quy hoạch cho nên trồng lộn xộn, có loại món ăn, có loại bắp ngô, còn có ở bên trong trồng lúa mì. Hứa Thuần Lương cùng Đinh Tứ đi tới gần. Hứa Thuần Lương cũng đi theo đáp lời nói, lão nhân gia, ta nghe nói tới đây không phải muốn kiến thiết bệnh truyền nhiễm viện sao. Lão đầu cảnh giác nhìn lấy bọn hắn, Đinh Tứ tranh thủ thời gian rút ra một điếu thuốc đưa tới, lão đầu nhận lấy tại trên lỗ tai, Đinh Tứ lại đưa cho hắn một điếu, còn giúp hắn đốt. Lão đầu hít một hơi thuốc lá trong nháy mắt buông lỏng cảnh giác, bệnh truyền nhiễm viện. Là có chuyện này, bất quá xây không thành. Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao xây hay sao? Ta nhưng nghe nói trong thành phố cũng phê. Trong thành phố phê liền có thể xây thành A. Thế nào không đến trung tâm thành phố đi xây? Bọn ta bên này còn ở nhiều người như vậy đâu, làm cái bệnh truyền nhiễm viện tới làm gì? Muốn đem bệnh đều lây cho chúng ta sao? Lão đầu dùng sức đánh hai cái khói, tính cảnh giác lại nổi lên, các ngươi chơi cái gì? Hứa Thuần Lương nói, ta khởi công nhà máy, nhìn xem phụ cận có thích hợp không có. Lão đầu hừ một tiếng nói, trước kia chúng ta nơi này có than đá thời điểm, tại chúng ta chỗ này đào than đá đào xong, liền mặc kệ chúng ta già khu mỏ quặng chết sống, nói cái gì muốn làm nước biếc Thanh Sơn, cả ngày làm cái gì vòng cảnh quản lý, có tiền kia không biết cải thiện dân sinh a. Thiên biến lam, không khí thay đổi tốt hơn, nhưng uống gió Tây Bắc có thể bao ăn no sao? Đinh Tứ nở nụ cười, lão gia tử người nói chuyện thật đùa, không phải nói muốn làm du lịch khu sao? Các ngươi đừng nghe những cái kia làm quan nói linh tinh, bọn hắn nghĩ mẹ nó vừa ra chính là vừa ra,
Thanh Sơn mỏ cho làm cái gì văn vật bảo hộ đơn vị, ta liền buồn bực, kia phá khu mỏ quặng còn có cái gì có thể bảo hộ. Đều mẹ nó là tiểu quỷ tử năm đó lưu lại kiến trúc, gần nhất bên trong còn tại tu bia kỷ niệm, một cái du khách đều không có, bỏ ra nhiều ít tiền tiêu uổng phí. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, cái này bia kỷ niệm không biết cùng bảy anh hùng mộ có quan hệ hay không. Đinh Tứ nói, người loại này hạt đậu, vạn nhất người ta bệnh viện khởi công, chẳng phải là đều đáng tiếc. Lão đầu nói, ai mẹ nó dám, khác bệnh viện đi, bệnh truyền nhiễm viện lại không được. Hứa Thuần Lương phóng tầm mắt nhìn tới, tại khối này bệnh truyền nhiễm viện quy hoạch dùng trên mặt đất khai hoang trồng trọt dân chúng đến có 10 cái, lại đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy trên mặt đất có một khối bị người bẻ gãy vứt bảng hiệu, phía trên viết thị bệnh truyền nhiễm viện quy hoạch dùng chữ. Vương Phương Điền nói, mảnh đất này coi như không tệ, bất quá phía tây là công nhân thôn, ta đoán chừng chân chính khởi công kiến thiết thời điểm lại nhận cản trở. Vừa rồi tình hình hắn cũng nhìn thấy, dân chúng đối bệnh truyền nhiễm viện không phải thường bài xích. Đinh Tứ nói nhảm, dù ai cửa nhà xây bệnh truyền nhiễm viện cũng không vui a. Hứa Thuần Lương chỉ xa xa Thanh Sơn mỏ than, qua bên kia nhìn xem. Đinh Tứ bản muốn trở về lái xe, Hứa Thuần Lương đề nghị đi qua, vừa vặn toàn diện khảo sát một chút cái này một chỗ khối. Ba người đỉnh lấy Thái Dương vừa đi vừa nói, đều ra một thân mồ hôi. Vương Phương Điền nói, mảnh đất này diện tích thật là không nhỏ, bệnh truyền nhiễm viện chỉ là một cái chuyên khoa bệnh viện, cần đại quy mô như vậy sao? Dựa theo bọn hắn sơ kỳ bản thiết kế hoàn toàn là dựa theo cỡ lớn tổng hợp bệnh viện đến. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại tất cả mọi người tại mưu cầu phát triển, các bệnh viện đều tại đại hình hóa tổng hợp hóa con đường, trung y viện cùng bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện đều là chuyên khoa bệnh viện, nhưng là bọn hắn đang xây mới viện diện tích đều không quy mô nhỏ muốn vượt xa bệnh truyền nhiễm viện. Ta, Đinh Tứ nói, bệnh viện đều xây như thế rất có nhiều như vậy bệnh nhân sao? Hứa Thuần Lương cười nói, thương trường càng lớn, người gặp bên trong có mấy cái khách hàng. Đinh Tứ gãi đầu một cái nói, là chuyện như vậy, những sự tình này cũng không tới phiên chúng ta quan tâm, ta làm kiến trúc công trình, đắp lên càng lớn đối ta càng nhiều chỗ tốt, hứa viện trưởng, về sau bên này công trình người cũng đừng quên. Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại là viện xử lý chủ nhiệm, người đừng mù xưng hô. Đinh Tứ cười nói, liền người năng lực này, lên làm viện trưởng còn không phải vài phút sự tình. Vương Phương Điền chỉ phía trước, bên kia làm sao còn có mộ phần A. Hứa Thuần Lương thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy cánh đồng bên trong phân bố 5 tòa mộ phần, xem ra nhiều năm Nguyệt hắn dùng di động chụp hình, cái này đoán chừng đều là lúc sau tai họa ngầm. Ba người tản bộ đến Thanh Sơn mỏ cổng, nhìn thấy có vận kiến trúc tài liệu công trình xa ra vào, Hứa Thuần Lương đi vào phòng thường trực ném cho giữ cửa lão đại ra 2 gói thuốc, biểu thị nghĩ vào xem. Lão đại gia kia căn dặn mấy người bọn hắn chú ý an toàn. Hứa Thuần Lương lần theo lần trước ký ức đi vào bảy anh hùng mộ phụ cận, quả nhiên thấy nơi đó đã tu lên đường, bên trong nghĩa trang tiến hành một lần nữa tu sửa, còn chuyên môn dựng lên một khối bia kỷ niệm, đối bảy anh hùng sự tích tiến hành kỹ càng miêu tả, Hứa Thuần Lương xem xét bia kỷ niệm bên trên kiểu chữ liền nhận ra là kiều lão chỗ sách. Đinh Tứ nói, ta tại Đông Châu nhiều năm như vậy cũng không biết nơi này có cái liệt sĩ nghĩa trang. Vương Phương Điền nói, may bệnh truyền nhiễm viện mảnh đất kia không có đem nơi này hoạch đi vào, bằng không thì cũng đến phun ra. Hắn tại công trường hiện trường phát hiện công trình giới thiệu, nhìn trong chốc lát, phát hiện đại lục mới một dạng kinh hô nói, Thuần Lương, nghĩa trang xanh hóa phạm vi cùng bệnh viện các ngươi cánh đồng có trùng điệp A. Hứa Thuần Lương tiến tới nhìn trong chốc lát, nhìn không hiểu, Vương Phương Điền đem cụ thể trùng điệp địa phương tiêu ký ra, dựa theo nghĩa trang quy hoạch. Sẽ có một con đường từ bệnh truyền nhiễm viện phía bắc trải qua, con đường này quy hoạch địa phương đã đến bệnh truyền nhiễm viện lấy được phê cánh đồng bên trong, mà lại bảy anh hùng liệt sĩ nghĩa trang về sau sẽ từ Thanh Sơn khu mỏ quặng di chỉ độc lập ra ngoài, đối diện bệnh truyền nhiễm viện địa phương sẽ còn mở một cái bắc môn, cũng chính là chính cửa. Nếu như Hứa Thuần Lương mình đến khẳng định không phát hiện được nhiều như vậy vấn đề, nhưng là Vương Phương Điền cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đến hiện trường điều tra một chút, phát hiện vấn đề cũng không chỉ một chỗ. Dựa theo bệnh truyền nhiễm viện quy hoạch, bọn hắn cửa chính là hướng nam mở, nói cách khác bệnh viện đại môn cùng liệt sĩ nghĩa trang đại môn tương lai muốn cửa đối diện nhau. Đinh Tứ nói, cửa bệnh viện hướng nam mở, có bệnh không có tiền chạm vào đến, nghĩa trang đại môn lại giảng cứu cái ngồi nam chiều bắc, lần này tương xung. Vương Phương Điền gật đầu nói, Đinh Tổng vẫn là hiểu chút kiến trúc phong thủy. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức.
bảy anh hùng nghĩa trang tu chỉnh xây dựng thêm khẳng định là Kiều lão ở sau lưng làm ra tác dụng, đừng nói chiếm bệnh truyền nhiễm viện quy hoạch dùng địa, coi như người ta đem cái này miếng đất thu hồi cũng có thể. Bất quá Hứa Thuần Lương cũng không có vì vậy nửa đường bỏ cuộc, hắn cùng Mai Như Tuyết chia tay sự tình để hắn đối Kiều gia sinh ra không nhỏ oán niệm, Kiều gia có gì đặc biệt hơn người. Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể một tay che trời sao. Bất chi bất giác đã đến giữa trưa, Đinh Tứ nóng đến đầu đầy mồ hôi, đề nghị đi công nhân thôn ăn cơm, hắn biết nơi đó có trâu nhà canh thịt quán sinh ý phi thường nóng này. Ba người quay đầu lấy xe, chờ tới chỗ lúc sau đã là 12 giờ rưỡi trưa, thịt bò canh quán sinh ý quả nhiên như Đinh Tứ nói như vậy nóng này, đến lúc đó thế mà không có chỗ ngồi, đến đều tới, bọn hắn quyết định tại hiện trường chờ một lát. Chính các loại chỗ ngồi thời điểm, nghe được có người gọi Hứa tiên sinh. Hứa Thuần Lương nghe được một cỗ cá mùi tanh, xoay người nhìn lại, lại là Chu Mãnh, lần trước Bồi Gia Gia tới thời điểm liền gặp được Chu Mãnh, còn cho mẫu thân hắn trị bệnh. Chu Mãnh nghe nói Hứa Thuần Lương là tới ăn cơm, ngay lập tức đi bên trong cùng lão bản nói một tiếng, không bao lâu, điếm lão bản kia đem mình uống trà gian phòng cho đằng ra, bình thường căn phòng này nhưng không đối ngoại. Chu Mãnh đọc lấy Hứa Gia ân tình, chủ động biểu thị bữa cơm này phải tự mình đến mời. Đinh Tứ nhìn thấy Chu Mãnh khôi ngô thân thể, trong lòng tự nhủ con hàng này nếu là đi công trường rời gạch tuyệt đối là khối tài liệu tốt. Hứa Thuần Lương hỏi thăm một chút Chu Mãnh mẫu thân tình trạng, Chu Mãnh cười nói, mẹ của ta hiện tại thân thể đừng đề cập tốt bao nhiêu, không phải sao, hai ngày trước ta cho nàng báo cái du lịch đoàn, nàng đi Nam An Huy du lịch, đến cuối tuần mới trở về. Lão bản tự mình tiến đến mang thức ăn lên, đều là mâm lớn chén lớn, phân lượng so nội thành nhưng lớn hơn. Hứa Thuần Lương nói, người hôm nay không có đi làm a? Chu Mãnh lắc đầu nói, lão Hoàng Lịch, ta từ chức, lúc đầu cũng là nhân viên ngoài biên chế, không có gì có thể tiếc, ta hiện tại làm điểm buôn bán nhỏ. Hứa Thuần Lương nói, phiến cá. Chu Mãnh ngượng ngùng cười, đoán được rồi. Đinh Tứ vui mừng mà nói, đừng nói Hứa chủ nhiệm, ta cũng đoán được. Chu Mãnh bất an xoa xoa đôi bàn tay nói, ta hôm nay hạ chợ sáng không kịp tắm rửa, thất lễ. Đinh Tứ nói, đừng nói như vậy huynh đệ, ta thích nghe vị này, đến, hai anh em ta đi một cái. Ba người sớm hẹn xong trở về Vương Phương Điền lái xe, cho nên Đinh Tứ mới dám mở rộng uống. Chu Mãnh an bài phải là già kính phần, lúc đầu Đinh Tứ trong xe có rượu, nhưng Hứa Thuần Lương không có để hắn cầm, đây cũng là từ đối với địa chủ tôn trọng. Chu Mãnh uống rượu cũng như danh tự, bưng lên ly pha lê một hơi chỉ làm. Đinh Tứ cười nói, lão đệ hải lượng a. Chu Mãnh nói, ta uống rượu cùng uống nước, không có cảm giác gì. Đinh Tứ nói, người cái này phiến cá thu nhập thế nào? Chu Mãnh nói, chịu đựng đi, so ta đường hộ lâm viên thu nhập cao hơn, bất quá chúng ta phụ cận kia chợ thức ăn nhanh thủ tiêu, nghe nói trong thành phố muốn tại chúng ta mảnh này mà quy hoạch đường sắt cao tốc đông khu, đoán chừng làm không mấy ngày. Đinh Tứ cũng là lùm cỏ xuất thân, đối Chu Mãnh thể trạng tính cách đều là dị thường thưởng thức. Chủ động đưa ra nếu như Chu Mãnh nghĩ tìm việc làm mình có thể giúp hắn giải quyết. Chu Mãnh trong thời gian ngắn ngược lại là không hề rời đi khu mỏ quặng dự định, dù sao đã thành thói quen mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Giữa trưa mấy người đều uống đến rất vui vẻ. Hứa Thuần Lương nhớ Gia Gia, phụng trộm cho Cao Hoành Đường gọi điện thoại, để hắn liên lạc một chút Gia Gia, không bao lâu Cao Hoành Đường liền cho hắn đáp lời, để hắn yên tâm, đã cùng Hứa lão gia tử có liên lạc. Bất quá rõ ràng có thể nhìn ra hắn không cao hứng, dự định lưu thêm hắn ở kinh thành mấy ngày, hảo hảo khuyên bảo một chút. Hứa Thuần Lương kết luận Gia Gia là cõng mình đi tìm Kiều Gia, trong lòng vừa cảm động lại là khổ sở cảm động là Gia Gia vì mình như thế nỗ lực, khổ sở chính là Gia Gia lớn tuổi như vậy còn muốn hướng Kiều Gia cúi đầu lấy lòng. Hứa Thuần Lương trong lòng âm thầm thề, từ nay về sau sẽ không còn để Gia Gia thụ loại này uất khí. Hứa Thuần Lương sau khi trở về tướng lần này phát hiện vấn đề cả sửa lại một chút, trước phản hồi cho Nghiêm Hồi Ý. Nghiêm Hồi Ý nghe hắn nói xong, lại nhìn hiện trường quay chụp ảnh chụp, không khỏi sầu bên trên lông mày, cũng không biết bọn hắn suốt ngày quy hoạch cái gì chuẩn bị cái gì. Nhiều vấn đề như vậy đều không có phát hiện, còn lời thề son sắt muốn. Muốn cuối năm khởi công, nhiều vấn đề như vậy không giải quyết, làm sao khởi công. Hứa Thuần Lương cười nói, Nghiêm Viện. Người nói với ta câu xuất phát từ tâm can lời nói, người có phải hay không đối kiến thiết tân y viện không hứng thú a? Nghiêm Hồi Ý nói, cũng không phải không hứng thú, ta cũng nghĩ đem tân y viện dựng lên, nhưng... Nhưng tình huống hiện thật bày ở chỗ này. Liền nói Phan Tuấn Phong,
cả ngày la hét muốn đặt chân lâu dài, xây thiết. Kiến thiết, 50 năm, 100 năm đều chẳng qua lúc tân y viện, tiền đâu. Dựa vào quốc gia cấp phát tối đa cũng chính là đem bệnh truyền nhiễm chuyên khu dựng lên, bọn hắn quy hoạch. Bên trong tổng hợp phòng bệnh lâu căn bản không thể nào, chiếu ta nói, cùng tham thì thâm, còn không bằng đem tiền. Tiền đều tập trung vào một chỗ, chúng ta đem bệnh truyền nhiễm bản chức công việc làm xong cũng không tệ rồi. Nghiêm Hồi ý nghĩ cũng không thể nói là sai lầm, kết hợp hắn tự thân tình trạng, đây là tương đối ổn thỏa phương pháp xử sự. Lúc đầu trong thành phố phê cho bệnh truyền nhiễm bệnh viện quy hoạch dùng diện tích chỉ có hiện tại 3/1, là bệnh truyền nhiễm viện đi qua ban lãnh đạo lại tích cực tranh thủ cho tới bây giờ diện tích, nhưng diện tích lớn chưa chắc là chuyện gì tốt. Tại Nghiêm Hồi ý xem ra, cái này tựa như ngươi lúc đầu chỉ có năng lực ở 2 phòng ngủ 1 phòng khách, không phải làm cái hệ thống độc lập biệt thự, vấn đề là, phòng ở là phôi thô, nào có nhiều tiền như vậy đi trùng tu. Lúc đầu dựa theo vốn có dùng mặt đất tích, chính phủ cấp phát lại thêm bệnh viện cho vay không khó lắm tướng tân y viện dựng lên, hiện tại ngược lại tốt làm như thế một khối to địa, còn muốn làm tổng hợp chẩn đoán điều trị lâu, chỗ nào làm tiền đi. Coi như đem tiền mượn tới, bệnh viện dựng lên đến, được bao nhiêu năm mới có thể đem tiền trả lại bên trên. Dù sao Nghiêm Hồi ý sinh thời là không thấy được, hắn cho rằng Phan Tuấn Phong ở phương diện này cùng Triệu Phi Dương có liều mạng, đều là thích việc lớn hám công to, hắn không thích tiếp nhận áp lực quá lớn. Phụ trọng tiến lên tư vị cũng không tốt thụ. Hứa Thuần Lương có thể lý giải Nghiêm Hồi ý cẩn thận, hắn hỏi Nghiêm Hồi ý một vấn đề, Nghiêm viện, nếu ta có thể làm ra tiền, đem bệnh viện tổng hợp bệnh khu cho dựng lên, người chi không ủng hộ. Nghiêm Hồi ý nâng lên hai mắt nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn tin tưởng Hứa Thuần Lương có năng lực như thế, lấy hắn cùng Hứa Thuần Lương chung đụng kinh lịch tới nói, tiểu tử này càng có can đảm. Hứa Thuần Lương nói, ta biết người ở chỗ này cũng chính là một giới. Quản lý bên trên cầu ổn, nhưng bây giờ chữa bệnh thị trường như thế quyển, chúng ta là không tiến tắc thối, đã trong thành phố cho chúng ta thổ địa, tài chính bên trên lại cho phát khoản, chính sách bên trên cũng có ủng hộ, vì cái gì không thừa dịp cái này cơ hội cực tốt làm chút sự tình. Ta hỏi qua chuyên gia, chúng ta bệnh truyền nhiễm viện quy hoạch thiết kế đều là tương đương hợp lý, chỉ cần tiền có thể đúng chỗ, lập tức liền có thể mở công, dựa theo bình thường kiến thiết tiến độ, trong vòng 2 năm, đồng thời bệnh truyền nhiễm khu liền có thể làm xong. Tổng hợp khu nhưng trong vòng 4 năm làm xong, cái này đều là tại người nhiệm kỳ bên trong. Hắn chỉ kém không có nói thẳng đều là thành tích của ngươi. Nghiêm Hồi ý một viên tim đập bịch bịch, ai không muốn tại mình đảm nhiệm bên trên làm chút sự tình, nhưng là hắn đương phụ tá làm đã quen, quen thuộc tại nghe theo mệnh lệnh phục tùng chỉ huy, không quen làm quyết đoán, mà lại đi vào bệnh truyền nhiễm viện chi sau lại bị bản thổ thế lực cô lập, mỗi sự kiện đều phổ biến không thuận lợi. Cho nên hắn mới có không cầu vô công nhưng cầu không tội ý nghĩ. Nhưng là nếu như mình thật có thể trong vòng nhiệm kỳ tướng mới bệnh truyền nhiễm viện cho dựng lên, không nói công che thiên thu, tên của hắn cũng chắc chắn ghi vào bệnh truyền nhiễm viện lịch sử, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ hắn Nghiêm Hồi ý là Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện làm qua sự tình, chỉ ít trong vòng 100 năm mỗi một vị đảm nhiệm chức vụ tại bệnh truyền nhiễm viện nhân viên đều sẽ nhớ kỹ bệnh viện này, cái này cao ốc là tại hắn đảm nhiệm bên trên dựng lên, nghĩ tới đây Nghiêm Hồi ý lập tức kích động. Thuần Lương, người thật có thể dựng lên. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Nghiêm Hồi ý nói, nếu như người có thể dựng lên, ta liền ủng hộ vô điều kiện ngươi. Ta cũng nghĩ làm chút chuyện, làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương. Hứa Thuần Lương từ Nghiêm Hồi ý vẻ mặt kích động đã biết mình đem hắn thành công thuyết phục, thấp giọng nói, nghĩ phải nhanh một chút đạt thành cái mục tiêu này, muốn đấu tranh còn phải muốn đoàn kết. Hứa Thuần Lương mặc dù mới vừa tới đến bệnh truyền nhiễm viện, nhưng là đã nhìn ra Nghiêm Hồi ý đã bị cấp lãnh đạo tập thể cô lập, những người khác nhằm vào Nghiêm Hồi ý là một mặt, Nghiêm Hồi ý tự thân thủ đoạn cũng có quan hệ, nghĩ phải nhanh một chút trưởng khống cục diện, chẳng những muốn lập uy, mà lại muốn giỏi về phân hóa đối phương nội bộ, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, muốn đạt thành mục tiêu, nhất định phải có lực hướng một chỗ dùng. Tại Hứa Thuần Lương xem ra, Phan Tuấn Phong cùng Nghiêm Hồi ý ở giữa cũng không có cái gì thế bất lưỡng lập cừu hận, mặt ngoài nhìn Nghiêm Hồi ý không hàng chặn Phan Tuấn Phong tấn thăng con đường, nhưng suy cho cùng vẫn là Phan Tuấn Phong tự thân điều kiện không rất cứng, coi như Nghiêm Hồi ý không đến, cũng không nhất định đến phiên hắn thượng vị, nói không chừng cấp trên lại phái tới những người khác. Mà lại Phan Tuấn Phong năm nay mới 42 tuổi, hắn còn trẻ, dựa theo Bình Hải tỉnh bên trong quy định, bệnh viện công viện trưởng 4 năm một giới liên nhiệm không được vượt qua 2 giới, 4 năm về sau, Phan Tuấn Phong 46 tuổi. Hắn liên nhiệm 2 giới mới 54 tuổi, có thể nói tiền cảnh vẫn rất tốt.
Tại bệnh truyền nhiễm viện Nghiêm Hồi Ý lớn nhất chướng ngại nhưng thật ra là bí thư Tôn Vi Dân, tại Đông Châu chữa bệnh hệ thống bên trong, Tôn Vi Dân vị này bí thư đối bệnh viện nghiệp vụ bên trên sự tình thuộc về tham gia tương đối nhiều. Đây cũng là có đặc thù nguyên nhân, tiền nhiệm viện trưởng Tiễn Trung Minh bởi vì tham nhũng xuống ngựa, tại Nghiêm Hồi Ý đến trước khi đến, bệnh truyền nhiễm viện chủ cầm công tác là Tôn Vi Dân, Tôn Vi Dân cũng lợi dụng cũ mới giao tiếp giai đoạn thành lập nhóm của mình, ở trong đó liền bao quát hắn cùng Phan Tuấn Phong ngầm hiểu lẫn nhau liên minh. Nghiêm Hồi Ý người này chỗ tốt lớn nhất chính là hắn đối Hứa Thuần Lương tuyệt đối tín nhiệm, cho dù là hắn lúc đầu do dự sự tình, chỉ cần Hứa Thuần Lương quyết định đi làm, hắn liền sẽ ủng hộ vô điều kiện, tỉ như thúc đẩy kiến thiết mới bệnh viện chuyện này, lúc đầu hắn phi thường do dự, ôm có thể kéo liền kéo thái độ, nhưng là Hứa Thuần Lương lời nói này đã thành công giấy lên ý chí chiến đấu của hắn. Tân y viện từ tuyên chỉ đến xin phê địa, chính phủ cấp phát, kiến trúc quy hoạch thiết kế, cái này nhiều như rừng sự tình tất cả đều là Phan Tuấn Phong đang phụ trách, cho nên Phan Tuấn Phong muốn so Nghiêm Hồi Ý hiểu rõ hơn hạng mục này, Hứa Thuần Lương tại gặp qua Nghiêm Hồi Ý về sau, cũng tướng cánh đồng gặp phải tình huống thông báo Phan Tuấn Phong. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương nói lên những vấn đề này, Phan Tuấn Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, thưởng thức Hứa Thuần Lương năng lực đồng thời cũng tại nghĩ lại, rõ ràng tồn tại nhiều như vậy vấn đề, vì cái gì mình liền không có phát hiện. Phụ trách chủ hoạch kiến lập mới bệnh viện xây dựng cơ bản bộ môn cũng không chỉ hắn một cái, trong khoảng thời gian này mọi người trọng điểm đều tại như thế nào thiết kế, như thế nào từ cấp trên xin càng nhiều tài chính nâng đỡ, thậm chí như thế nào cho vay, nhưng là Hứa Thuần Lương nói lên cái này chút vấn đề căn bản không có người đi chú ý. Phan Tuấn Phong ý thức được bọn hắn tướng vấn đề nghĩ đến đơn giản hóa, ra khu mỏ quặng công nhân thôn đối kháng cảm xúc sớm nên coi trọng. Hắn đã có hơn một tháng không có đi thực địa khảo sát, làm sao đều không nghĩ tới tại chưa đến cửa bệnh viện đối diện sẽ kiến thiết một tòa bảy anh hùng mộ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Phan Tuấn Phong lo lắng nói, tiểu Hứa, ngươi có thể xác định bọn hắn nghĩa trang quy hoạch chiếm cứ chúng ta thổ địa. Hứa Thuần Lương nói, người đi thực nhìn một chút liền biết, trước mắt ngay tại đất bằng sửa đường. Con đường này là thông hướng cảnh khu, con đường này mặc dù sẽ không chiếm chúng ta thổ địa, nhưng là hai bên đường sẽ có giải cây xanh, theo ta được đến tin tức là dựa theo tỉnh đạo tiêu chuẩn tới sửa. Nói cách khác, giải cây xanh rộng 15 mét, con đường này từ chúng ta Tân Y Viện cánh đồng chính nam thông qua, không sai biệt lắm cùng cánh đồng phía nam ngang bằng, chúng ta hiện trường sơ bộ đo đạc một chút. Cánh đồng phía nam đại khái chiều dài tại 300 mét, nói cách khác, ít nhất phải ăn hết 4.500 mét vuông thổ địa. Đại khái 7 mẫu đất dáng vẻ. Cái gì? Phan Tuấn Phong hai chỉ hai mắt trợn tròn xoe, kiến thiết mới viện khu, chính phủ tổng cộng mới cho bọn hắn phê 100 mẫu, một chút liền bị người ta cho không minh bạch nuốt lấy 7 mẫu, quá đáng hơn là, đối phương liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Hứa Thuần Lương nói, chiếm chúng ta chỉ là phụ, mấu chốt là về sau cái này 7 anh hùng mộ đại môn hướng về phía chúng ta mới bệnh viện đại môn, mặc dù ta không mê tín, cũng phi thường sùng kính cái này 7 vị cách mạng tiên liệt. Nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này có chút không thoải mái, đối bệnh viện về sau sinh ý khẳng định sẽ có trình độ nhất định ảnh hưởng, đương nhiên Phan viện người nếu là không quan trọng, chúng ta liền nhịn. Phan Tuấn Phong nói, việc này không thể nhịn a dính đến người còn dễ nói, chuyện này quan hệ đến chúng ta bệnh truyền nhiễm viện thiên thu đại kế, chúng ta kiến thiết dùng không có một tấc là dư thừa. Nhớ tới bị người xâm chiếm 7 mẫu đất, Phan Tuấn Phong trái tim đều đang chảy máu, liệt sĩ nghĩa trang quản lý là thuộc về thị cục dân chính. Đừng nhìn Phan Tuấn Phong là bệnh truyền nhiễm viện phó viện trưởng, nhưng là nếu là hắn đi cục dân chính muốn thuyết pháp, người ta chính mắt cũng không sẽ nhìn hắn, nguyên nhân chủ yếu là cấp bậc không ngang nhau. Phan Tuấn Phong nghe được Hứa Thuần Lương báo cáo về sau, lúc này liền dẫn người đi một chuyến hiện trường, điều tra lấy chứng về sau, hắn mang đủ tư liệu đi cục vệ sinh, để cục lãnh đạo hỗ trợ, cục vệ sinh phó cục trưởng Ngô Trung Nghĩa cũng cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua, căn cứ giữ gìn bổn hệ thống lợi ích nguyên tắc. Ngay trước Phan Tuấn Phong bột liên hệ cục dân chính chủ quản. Người ta căn bản không cho Ngô Trung Nghĩa mặt mũi, một câu liền cho đổi trở về, hiện tại 7 anh hùng mộ đã bị xác định là thị cấp liệt sĩ kỷ niệm công trình, bảo hộ phạm vi bên trong thổ địa cùng công trình được luật pháp bảo vệ, bất kỳ cái gì tổ chức cùng cá nhân không được xâm chiếm liệt sĩ kỷ niệm công trình bảo hộ phạm vi bên trong thổ địa cùng công trình, không được phá hư, nhiễm bẩn liệt sĩ kỷ niệm công trình. Nếu có trở lên hành vi tất cả đều dính líu phạm pháp. Quốc gia có anh hùng liệt sĩ bảo hộ pháp. Ngô Trung Nghĩa nghe xong liền đau đầu, cúp điện thoại về sau liền y nguyên không thay đổi hồi phục Phan Tuấn Phong. Phan Tuấn Phong cho rằng đây cũng quá không giảng lý, rõ ràng trong thành phố trước tiên đem mảnh đất kia phê cho bọn hắn, là đối phương chiếm bọn hắn địa,
làm sao ngược lại biến thành bọn hắn đối lý rồi. Phan Tuấn Phong đầy bụng ủy khuất, đã dân chính phương diện giảng không thông đạo lý, hy vọng trong đám có thể ra mặt đi thượng cấp bộ môn tìm lãnh đạo cân đối. Ngô Trung Nghĩa để Phan Tuấn Phong về trước đi, chuyện này hắn đến cùng mấy vị khác lãnh đạo thương lược, Phan Tuấn Phong xem xét hắn thái độ này, liền minh bạch chuyện này 89 phần 10 là không kết quả. Quả nhiên, Phan Tuấn Phong lại đi cục vệ sinh thời điểm, cục lãnh đạo liền khuyên hắn nhìn thoáng chút, loại chuyện này coi như tìm tới lãnh đạo thành phố cũng không có khả năng hướng lấy bọn hắn, huống chi người ta bảy anh hùng mộ thi công phương bản thân không có chiếm bọn hắn địa, cổng con đường cũng không có chiếm bọn hắn địa, là giải cây xanh chiếm thổ địa của bọn hắn, chuyện này nếu thật là nói dóc khả năng còn phải dính đến Viên Lâm cục. Một cái cục dân chính đều đủ bọn hắn nhức đầu, huống chi lại thêm một cái Viên Lâm cục. Phan Tuấn Phong cảm thấy ủy khuất, nhưng cục lãnh đạo cho rằng đều phê cho các ngươi hơn một năm, vì cái gì các ngươi chậm chạp không khởi công kiến thiết? Coi như không khởi công, các ngươi sẽ không đem tường viện trước kéo lên đến. Trong thành phố phê cho các ngươi địa, chính các ngươi nhìn không ở, hiện tại bị người chiếm, các ngươi lại có thể trách ai? Phan Tuấn Phong trong lòng cái này uất ức a, nhìn tình cảnh trông cậy vào trong đám ra mặt hỗ trợ là không thể nào, bây giờ kế sách, nhất định phải kịp thời dừng tổn hại. Cục lãnh đạo có câu nói nhắc nhở hắn, trước tiên đem cho quay lại. Tại ngày thứ hai viện ban tử trong hội nghị, Phan Tuấn Phong liền đem chuyện này lấy văn bản báo cáo hình thức sách ra. Trong phòng họp nhỏ, trong viện mấy vị lãnh đạo chủ yếu đều rơi vào trầm tư. Phan Tuấn Phong đem hiện tại mảnh đất kia tình huống giới thiệu sơ lược một lần, lại đem mình tại hiện trường siêu tập đến một chút ảnh chụp phân cho mọi người nhìn. Phó viện trưởng Đàm Duyệt mới từ trong tỉnh mở qua sẽ trở về. Phụ thân nàng cũng là Đông Châu lui ra tới cán bộ kỳ cựu, trên thân mang theo loại này xuất thân con cái đặc hữu ngạo khí, đây cũng quá khi dễ người, trong đám mặc kệ, chúng ta có thể trực tiếp đi tìm thị lý phân công quản lý lãnh đạo, trong thành phố mặc kệ chúng ta còn có thể đi tìm trong tỉnh, ta cũng không tin chúng ta còn không có nói rõ lý lẽ địa phương. Bí thư Tôn Vi Dân nhóm lửa một điếu thuốc, một bên hút thuốc vừa quan sát biểu tình của những người khác, không đến thời khắc mấu chốt hắn là không biết nói chuyện. Phó viện trưởng Triệu Hồng Hà tương đối cẩn thận một chút, chủ yếu là chuyện này dính đến liệt sĩ nghĩa trang, ta đoán chừng tìm tới chỗ nào chúng ta phần thắng cũng không lớn. Đàm Duyệt nói, không thể nói như thế, mảnh đất kia là quốc gia cho quyền chúng ta, bọn hắn không rên một tiếng liền chiếm, đây chính là đưa chính sách quốc gia pháp quy tại không để ý, như thế nào đi nữa cũng không thể chết người cùng người sống đoạt địa bàn a. Nàng có chút không che đậy miệng. Viện trưởng Nghiêm Hồi Ý ho khan một tiếng nói, tiểu Đàm a, ngươi. Ngươi, không nên kích động, trước hết nghe Tuấn Phong đồng chí nói xong. Phan Tuấn Phong nói, tình huống chính là như thế cái tình huống, kỳ thật từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, bọn hắn cũng không có chiếm chỗ của chúng ta, chính là con đường này đã dán chặt lấy chúng ta cánh đồng biên giới, dựa theo con đường thiết kế tiêu chuẩn, hai bên đường còn sẽ có 15 mét dải cây xanh, nói cách khác dải cây xanh chiếm dụng thổ địa của chúng ta. Nghiêm Hồi Ý nhẹ gật đầu, ngươi làm sao mới phát hiện chuyện này à? Một câu đem Phan Tuấn Phong cho đang hỏi, Phan Tuấn Phong ra mặt phát nhiệt, cái này đích xác là hắn sơ sẩy, nếu như không phải Hứa Thuần Lương nhắc nhở, hắn còn không biết lúc nào mới sẽ phát hiện đâu. Bí thư Tôn Vi Dân là Phan Tuấn Phong nói chuyện, mảnh đất kia không có khởi công, bình thường chính là một mảnh đại thảo nguyên, ai cũng không có khả năng cả ngày ngồi xổm ở trên địa đầu, sự tình như là đã phát sinh, vẫn là nghĩ muốn làm sao giải quyết đi. Nghiêm Hồi Ý hỏi ngược lại, Tôn Bí Thư, nói một chút cái nhìn của ngươi. Tôn Vi Dân đã sớm ngờ tới hắn một gọi mình họ liền bảo đảm cả lăm, hiện tại cũng không phân rõ Nghiêm Hồi Ý đến cùng có phải là cố ý hay không. Hắn hướng trong cái gạt tàn thuốc gõ gõ khói bụi nói, vẫn là Nghiêm viện trưởng nói đi, cái này sự tình về ngươi quản. Mấy vị thành viên ban ngành đều cảm thấy được giữa hai người mâu thuẫn càng lúc càng lớn, Tôn Vi Dân rõ ràng là đem trách nhiệm hướng Nghiêm Hồi Ý trên thân đẩy. Nghiêm Hồi Ý nói, nhỏ Phan. Chu Hoạch Kiến lập mới bệnh viện sự tình một mực vẫn luôn là ngươi. Ngươi tại bắt, vẫn là ngươi nói. Hắn càng phát ra ý thức được coi như mình nghĩ không đếm xỉa đến cũng làm không được, bệnh truyền nhiễm viện ra vấn đề gì hắn đều là thứ nhất người có trách nhiệm. Đánh một vòng lại trở lại Phan Tuấn Phong trên thân, Phan Tuấn Phong đã sớm quen thuộc loại hội nghị này phong cách, hắn thở dài nói, việc cấp bách chính là mất bỏ mới lo làm chuồng, trước tiên đem chúng ta mảnh đất này cho quay lại. Tìm chuyên gia trông coi, phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Phó viện trưởng Lý Xuân Yến nói, ta đồng ý. Ban kỷ luật thanh tra người phụ trách Dương Khánh Hồng cùng tổng kế toán viên cao cấp Lâm Minh Minh cũng đi theo nhẹ gật đầu, các nàng ba quan hệ tốt nhất,
chỉ cần Lý Xuân Yến đồng ý, hai người bọn họ đều đồng ý. Nghiêm Hồi Ý nói kia mọi người giơ tay biểu quyết một cái đi. Tất cả mọi người giơ tay lên, Phan Tuấn Phong đề nghị này thu được nhất trí thông qua. Nghiêm Hồi Ý nói, nhỏ Phan, ngươi lập tức khởi động lần này công trình, việc này không nên chậm trễ đem chúng ta cánh đồng quay lại. Phan Tuấn Phong nói, ta lập tức đi làm, bất quá chuyện này vẫn tồn tại mấy cái tai họa ngầm, có không ít dân chúng ở nơi đó tự mình vòng địa, loạn cây loạn trồng, nếu như chúng ta đem tường viện kéo lên thế tất tổn hại đến bọn hắn lợi ích, có thể sẽ tao ngộ cản trở. Đàm Duyệt nở nụ cười, cái này gọi vấn đề gì, trước đó cùng nơi đó ngành công an câu thông tốt, đất này là chúng ta, bọn hắn dựa vào cái gì ở phía trên trồng đồ vật, nếu như ai dám bạo lực kháng cự chấp pháp, để nơi đó phái xuất xứ xử lý chính là. Đám người nhao nhao gật đầu, cho rằng loại sự tình này đạo lý là tại bọn hắn bên này, bọn hắn theo nếp làm việc không có gì đáng sợ. Phan Tuấn Phong thầm than đám người này cả ngày ngồi phòng làm việc, chỉ sợ đánh giá thấp dân chúng lực lượng. Bất quá Đàm Duyệt nói đến cũng không phải là không có đạo lý, thi công trước đó khẳng định phải cùng nơi đó đồn công an cân đối một chút. Phan Tuấn Phong lại nói, còn có một việc, vậy liền mảnh đất này bên trên còn có mấy tòa mộ phần không có rời đi. Lần này liền bí thư tôn vi dân đều có chút nghe không nổi nữa, Tuấn Phong, lấy xuống lâu như vậy, làm sao rời mộ phần công việc còn chưa hoàn thành. Phan Tuấn Phong dở khóc dở cười nói, chúng ta cầm tới địa chi về sau. Lập tức liền bắt đầu tiến hành phương diện này công việc, nhưng một mực không liên lạc được những này phần mộ người nhà, dù sao chúng ta cũng không khởi công, cũng không tiện lập tức liền cho Mạnh Bình, chúng ta cũng dán ra qua thông cáo, nhưng đến hiện tại cũng không ai phản ứng. Nghiêm Hồi Ý nói, chỉ cần bắt đầu thi công, vấn đề khẳng định sẽ tầng tầng lớp lớp, Tuấn Phong đồng chí, mất bò mới lo làm chuồng còn chưa đã chậm, người nắm chắc đi làm đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Nghiêm Hồi Ý. Đơn giản không thể tin tưởng lỗ tai của mình, vừa mới câu nói này hắn liền một chữ đều không có nói lắp, cư nhiên như thế thuận lợi nói ra. Nghiêm Hồi Ý nói, đều, nhìn ta làm gì, Tôn Bí Thư, nhớ, người còn có cái gì, lời muốn nói sao? Tôn Vi Dân trong lòng có chút phiền muộn lắc đầu. Nghiêm Hồi Ý tuyên bố tan họp. Sau khi tan họp, Phan Tuấn Phong đi theo Nghiêm Hồi Ý đi phòng làm việc của hắn, Nghiêm Hồi Ý một đoán hắn nhất định là có chuyện cầu mình. Đây là giày trước đến nay lần đầu phát sinh sự tình. Phan Tuấn Phong thái độ tương đối là ít nổi danh cũng tương đối thành khẩn, bởi vì hắn muốn cầu cạnh Nghiêm Hồi Ý, muốn tìm Nghiêm Hồi Ý muốn một người, Phan Tuấn Phong không phải người ngu, hắn đã dự cảm đến vòng quá trình sẽ không thuận buồm xuôi gió, nói ra thật xấu hổ, những vấn đề này vẫn là Hứa Thuần Lương phát hiện, Phan Tuấn Phong trong lúc vô tình đã công nhận Hứa Thuần Lương năng lực, nếu như có thể đem Hứa Thuần Lương làm qua đến giúp đỡ, đoán chừng sự tình sẽ dễ làm rất nhiều. Đương nhiên Phan Tuấn Phong còn có mặt khác một tầng cân nhắc, Hứa Thuần Lương là Nghiêm Hồi Ý người, đem hắn làm tới chẳng khác nào đem Nghiêm Hồi Ý cũng lôi xuống nước, nếu thật là xảy ra đại sự gì, gánh chịu chủ yếu trách nhiệm còn phải là Nghiêm Hồi Ý viện trưởng này. Nghiêm Hồi Ý phi thường rõ ràng Phan Tuấn Phong động cơ, hắn nói khéo từ chối Phan Tuấn Phong thỉnh cầu, lý do rất đơn giản, Hứa Thuần Lương mới đến, đối Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện công việc còn chưa quen thuộc. Một cái viện xử lý liền đủ hắn bận rộn mà lại quá sớm trọng dụng hắn dễ dàng làm cho người ta chỉ trích. Thông qua gần nhất mấy món sự tình, Phan Tuấn Phong phát hiện Nghiêm Hồi Ý tuyệt không phải mặt ngoài biểu hiện ra trễ như vậy cùn, ngoài miệng chỉ độn không có nghĩa là người ta đầu óc cũng chỉ độn. Nghiêm Hồi Ý đem Phan Tuấn Phong đuổi đi về sau, lập tức đem Hứa Thuần Lương cho gọi đi qua, Hứa Thuần Lương vừa rồi đi ô tô ban, làm viện làm thuộc hạ bộ môn, Hứa Thuần Lương cần phải đi qua tuyên thệ một chút chủ quyền. Đừng nhìn bệnh truyền nhiễm viện không lớn, nhưng là xe cũng không ít, hai chiếc Toyota Coaster, một cỗ GL8, năm chiếc xe con, cái này 6 chiếc trong ghế xe, hai chiếc Passat đều đã 14 năm, còn có một năm liền muốn báo hỏng, bình thường trên cơ bản đều dừng ở trong gara. Cái khác 3 chiếc, có một chiếc Audi A6, cái khác hai chiếc đều là bước đằng, tiền nhiệm viện trưởng xảy ra chuyện cũng là bởi vì kia chiếc Audi A6. Bởi vì con hàng này mang theo tiền nhiệm hộ lý bộ chủ nhiệm trong xe bàn công việc bị người bắt cái hiện hình. Đừng nhìn đương nhiệm viện trưởng biến thành Nghiêm Hồi Ý, hắn liền kia chiếc Audi A6 một lần đều không có ngồi qua, đại khái là ngại xúi quẩy. Ô tô ban lái xe đối Hứa Thuần Lương đều biểu hiện được không phải thường khách khí, càng là những người này càng là sùng bái vũ lực, Hứa Thuần Lương tới thời gian mặc dù không dài, ghê tởm tên đã bắt đầu tản, một bàn tay đem nguyên viện xử lý chủ đảm nhiệm Dương Vân Phong đánh cho chạy. Hiện tại tu hú chiếm tổ chim khách, lại công khai điểm danh tiêu hóa khoa đại chủ nhiệm Lương Nghiễm Tô,
thành công đưa tới bệnh truyền nhiễm viện rộng rãi công nhân viên chức lòng hiếu kỳ, đào sâu mảnh đào phía dưới. Phát hiện con hàng này chính là đương sơ bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau bên trên nóng lục soát Hứa Thuần Lương. Nghiêm Hồi Ý đem Phan Tuấn Phong thỉnh cầu chuyển đạt cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương kỳ thật đã sớm liệu đến, cười nói, hắn là lo lắng chuyện này sợ rằng sẽ gặp được không ít phiền phức. Nghiêm Hồi Ý nói, hắn không phải năng lực sao, đơn giản như vậy, đơn sự tình mình không thể giải quyết. Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng hắn không giải quyết được, khu mỏ quáng bên kia dân chúng trong lòng đều có cỗ tử oán khí, bản thân đối bệnh truyền nhiễm viện tuyên chỉ tại bọn hắn phụ cận liền phi thường bất mãn, làm không tốt sẽ phát sinh xung đột, người phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Nghiêm Hồi Ý thở dài nói, ta, về sau đoán chừng là đừng nghĩ Thái Bình, đây cũng không phải là oán trách Hứa Thuần Lương. Đừng nhìn Chu Hoạch Kiến lập mới bệnh viện sự tình giao cho Phan Tuấn Phong phụ trách, nếu như xảy ra sự tình, hắn viện trưởng này không có khả năng chỉ lo thân mình. Hứa Thuần Lương nói, không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng A. Nghiêm Hồi Ý nói, Thuần Lương, mảnh đất kia ta còn. Vẫn là không quá, hiểu rõ, chúng ta còn muốn hay không tranh thủ một chút. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói câu không sợ người tiết khí lời nói, ai cũng không tranh nổi tới. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, bảy anh hùng mộ trùng tu cùng lập bia, cái này một loạt hành vi phía sau tất cả đều là bởi vì Kiều lão làm ra tác dụng, đừng nói cục vệ sinh coi như trong thành phố cũng không dám ra mặt đỉnh bọn hắn. Nghiêm Hồi Ý nói kia, vậy làm sao bây giờ? Cái này bảy mẫu đất, liền không có. Hứa Thuần Lương cười nói, không thể trêu vào còn không trốn thoát a. Nếu như chúng ta bởi vì việc này đi cùng người ta lý luận, cuối cùng chúng ta kết cục khẳng định không phải đầy bụi đất. Gọi là đầu rơi máu chảy, người hẳn phải biết ngàn dặm thư nhà chỉ vì tường, để hắn ba thước lại có làm sao điển cố a. Nghiêm Hồi Ý nhẹ gật đầu, cố sự này hắn đương nhiên biết, liền phát sinh ở hắn quê quán Đồng Thành, Thanh Khang Hy trong năm lễ bộ thượng thư Trương Anh người nhà cùng hàng xóm Ngô gia bởi vì ba thước nền nhà xảy ra tranh chấp, gửi thư cho hắn, để hắn ra mặt bãi bình việc này, Trương Anh hồi âm đến, một tờ thư đến chỉ vì tường, để hắn ba thước lại có làm sao. Trường Thành vạn dặm nay còn tại, không thấy năm đó Tần Thủy Hoàng. Người nhà tiếp vào tin về sau lập tức nhượng bộ ba thước, lân cận cư Ngô gia nghe nói việc này cũng là xấu hổ không thôi, lập tức lựa chọn hướng lui về phía sau để ba thước, thế là hai nhà ở giữa tạo thành sáu thước ngõ hẻm, cái này ngõ nhỏ đến bây giờ vẫn tồn tại. Nghiêm Hồi Ý nói, kia ta, chúng ta dứt khoát trở về lui, lui. Hứa Thuần Lương nói, còn có câu nói gọi không đụng nam tường không quay đầu lại, làm sao đều phải để Phan Tuấn Phong ăn chút đau khổ. Hắn chuyện không giải quyết được, chúng ta lại ra mặt, đến lúc đó ta có thể đứng vững gót chân, người uy vọng cũng có thể tiến thêm một tầng. Nghiêm Hồi Ý trong lòng thoải mái tới cực điểm, thật sự là bội phục ánh mắt của mình, Triệu Phi Dương kia hàng gọi có mắt không biết kim tương ngọc, lúc trước liên hợp những người khác chèn ép ta còn chưa tính, liền Hứa Thuần Lương như thế có năng lực niên kỷ người tuổi trẻ đều dùng không tốt, đáng đời hắn hiện tại lâm vào khốn cảnh. Hết thảy quả nhiên như Hứa Thuần Lương sở liệu. Bệnh truyền nhiễm viện địa chỉ mới vừa mới bắt đầu kéo tường viện liền tao ngộ nơi đó lão bách tính ngăn cản, lý do vô cùng đơn giản, bọn hắn lo lắng bệnh truyền nhiễm viện đến sẽ tới chỗ tàn tật bệnh, thi công đơn vị cùng già khu mỏ quảng bách tính phát sinh xung đột, song phương cảm xúc đều phi thường kích động, khiến cho mỏ khu phân cục đều xuất động. Phan Tuấn Phong nghe nói về sau cuống quýt chạy tới hiện trường, tận tình khuyên bảo tiến hành giải thích, bệnh truyền nhiễm kịch bản thân không phải truyền nhiễm nguyên, bọn hắn có được nghiêm khắc kiến thiết tiêu chuẩn. Trên lý luận là không thể nào phát sinh bệnh tình truyền ra ngoài hiện tượng. Lão bách tính căn bản không hiểu cái gì gọi là trên lý luận, bọn hắn cho rằng bệnh truyền nhiễm viện xây ở chỗ này nghiêm trọng nguy hiểm cho đến thân thể của bọn hắn khỏe mạnh, mặc kệ ngươi nói cho dù tốt, ngươi có thể bao ở bệnh nhân không tùy tiện loạn đi dạo, ngươi có thể bao ở nước thải bài phóng, ngươi có thể bao ở không khí sao. Rất nhiều bệnh truyền nhiễm đều là thông qua không khí truyền bá, bệnh truyền nhiễm viện nếu là xây ở chỗ này, bọn hắn không khí chẳng phải là bị ô nhiễm rồi. Nguyên bản không người nhận lãnh vài tòa mộ phần, vừa nghe nói muốn kéo tường viện bình công trường, bắn đại bác cũng không tới người nhà cũng xuất hiện, nhằm vào rời mộ phần chuyện này đưa ra không ít yêu cầu, không phải không chịu rời, mà là chào giá thực sự quá bất hợp lý. Phan Tuấn Phong tại hiện trường giày vò đã hơn nửa ngày, cuối cùng tại đồn công an khuyên nhủ hạ đáp ứng tạm thời đình công, lần này đám kia lão bách tính mới tán đi. Phan Tuấn Phong nhìn qua bừa bộn một mảnh hiện trường, cả người đều sắp hư nhược rồi, cái này vừa mới bắt đầu liền tao ngộ như thế lớn lực cản, nếu thật là chính thức khởi công, còn không biết phải đối mặt bao lớn khó khăn.
phụ trách giai đoạn trước công trình thi công phương cũng bị hôm nay chiến trận làm cho sợ hãi, nếu như không là cảnh sát kịp thời đến, bọn hắn kém chút bị đánh, kỳ thật loại công trình này kiếm không có bao nhiêu tiền, vì chút tiền ấy bốc lên lớn như vậy phong hiểm thật không đáng, thi công phương cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Phan Tuấn Phong vô kế khả thi, hắn quyết định hỏi một chút Hứa Thuần Lương ý tứ, mặc dù Nghiêm Hồi Ý không có đồng ý để Hứa Thuần Lương qua đến giúp đỡ, thế nhưng là nếu như Hứa Thuần Lương mình nguyện ý tới, chắc hẳn Nghiêm Hồi Ý sẽ tôn trọng ý của hắn gặp, phát hiện sớm nhất vấn đề chính là Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương đã có thể chỉ xảy ra vấn đề, nên có biện pháp giải quyết vấn đề. Phan Tuấn Phong trên đường trở về cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, hắn hỏi Hứa Thuần Lương có thời gian hay không, nghĩ cùng một chỗ ăn bữa cơm tâm sự. Đã là hơn 6 giờ chiều, thời gian này hẹn người ăn cơm ít nhiều có chút mạo muội. Hứa Thuần Lương đáp ứng ngược lại là rất sảng khoái, hắn để Phan Tuấn Phong trực tiếp đến nhà mình, vừa vặn trong nhà cũng không ai. Phan Tuấn Phong cảm thấy dạng này cũng rất tốt, dù sao có mấy lời không thích hợp tại công chúng trường hợp đàm, lần đầu đến nhà hắn cũng không có tay không, mang theo hai bình bốn khai quốc duyên đi qua, ăn cơm là hắn nói ra, tổng không có ý tứ để cho người ta nâng cốc đồ ăn đều an bài. Phan Tuấn Phong đến Hứa Thuần Lương biệt thự mới ý thức tới tiểu tử này là thật có tiền, ở tại ẩn hồ quan để không phú thì quý, tiêu hóa khoa đại chủ nhiệm Lương Nghiễm Tô cũng bất quá là ở tại B khu vườn hoa dương phòng, người ta Hứa Thuần Lương ở phải là khu A biệt thự. Phan Tuấn Phong cũng không phải không có thấy qua việc đời người, thế nhưng là bản tính của con người quyết định tại quyền lực cùng tài phú trước mặt sẽ không tự chủ sinh ra một chút kính sợ tâm lý, hắn cũng không ngoại lệ. Hứa Thuần Lương để phụ cận tiệm cơm đưa tới 6 dạng đồ ăn, chuẩn bị hai bình mao đài. Phan Tuấn Phong nói, tiểu Hứa, hôm nay uống ta. Hắn mang tới nước duyên đã không kém, nhưng cùng Hứa Thuần Lương chuẩn bị mao đài còn không thể đánh đồng. Hứa Thuần Lương cười nói, người tới nhà của ta, nào có để người mang rượu tới đạo lý, nếm thử ta. Hắn mở bình mao đài rót. Phan Tuấn Phong nói, trong nhà liền ngươi một cái. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng ra ra ở. Bất quá hai ngày này hắn đi kinh thành tìm thân thăm bạn, trong nhà trước mắt chỉ một mình ta. Cũng chính là hôm nay hắn mới thanh yên tĩnh, tiểu cô bởi vì không yên lòng ra ra, cho nên cũng đi kinh thành, dù sao nàng hiện tại đã thả nghỉ hè, thời gian còn nhiều, rất nhiều, Cơ Dai Dai cũng bị Hứa Thuần Lương từ trong nhà mời ra ngoài, trước mắt tại Trường Thiện bệnh viện cho nàng an bài ký túc xá. Phan Tuấn Phong cười nói, ta nghe nói ra ra ngươi là hồi xuân đường Hứa lão tiên sinh. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã về hưu, chúng ta hồi xuân đường liên chiêu bài đều tạm thời phong tồn. Hứa lão gia tử đây chính là chúng ta Đông Châu Trung Y giới Thái Sơn Bắc Đẩu, hắn rời khỏi là chúng ta Đông Châu Trung Y giới một tổn thất lớn. Phan Tuấn Phong câu nói này một chút cũng không có khoa trương. Hai người uống hai chén về sau, Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện tìm ta có việc a. Phan Tuấn Phong thở dài nói, ta hôm nay là tìm người nghĩ kế tới, bệnh viện chúng ta khu mỏ quảng cánh đồng sự tình. Không phải trong nội viện quyết định muốn trước đem tường viện kéo lên. Không nghĩ tới hôm nay vừa mới bắt đầu thi công, liền từ khu mỏ quảng công nhân thôn đi thật nhiều người, cản trở thi công, hiện trường kém chút đánh nhau, những này lão bách tính không hiểu, không phải nói chúng ta bệnh truyền nhiễm viện chuyển trôi qua về sau sẽ ô nhiễm nước của bọn hắn nguyên không khí, sẽ truyền bá tật bệnh, ngươi nói ngu muội không ngu muội. Hứa Thuần Lương cười nói, từ chúng ta góc độ đến xem thật có chút ngu muội. Thế nhưng là nếu như đứng tại người ta góc độ đến nhìn vấn đề, đây cũng là nhân chi thường tình, người bình thường ai nguyện ý cửa nhà mình mở một tòa truyền nhiễm bệnh viện, người nói có đúng hay không? Phan Tuấn Phong nói, cũng không thể bởi vì một ít người phản đối, chúng ta tân y viện liền không xây cất rồi. Tiểu Hứa, người có kinh nghiệm phương diện này, đầu não lại linh hoạt, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Phan Viện, ta tạ ơn người coi trọng, nơi này chỉ có ngươi cùng ta hai cái. Ta cũng không theo người chơi hư, cái này Chu Hoài Kiến lập xử lý chủ nhiệm nghe rất dọa người, nhưng bây giờ chính là cái phỏng tay núi dụ, ta đoán chừng bệnh viện chúng ta không ai dám tiếp. Phan Tuấn Phong nói, người khác không dám, người còn không dám. Người có năng lực như thế à, người nói cho ta một chút, người đến cùng có điều kiêng kỵ gì. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện, ta đến bệnh truyền nhiễm viện trước đó, ta liền nghe nói một chút nghe đồn, nói mấy vị viện lãnh đạo không phải quá hòa thuận. Phan Tuấn Phong nở nụ cười, ý kiến không nhất trí khẳng định có bệnh viện nào không có loại hiện tượng này. Ta có thể cam đoan chúng ta điểm xuất phát cũng là vì bệnh viện tốt, lẫn nhau ở giữa không có những ân oán cá nhân. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta an tâm, bất quá ta mới đến, người nếu là đối ta ủy thác trách nhiệm, chẳng lẽ không sợ những người khác nói xấu.
Từ xưa đến nay đều là năng giả cư thượng, sợ người nói xấu liền cái gì cũng không cần làm, ngươi một mực thoải mái tinh thần, ta sẽ ủng hộ vô điều kiện công việc của ngươi. Phan Tuấn Phong rõ ràng có chút cầu hiền như khát ý tứ. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn là thật gặp được vấn đề khó khăn, bằng không thì cũng sẽ không hạ mình đến nhà tìm đến mình, Hứa Thuần Lương mới sẽ không bị thành ý của hắn cảm động, kể một ngàn nói một vạn, Phan Tuấn Phong còn không phải muốn lợi dụng chính mình. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện thành ý để cho ta cảm động, nhưng vẫn chưa được. Phan Tuấn Phong phí hết nửa ngày miệng lưỡi vẫn không thể nào để hắn đáp ứng, có chút đau đầu nói, làm sao vẫn chưa được đâu. Ngươi có yêu cầu gì, ngươi nói với ta. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có yêu cầu gì, ta vừa mới báo danh tham gia công đoàn cạnh mời, ta muốn đem chuyện này trước chứng thực xuống tới. Phan Tuấn Phong nghe rõ, con hàng này rõ ràng là muốn hắn hỗ trợ tranh thủ cái đoàn này quan lớn. Kỳ thật công đoàn tại trong bệnh viện căn bản không có quyền lực gì, chỉ có tượng trưng ý nghĩa, nhưng là chuyện này Tôn Vi Dân định đoạt, mọi người đều biết Hứa Thuần Lương là nghiêm hồi ý người, tại bệnh viện Tôn Vi Dân là chọn đại kỳ cùng nghiêm hồi ý đối lập người. Để hắn để bạt nghiêm hồi ý người, kia không phải làm khó hắn sao? Hứa Thuần Lương chính là cho Phan Tuấn Phong ra cái nan đề, ngươi không là muốn cho ta giúp ngươi nha, ngươi cũng phải lấy ra chút thành ý. Phan Tuấn Phong cân nhắc một chút mới nói, ta cảm thấy chuyện này không có vấn đề quá lớn. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm bưng chén rượu lên, có người câu nói này ta an tâm. Phan Tuấn Phong càng phát ra ý thức được tiểu tử này không được, bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cái này mới đi đến bệnh truyền nhiễm viện mấy ngày a, chẳng những thành công nắm trong tay viện xử lý, mà lại muốn đem công đoàn cũng đặt vào trong túi. Hướng mình đưa ra nhiều như vậy đúng trọng tâm đề nghị nhưng thật ra là có mục đích, hắn là muốn thông qua mình đạt thành nguyện vọng. Phan Tuấn Phong cạn ly rượu này nói, tiểu Hứa, hiện tại là bệnh viện chúng ta phát triển lớn mạnh thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau chỉ sợ sẽ không còn có. Hứa Thuần Lương cười nói, thời gian dài đây. Nghiêm viện lui xuống đi về sau, bệnh truyền nhiễm viện khẳng định là người đương gia, lấy người hiện tại tuổi tác, hai giới là không có vấn đề gì. Nói bóng gió là người gấp cái gì, còn sâu làm không được người đứng đầu. Phan Tuấn Phong nói, ta đối quyền lực cũng không có quá nhiều khát vọng, ta chỉ là muốn vì bệnh viện làm điểm hiện thực. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta cũng thích làm hiện thực, xem ra chúng ta có thật nhiều cộng đồng chỗ. Phan Tuấn Phong người này làm việc hiệu suất vẫn còn rất cao. Cùng Hứa Thuần Lương nâng cốc tâm tình về sau ngày thứ hai, hắn liền đi tìm bí thư Tôn Vi Dân. Tôn Vi Dân nghe nói hắn nghĩ mình đem công đoàn cho Hứa Thuần Lương, cho là mình nghe lầm, hoặc là chính là Phan Tuấn Phong hồ đồ rồi, biết tân y viện cánh đồng sự tình khiến cho hắn sứt đầu mẻ chán, đoán chừng là bởi vì cái này sự tình. Tôn Vi Dân nói, nhỏ Phan, ngươi có phải hay không gần nhất áp lực công việc quá lớn? Thanh không rõ ràng ngươi đang làm gì? Phan Tuấn Phong đoán được hắn sẽ có loại phản ứng này. Cười nói, ta đương nhiên biết rõ a, Tôn Bí Thư, Hứa Thuần Lương tới về sau biểu hiện người cũng nhìn thấy, cá nhân ta nhận vì cái này công đoàn hắn vẫn tương đối phù hợp. Tôn Vi Dân trong lòng tự nhủ tay người duỗi hơi lâu, bất quá hắn cùng Phan Tuấn Phong hiện tại có ngầm hiểu lẫn nhau công thủ đồng minh, nói chuyện dù sao cũng phải bận tâm đối phương mặt mũi, nhỏ Phan, Hứa Thuần Lương một không là đảng viên, hai không có tướng quan kinh nghiệm làm việc, ba hắn đến bệnh viện chúng ta mới mấy ngày. Tham gia cạnh mời người bên trong. Là thuộc hắn tổng hợp phân thấp nhất. Phan Tuấn Phong biết mình nếu như không đến điểm thực tế, Tôn Vi Dân là sẽ không dễ dàng đáp ứng, thế là đem mình tại tân y viện cánh đồng khó khăn gặp phải nói một lần, tân y viện gặp phải khốn cảnh cũng không phải hắn một người vấn đề, là bọn hắn cấp lãnh đạo cộng đồng gặp phải vấn đề. Tôn Vi Dân lúc này mới nghe rõ, công đoàn cái này danh hiệu là Phan Tuấn Phong dùng để hướng Hứa Thuần Lương biểu hiện ra thành ý, hắn lại là vừa bực mình vừa buồn cười. Đi qua chỉ nghe nói qua thuộc hạ cho thượng cấp lập nhập đội, làm sao đến hắn chỗ này ngược lại, lại nói ngươi muốn cho Hứa Thuần Lương biểu đạt thành ý, ngươi tại ngươi quyền lực phạm vi bên trong an bài A, bằng cái gì để cho ta cho hắn chỗ tốt này. Tôn Vi Dân nói, tiểu Tôn, chúng ta đều biết cái này công đoàn chính là cái hư danh, hắn muốn cái này làm gì. Hắn đương nhiên biết rõ Hứa Thuần Lương muốn công đoàn làm gì, rõ ràng là buồn nôn mình, này bằng với tại mình trong phạm vi khống chế tiết một viên cái đinh. Cùng nghĩa trang chiếm bọn hắn bệnh viện địa bàn không là giống nhau tính chất sao? Phan Tuấn Phong nói, người tuổi trẻ ý nghĩ ta cũng nhìn không thấu, bất quá Hứa Thuần Lương có năng lực người tổng thừa nhận a. Tôn Vi Dân không nói chuyện, móc ra thuốc lá, Phan Tuấn Phong chủ động giúp hắn đốt cũng chính là muốn cầu cạnh hắn, bình thường Phan Tuấn Phong rất ít giúp hắn đốt thuốc. Tôn Vi Dân rút hai cái, coi như hắn chán ghét nghiêm hồi ý,
Coi như Hứa Thuần Lương là Nghiêm Hồi Ý người, hắn cũng không thể không thừa nhận Hứa Thuần Lương năng lực, lúc này mới đến mấy ngày a, liền Phan Tuấn Phong đều buông xuống tư thái hướng hắn bày ra tốt. Phan Tuấn Phong nói, cũng là vì bệnh viện, để hắn ba thước lại có làm sao. Tôn Vi Dân nhìn Phan Tuấn Phong một chút, hắn ngược lại khuyên khởi chính mình tới, ban đầu là ai bởi vì Nghiêm Hồi Ý không hàng trong lòng không công bằng. Nhịn không được nhắc nhở, Hứa Thuần Lương thế nhưng là giúp có ít người dẫy mặt mũi. Phan Tuấn Phong nói, Tôn Bí Thư, người nói đến ta đều hiểu, ta cũng biết người là vì tốt cho ta, nhưng ta suy đi nghĩ lại, vẫn là phải lấy công việc làm trọng, ta thỏa mãn Hứa Thuần Lương điều kiện, nếu như hắn có thể giúp bệnh viện giải quyết những này nan đề, kia đối bệnh viện là đại hảo sự, ai được mặt mũi không trọng yếu nhất là bệnh viện được lớp vải lót. Nếu như sự thật chứng minh hắn không có năng lực này, đến lúc đó lại đem hắn cầm xuống cũng không muộn, không phải có câu chuyện xưa nha, trèo càng cao té càng đau. Nếu là hắn không làm được, khó coi là có chút người, mọi thứ đều có tính hai mặt, người nói có đúng hay không? Tôn Vi Dân nói, người nghĩ đến ngược lại là chu đáo. Tâm nói cái gì nói đều để ngươi nói, người đột nhiên buông xuống cùng Nghiêm Hồi Ý ở giữa mâu thuẫn, chẳng lẽ lại hai người các ngươi đã đạt thành chung nhận thức? Tôn Vi Dân rốt cục vẫn là đáp ứng Phan Tuấn Phong thỉnh cầu, đến một lần cái này công đoàn cũng không phải là cái gì thực quyền chức vị. Hư danh thôi thứ hai Phan Tuấn Phong cùng Nghiêm Hồi Ý đều là thành viên ban ngành, nếu như chính thức cạnh mời, cái này hai người đều duy trì Hứa Thuần Lương, nếu như chính mình kiên quyết không cần Hứa Thuần Lương, thế tất sẽ liền Phan Tuấn Phong cũng cùng một chỗ đắc tội. Để hắn ba thước lại có làm sao, để một lần liền để một lần đi, tân y viện sự kiện kia, liền cục vệ sinh đều không có biện pháp giải quyết, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phá cục. Hứa Thuần Lương đến bệnh truyền nhiễm viện một tuần bên trong liền liên tiếp sáng tạo ra lịch sử, đánh chạy viện xử lý chủ nhiệm Dương Vân Phong, lấy phó chủ nhiệm chi danh trưởng khống viện xử lý, tra cương vị tiêu hóa khoa đại chủ nhiệm Lương Nghiễm Tô, hướng toàn viện thông báo trễ đến hành vi, cũng tiền phạt 100 đồng. Từ năm tên cạnh mời người bên trong chỗ hết tài năng, trở thành bệnh truyền nhiễm viện tân nhiệm công đoàn. Có thể nói Hứa Thuần Lương quét qua tại bị văn lữ cục thanh lui về cục vệ sinh xu hướng suy tàn. Hắn cũng nói lời giữ lời, đáp ứng cho Phan Tuấn Phong hỗ trợ. Phan Tuấn Phong tại viện đảng ủy tuyên bố Hứa Thuần Lương trở thành tân nhiệm công đoàn về sau, chuyên môn tìm hắn nói chuyện một lần lời nói, hai ngày này Phan Tuấn Phong liền không ngừng qua tìm quan hệ, nhưng càng tìm liền càng nhận rõ một cái hiện thực, bảy anh hùng mộ chiếm bọn hắn cánh đồng chuyện này khẳng định là nếu không trở lại, cục dân chính phương diện không để ý, cục vệ sinh không muốn ra mặt, trong thành phố để chính bọn hắn hiệp thương giải quyết. Đừng nói chuyện này, hiện tại liền kéo cái công trường tường viện đều thành vấn đề, khu mỏ quặng công nhân thôn nhân dân quần chúng đem bọn hắn bẩm báo bảo vệ môi trường bộ môn, nói bọn hắn bệnh viện là cao ô nhiễm cao phong hiểm hạng mục, cùng già mỏ khu chuyển hình du lịch khu định vị không hợp, nói bọn hắn là ngược gây án. Phan Tuấn Phong thật sự là dở khóc dở cười, đi qua từ không nghĩ tới bệnh truyền nhiễm viện sẽ cùng cao ô nhiễm liên hệ với nhau. Hứa Thuần Lương đạt được ước muốn Phan Tuấn Phong lấy ra thành ý. Hắn bên này nhiều ít cũng phải giúp đỡ ra nghĩ kế. Hứa Thuần Lương đem nguyên là quy hoạch đồ đem ra, Phan Tuấn Phong nhìn qua chương này quy hoạch bản thiết kế, đây là hắn dẫn đầu làm ra, hắn đương nhiên quen tất. Hứa Thuần Lương lại lấy ra một chương mới quy hoạch đồ, người nhìn xem cái này hai tấm đồ có cái gì khác biệt. Phan Tuấn Phong so sánh một chút, phát hiện mới quy hoạch đồ so già quy hoạch đồ rút lui rất nhiều, mà lại hướng đông di động không ít. Phan Tuấn Phong nói, nếu để cho nhiều như vậy, chúng ta đến ít 1/3. Hứa Thuần Lương nói, biết rõ là khối xương cứng chúng ta cũng không cần phải gặp, nếu không đến cuối cùng còn phải cấn chúng ta răng, chúng ta lựa chọn nhượng bộ cũng không phải hào vô điều kiện, có thể tìm trong thành phố cho chúng ta thổ địa bổ thường, thay đổi cánh đồng, hoặc là tại vốn có vị trí gia tăng đền bù diện tích, quy hoạch đồ là tương đối lý tưởng vị trí, cứ như vậy, chúng ta cùng Nghĩa Trang ở giữa liền có một cái giảm sóc khu vực, ở giữa khu vực có thể làm công chúng bãi đỗ xe. Mà mấy cái kia mộ phần cũng vừa cũng may cái phạm vi này bên trong. Giao cho bộ dân chính cửa cùng bọn hắn liên hệ. Phan Tuấn Phong nói, bọn hắn chưa hẳn nguyện ý. Hứa Thuần Lương cười nói, tất cả mọi người là vì công việc, ai cũng không muốn làm đối kháng. Ta nghe qua, Thanh Sơn Mỏ là bị định vì tỉnh văn vật bảo hộ đơn vị. Thanh Sơn Mỏ di chỉ cải tạo thăng cấp công trình đã bị liệt là văn lữ cục tương lai kiến thiết trọng điểm công trình một trong. Đến lúc đó sẽ cùng bảy anh hùng mộ hiệp đồng chế tạo du lịch khu vực. Điểm du lịch trong đó một cái trọng yếu khâu chính là bãi đỗ xe, ta có thể tìm văn lữ cục cân đối. Hứa Thuần Lương chỉ chính tây, mảnh đất này là Thanh Sơn Mỏ di chỉ cảnh khu tương lai quy hoạch bãi đỗ xe, chúng ta có thể thông qua hiệp thương,
tướng mảnh đất này đổi thành tới, nếu như thành công, chúng ta tại không gian bên trên lại kéo xa cùng công nhân thôn khoảng cách, nơi đó lão bách tính đối với chúng ta tâm tình mâu thuẫn hẳn là cũng sẽ giảm yếu rất nhiều. Phan Tuấn Phong nghe hắn nói xong có loại liễu ám hoa minh cảm giác, Hứa Thuần Lương tiểu tử này có trình độ A, đem để đi ra biến thành công cộng bãi đỗ xe, lúc đầu mảnh đất này bọn hắn quy hoạch cũng là bãi đỗ xe, đến lúc đó như quả bản viện bãi đỗ xe không đủ dùng, còn có thể dừng xe ở công cộng trong bãi đỗ xe, đây không phải nhất cử lưỡng tiện nha. Hứa Thuần Lương mặc dù cấp ra biện pháp giải quyết, nhưng là ở trong đó dính đến văn lữ, dân chính hai đơn vị, Phan Tuấn Phong vẫn là có tự biết rõ, phản chính tự mình không có bản sự giải quyết, cho nên chuyện này còn phải để Hứa Thuần Lương đi làm. Phan Tuấn Phong nói, tiểu Hứa, ta cảm thấy ngươi cái chủ ý này có thể thực hiện, ta muốn đem chuyện này giao cho ngươi đi làm. Hứa Thuần Lương không có thống khoái đáp ứng, Phan Việt, lúc trước chúng ta có thể nói tốt, ta chỉ giúp lấy nghĩ biện pháp, thậm chí có thể giúp lấy giới thiệu quan hệ, cụ thể áp dụng người còn phải tìm người khác. Phan Tuấn Phong nói, tiểu Hứa, người khác ta còn thực sự không tin được. Trong trí nhớ giống như bọn hắn chưa nói qua chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, Phan Việt, ta hiện trên tay cũng không ít công việc muốn làm, liền sợ bận không qua nổi a, mà lại ta một cái viện xử lý phó chủ nhiệm, công đoàn nhúng tay mới bệnh viện xây dựng cơ bản công việc danh bất chính, ngôn bất thuận a. Phan Tuấn Phong còn có thể nghe không rõ nha, đây là tìm mình muốn quan đâu, hắn liền chưa thấy qua mê quyền chức như thế lớn người trẻ tuổi, ngươi vừa tới liền lên làm viện xử lý phó chủ nhiệm, trên thực tế viện xử lý là ngươi làm nhà, ta kiên chỉ tìm Tôn bí thư giúp ngươi đem công đoàn muốn tới, hai cái đầu ngậm còn chưa đủ, ngươi còn muốn. Khẩu vị quá lớn. Phan Tuấn Phong trong lòng tự nhủ ta cùng lắm thì giúp ngươi đem viện xử lý chủ nhiệm trước mặt chữ phó cho bỏ đi, dù sao trên thực tế ngươi cũng là viện xử lý người phụ trách. Nhưng nghĩ lại, người này muốn hẳn không phải là cái này, hắn muốn danh phận đâu. Phan Tuấn Phong nói, tiểu Hứa, ngươi nhìn dạng này được không, ta đề danh ngươi làm tân y viện chủ hoạch kiến lập xử lý chủ nhiệm, trực tiếp hướng ta phụ trách. Hứa Thuần Lương được tiện nghi còn khoe mẽ, như vậy không tốt đâu, ta vừa tới đến liền đảm nhiệm nhiều như vậy danh hiệu, người khác sẽ nói xấu. Phan Tuấn Phong có chút chịu không được con hàng này, quyết định như vậy đi, ta tìm Nghiêm viện trưởng đi. Nghiêm Hồi Ý bên kia đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì, hắn chẳng những đồng ý Hứa Thuần Lương đảm nhiệm chủ hoạch kiến lập xử lý chủ nhiệm, còn trực tiếp đem Hứa Thuần Lương viện xử lý phó chủ nhiệm chữ phó cho trừ đi. Hứa Thuần Lương đi vào bệnh truyền nhiễm viện vẻn vẹn thời gian một tuần liền thân kiêm ba chức, Đông Châu thị bệnh truyền nhiễm viện chủ nhiệm phòng làm việc, chủ hoạch kiến lập xử lý chủ nhiệm, công đoàn. Hứa Thuần Lương đại danh hiện tại bệnh truyền nhiễm viện không ai không biết không người không hay, có người thưởng thức năng lực của hắn. Tự nhiên là có người nói hắn nhàn thoại. Con hàng này tướng ăn cũng quá khó nhìn a. Một người thân kiêm ba chức, cũng đều là trọng yếu bộ môn, bệnh truyền nhiễm viện trong lịch sử chưa bao giờ có. Quả thực là nghe rợn cả người. Không có cách nào ai để người ta Nghiêm viện thích hắn. Đâu chỉ Nghiêm viện thích hắn, Tôn bí thư nếu là không gật đầu hắn có thể lên làm công đoàn. Nghe nói chủ hoạch kiến lập xử lý chủ nhiệm là Phan viện phó để danh. Trong triều có người tốt làm quan, các ngươi không nghe nói hắn bạn gái trước là khu công nghệ cao quản ủy hội phó chủ nhiệm. Đều bạn gái trước, không sợ hắn cũng không tệ rồi còn có thể giúp hắn. Một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, chưa chừng làm bộ dáng cho ngoại giới nhìn đâu. Hứa Thuần Lương chưa hề còn không sợ người khác chỉ trích, hắn đem viện làm công việc trên cơ bản đều giao cho Khang Nguyệt Kỳ, thuận tiện cũng giúp nàng muốn cái phó chủ nhiệm danh phận. Khang Nguyệt Kỳ đi theo Dương Vân Phong làm nhiều năm như vậy. Đều không có đạt thành nguyện vọng tại hắn chỗ này thực hiện, Khang Nguyệt Kỳ hướng Hứa Thuần Lương biểu trung tâm, để Hứa chủ nhiệm một mực đi làm việc trong viện đại sự, viện xử lý chuyện bên này giao cho nàng là được. Khang Nguyệt Kỳ cũng không phải muốn đoạt quyền, mà là chân tâm thật ý muốn cho Hứa Thuần Lương đương trợ thủ. Phan Oánh Oánh đối Hứa Thuần Lương đơn giản chính là sùng bái, chỉ cần Hứa Thuần Lương đến văn phòng, nàng liền yêu quý nhất coi thường nhiều lần đều không soát, nhìn lén Hứa Thuần Lương ánh mắt đều nhanh chảy ra nước. Lý Song Song nhân gian thanh tỉnh, nhắc nhở Phan Oánh Oánh nhìn cũng là nhìn không, Hứa chủ nhiệm loại người này không phải bình thường nữ nhân có thể khống chế. Hứa Thuần Lương làm việc chưa từng dây dưa dài dòng, thời gian qua đi nhiều ngày hắn lần nữa đi tới văn lữ cục, lần này là mở ra bệnh truyền nhiễm viện kia chiếc Audi A6 tới, mấy vị lãnh đạo đều ngại chiếc xe này xúi quẩy, không ai chịu ngồi, Phan Tuấn Phong dứt khoát đem chiếc xe này giao cho chủ hoạch kiến lập xử lý sử dụng. Hứa Thuần Lương thân là chủ hoạch kiến lập xử lý chủ nhiệm, lại là viện xử lý chủ nhiệm, đương nhiên hữu dụng xe quyền.
Lý Ngọc Sơn lên làm văn lữ cục người đứng đầu về sau, so với tiền nhiệm lãnh đạo phó quốc dân cấp tiến, hắn hiện tại rõ ràng thu liễm rất nhiều, kỳ thật phổ biến tồn tại một cái dạng này quy luật, nếu như tiền nhiệm xảy ra chuyện, kế nhiệm liền không dám có quá lớn động tác. Đông Châu đồ nướng náo nhiệt dường như đã có mấy đời, văn lữ cục từ trên xuống dưới đột nhiên bình tĩnh lại, bọn hắn trong viện bãi đỗ xe cũng theo đó trở nên vắng vẻ, thật ứng với câu cách ngôn kia, trước cửa vắng vẻ yên ngựa hiếm. Muốn nói không có chút mất mát cảm giác là không thể nào, cũng không cầu vô công nhưng cầu không tội, Lý Ngọc Sơn hiện tại liền lo liệu lấy cái này tâm lý, hắn hy vọng đem văn lữ cục nhiệt độ hạ, không nghĩ quá nhiều người chú ý nơi này, đặc biệt hẳn là chính mình. Nghe nói Hứa Thuần Lương đến tìm hắn, còn tưởng rằng là Hứa Thuần Lương đi qua có chuyện gì không có xử lý xong, tới đi cái chương trình, nghe hắn nói xong mới biết là vì nói chuyện hợp tác. Lý Ngọc Sơn đem quy hoạch đồ nhìn một chút, kỳ thật trong thành phố cho bọn hắn mảnh đất kia phương vị có chút khó chịu, bãi đỗ xe cũng không phải là đối diện Thanh Sơn mỏ di chỉ đại môn, mà là đông lệch ra một khoảng cách, nói cách khác, du khách dừng xe về sau, còn phải đi bộ một khoảng cách lớn mới có thể tiến nhập cửa chính. Nếu như cùng bệnh truyền nhiễm viện đổi mảnh đất này, ngược lại dễ chịu rất nhiều, cổng bãi đỗ xe cùng quảng trường nhỏ hợp thành một thể, vô luận là du khách đạo lưu vẫn là cảm nhận bên trên đều tăng lên một cái cấp bậc. Lý Ngọc Sơn làm người cẩn thận, hắn không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý nói cho Hứa Thuần Lương Thanh Sơn mỏ di chỉ hạng mục mặc dù là bọn hắn trọng điểm công trình, nhưng cùng lúc lại là tỉnh văn vật bảo hộ đơn vị, tiến hành cảnh khu thăng cấp kế hoạch đã trình diện trong tỉnh, tốt nhất từ trong tỉnh ra mặt sách chuyện này. Chỉ cần trong tỉnh đưa ra đề nghị, hắn liền tốt đến cái thuận nước đẩy thuyền, đoán chừng chuyện này liền nước chảy thành sông. Hứa Thuần Lương đối Lý Ngọc Sơn vẫn tương đối hiểu rõ, biết hắn hiện tại thành chim sợ cành cong, bất kỳ cái gì trách nhiệm cũng không dám gánh chịu, lúc này liên hệ tỉnh văn lữ người phụ trách Hình Văn Hổ. Hình Văn Hổ để bệnh truyền nhiễm viện cùng văn lữ cục song phương ký một bản hiệp nghị, từ hắn ra mặt tìm Đông Châu thị chủ quản lãnh đạo giải quyết. Hình Văn Hổ đã đáp ứng ra mặt, liền đại biểu chuyện này cơ bản xong rồi. Kỳ thật đổi chỗ đối với song phương đều có lợi, Thanh Sơn mỏ di chỉ công viên nguyên bản bãi đỗ xe vị trí rời xa cửa chính, thông qua đổi chỗ, bãi đỗ xe biến thành đối diện đại môn, để cảnh khu bố cục trở nên càng thêm hợp lý hóa. Thanh Sơn mỏ di chỉ công viên bãi đỗ xe cánh đồng thực tế sử dụng diện tích muốn so bệnh truyền nhiễm viện dùng để trao đổi đất nhiều ra 8 mẫu, nhưng là cái này cũng không tính vấn đề, chỉ cần song phương ngươi tình ta nguyện. Trong thành phố chắc chắn sẽ không can thiệp, cuối cùng thổ địa đều là quốc gia. Hứa Thuần Lương cách trước khi đi, mới đi Phạm Lý Đạt văn phòng dạo qua một vòng. Phạm Lý Đạt kỳ thật đã sớm biết Hứa Thuần Lương tới, nhưng là không có ra mặt, dù sao hắn tình cảnh hiện tại rất xấu hổ, mặt ngoài nhìn, phó quốc dân, Hứa Thuần Lương hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới xử phạt, hắn là duy nhất may mắn thoát khỏi người, nhưng là hắn tại văn lữ cục đã bị cô lập. Phạm Lý Đạt cũng không có hỏi Hứa Thuần Lương tới đây làm gì, cho hắn ngâm chén trà nói, lão đệ, người đi bệnh truyền nhiễm viện công việc tiến hành thế nào? Hứa Thuần Lương nói, chịu đựng. Phạm Lý Đạt nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn tin tưởng lấy Hứa Thuần Lương năng lực đến đâu mà đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, hiện tại hắn có chút ngượng ngùng đối diện Hứa Thuần Lương, lúc trước cùng một trận doanh ba người, phó quốc dân bị thẩm tra, Hứa Thuần Lương bị thanh lui nguyên hệ thống. Chỉ có hắn lông tóc không tổn hao gì. Hứa Thuần Lương đem mình tới mục đích nói cho hắn, Phạm Lý Đạt nghe được ngầm thầm bội phục, còn phải là Hứa Thuần Lương, lúc này mới mấy ngày a, người ta đã từ thung lũng một lần nữa bỏ lên. Phạm Lý Đạt nói, trong thành phố bởi vì văn lữ cục sự tình chuyên cửa mở mấy lần hội nghị, xác định văn lữ công tác chủ yếu phương hướng, trong đó một cái trọng yếu nội dung chính là đầy đủ đào móc Đông Châu lịch sử nội tình, một lần nữa chế tạo Đông Châu cổ thành long mạch. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết, bọn hắn trước đó chỗ có công việc đều bị phủ định, bất quá mình như là đã rời đi, văn lữ cục muốn làm sao chơi cùng mình quan hệ cũng không lớn. Phạm Lý Đạt nói, người biết thư ký mới sự tình a? Hứa Thuần Lương nói, người nói là Uông Bí Thư. Phạm Lý Đạt gật đầu nói, chế tạo lần nữa Đông Châu cổ thành long mạch chính là hắn tự mình định ra tới, năm nay Đông Châu văn lữ có mấy lớn trọng điểm công trình, một là văn miếu quảng trường. Hai là Đông Châu Viện Bảo tàng Quảng Trường cùng Cõng Long Sơn chìm xuống đường hầm, ba là Trạng Nguyên cảnh đường phố khu cải tạo thăng cấp, bốn là Hoa Điều thị trường phá rỡ cổ thành tường chữa trị. Về phần ngươi nói Thanh Sơn mỏ di chỉ công viên kiến thiết sắp xếp tương đối dựa vào sau, nói thật, nội bộ cục chúng ta đối cái này cảnh điểm cũng không coi trọng. Hứa Thuần Lương cười nói, càng không đáng chú ý càng tốt, nếu như sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trên đây phản ngược lại không tiện thao tác.
có thể đồng thời tiến hành nhiều như vậy đại công trình, có nhiều tiền như vậy sao? Phạm Lý Đạt nói, tiền không cần lo lắng, Hoa Đầu tập đoàn cùng Đông Châu phương diện đạt thành chiều sâu hợp tác hiệp nghị. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Kiều Như Long đi qua không phải Hoa Đầu phó tổng sao? Hắn cùng Tề Sảng sự tình về sau, vốn cho là hắn sẽ từ Hoa Đầu từ chức, nhưng về sau cũng không nghe nói Hoa Đầu phát sinh thay đổi nhân sự. Không biết chuyện này phía sau có phải là hắn hay không tại thôi động, nếu có, chứng minh lần này tai nạn xe cộ để hắn cùng Đông Châu sinh ra mật thiết liên quan, thế mà để hắn quyết định đầu tư Đông Châu, muốn tại Đông Châu thâm canh mảnh vân. Hứa Thuần Lương cũng không có tại Phạm Lý Đạt nơi này ngốc quá lâu, hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi, Phạm Lý Đạt vốn định hẹn hắn uống rượu, có thể nghĩ nghĩ gần nhất vẫn còn tương đối mẫn cảm mọi người vẫn là ít cùng một chỗ tụ hội tốt. Hứa Thuần Lương xuất mã quả nhiên không tầm thường. Tại Hình Văn Hổ cân đối dưới, Đông Châu phương diện đồng ý Thanh Sơn mỏ di chỉ cải tạo công trình cùng mới bệnh truyền nhiễm viện kiến thiết công trình đổi thành thổ địa cách làm. Tình huống cụ thể song phương hiệp thương, tận lực tuân theo một đổi chỗ nguyên tắc, về phần thêm ra tới 8 mẫu đất, bệnh truyền nhiễm viện phương diện cấp cho cảnh khu cung cấp chữa bệnh ủng hộ phương thức tiến hành đền bù. Hứa Thuần Lương đảm nhiệm bệnh truyền nhiễm viện mới viện chủ hoạch kiến lập xử lý chủ nhiệm một tuần, liền làm xong tân y viện cánh đồng. Chứng thực sau chuyện này, Phan Tuấn Phong hoàn toàn phục, Hứa Thuần Lương tiểu tử này là cái đại tài A, phóng nhãn bệnh truyền nhiễm viện, đổi thành những người khác thật đúng là không làm thành, mình cũng không được. Nghiêm Hồi Ý càng là cùng có vinh yên, là hắn đem Hứa Thuần Lương lấy được bệnh truyền nhiễm viện, hiện tại không ai nói xấu đi. Ta mặc dù khẩu tài không được, nhưng là ánh mắt của ta có thể. Muốn nói có người không cao hứng, người này chính là bệnh truyền nhiễm viện bí thư Tôn Vi Dân, Hứa Thuần Lương năng lượng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn lúc đầu coi là Phan Tuấn Phong không giải quyết được sự tình Hứa Thuần Lương cũng không giải quyết được. Hắn trở lấy chế giễu, thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương thế mà làm thành, mà lại làm được đẹp như thế. Cứ như vậy chẳng những Hứa Thuần Lương vị trí của mình ổn định, mà lại cũng giúp đỡ Nghiêm Hồi Ý thêm điểm không ít. Hiện tại có không ít người bắt đầu nói Nghiêm cả Lam chi nhân thiện nhậm. Ban lãnh đạo trong hội nghị, Phan Tuấn Phong hướng mọi người báo cáo một chút mới nhất tiến triển, đặc địa nhấn mạnh Hứa Thuần Lương ở trong đó đưa đến tác dụng. Nghiêm Hồi Ý nói, cái này, đây cũng là Tuấn Phong đồng chí điều hành có. Bởi vì có cùng chung mục tiêu, lại có Hứa Thuần Lương ở giữa điều hòa, gần nhất Nghiêm Hồi Ý cùng Phan Tuấn Phong quan hệ cải thiện rất nhiều, tại trong hội nghị công khai khen ngợi Phan Tuấn Phong, cái này tại quá khứ là không thể tưởng tượng sự tình tình. Phan Tuấn Phong cười nói, chúng ta đều tại Nghiêm viện trưởng lãnh đạo dưới, là Nghiêm viện trưởng lãnh đạo có phương pháp. Hai người đều nở nụ cười. Tôn Vi Dân đốt lên một điếu thuốc, mặc dù ta không nên lúc này dội nước lạnh, nhưng ta còn là đến nhắc nhở mọi người, tuyệt đối đừng cao hứng quá sớm, mặc dù thổ địa vấn đề đạt được giải quyết, nhưng là chúng ta đừng quên nơi đó thái độ của dân chúng, tư tưởng của bọn hắn vấn đề nhưng không dễ dàng như vậy làm thông, nếu như bọn hắn vẫn là kiên quyết phản đối với chúng ta kiến thiết tân y viện làm sao bây giờ. Nghiêm Hồi Ý nói, sự tình cũng nên một chút xíu giải quyết, cũng không thể bởi vì bọn hắn phản đối với chúng ta liền không. Không xây cất. Phan Tuấn Phong nói, Nghiêm viện trưởng nói đúng, chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, lòng người đều là nhục trường, ta tin tưởng già khu mỏ Quảng Bách tính tâm cũng là nhục trường, bọn hắn sở dĩ phản đối đến kịch liệt như thế, là bởi vì chúng ta phổ cập khoa học công việc còn chưa đủ. Phó viện trưởng Đàm Duyệt nói, kỳ thật những này dân bản xứ có chút cố tình gây sự, bệnh viện chúng ta mặc dù gọi bệnh truyền nhiễm viện, nhưng chúng ta bản thân không thấu đáo truyền nhiễm tính, tân y viện lạc hộ già khu mỏ Quảng. Trực tiếp nhất được lợi người kỳ thực là bọn hắn, có thể cải thiện đương địa y liệu vệ sinh điều kiện, kéo theo kinh tế địa phương. Phó viện trưởng Triệu Hồng Hà cười nói, truyền thống quan niệm hại chết người, muốn bọn hắn từ căn bản tư tưởng bên trên tiếp nhận chúng ta gánh nặng đường xa. Nghiêm Hồi Ý nói, đã, thổ địa sự tình đã thỏa đàm, vẫn là mau chóng. Mau đưa quay lại đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Lại không khởi công, lão bách tính hoa màu đều thu hai gốc giả. Đổi thành thổ địa là Hứa Thuần Lương lấy được giai đoạn tính thắng lợi, bước kế tiếp chính là xây tường vòng địa, lúc đầu nhận thầu thương bởi vì trận kia xung đột bị lão bách tính dọa cho đi, vốn là không có bao nhiêu tiền lời nói, ai cũng không về phần bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Một lần nữa quy hoạch khối này thổ địa cùng công nhân thôn thẳng tắp khoảng cách so đi lên lại kéo ra tiếp cận 200 mét, Hứa Thuần Lương cũng cho rằng nơi đó lão bách tính sở dĩ phản đối, vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn đối y học không hiểu rõ. Thế là tổ chức một lần chuyên gia chữa bệnh từ thiện, chuyện này từ hắn đề nghị, từ phó viện trưởng Phan Tuấn Phong tự mình tổ chức cũng dẫn đội.
Hứa Thuần Lương cũng chưa quên mình đoàn lãnh đạo chức trách, mượn lần này cơ hội hiệu triệu đoàn hoạt động, dẫn đầu một bang tuổi trẻ nhân viên y tế tiến về già khu mỏ quảng khó khăn gia đình tới cái đoan ngọ đưa ấm áp. Vừa lúc bắt đầu công nhân thôn lão Bách Tính nghe nói là bệnh truyền nhiễm viện chuyên gia tới chữa bệnh từ thiện còn ôm ngắm nhìn thái độ, về sau nghe nói có thể miễn phí kiểm tra thân thể, còn có miễn phí vật kỷ niệm nhưng cầm, lập tức liền góp đi qua. Bệnh truyền nhiễm viện lần này trong hoạt động có thể nói là tinh anh ra hết, chữa bệnh từ thiện chỉ là một mặt, các vị chuyên gia còn phải chịu trách nhiệm phổ cập khoa học bọn hắn bệnh viện mặc dù lớn nhất đặc sắc là bệnh truyền nhiễm chống, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ chỉ nhìn bệnh truyền nhiễm, mà lại tân y viện chia làm hai bộ phận lớn, về sau chữa bệnh cơ cấu đều sẽ đi hướng tổng hợp phát triển con đường, hiện tại rất nhiều tổng hợp bệnh viện, cũng tại mở bệnh truyền nhiễm trị liệu chuyên khu. Hứa Thuần Lương mang theo một đám tuổi trẻ nhân viên y tế thăm hỏi xong khó khăn hộ, lại đi tới chữa bệnh từ thiện hiện trường hỗ trợ thời điểm ra đi hiện trường còn không có mấy người, trở về thời điểm hiện trường người đông nghìn nghịt, cơ hồ mỗi vị chuyên gia xem bệnh bên cạnh bàn đều sắp xếp lên trường long. Hai vị phó viện trưởng tại hiện trường bưng trà đổ nước, bận bịu tứ phía, cam tâm làm lên hậu cần công việc. Bất quá bọn hắn mệt mỏi cũng khoái hoạt, nhất là Phan Tuấn Phong, đơn giản như vậy trực tiếp chiêu số. Làm sao hắn đi qua liền không nghĩ tới, Hứa Thuần Lương nói không sai, người nghĩ thuận thuận lợi lợi đem bệnh viện dựng lên, đầu tiên liền đến cùng chung quanh hàng xóm giữ gìn mối quan hệ, nhất là nơi đó lão Bách Tính. Người ta lão Bách Tính không hiểu, bệnh viện chúng ta lại không phải là không có nhân viên chuyên nghiệp, có thể đến nhà đi giải thích, nghĩ để người ta tiếp nhận mình, liền phải xuất ra thành ý. Hôm nay chữa bệnh từ thiện hiệu quả quá tốt rồi, chẳng những giúp rất nhiều lão Bách Tính giải quyết khó khăn. Còn thuận tiện tuyên truyền bệnh truyền nhiễm viện, phổ cập khoa học mới bệnh truyền nhiễm viện cấu thành cùng lý niệm, để lão Bách Tính buông xuống e ngại tâm lý, muốn để bọn hắn cảm nhận được bệnh truyền nhiễm viện kiến thiết đối bọn hắn lợi nhiều hơn hại, muốn để bọn hắn cải biến bệnh truyền nhiễm viện chỉ có thể nhìn bệnh truyền nhiễm cố hữu tư duy, phát hiện bệnh truyền nhiễm viện kỳ thật cũng là có những khoa thất khác. Bệnh viện chuyên nhà tổng hợp trình độ cũng là không thấp. Hứa Thuần Lương đưa cho Phan Tuấn Phong một bình nước khoáng. Phan Tuấn Phong vặn ra ừng ực uống hơn phân nửa bình, thở dốc một hơi nói, tiểu Hứa, người cái chủ ý này quá tốt rồi, về sau loại hình thức này chữa bệnh từ thiện chúng ta có thể trải qua thường làm. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay tới cư dân chỉ là một phần nhỏ, thông qua truyền miệng, lần sau chữa bệnh từ thiện khẳng định người sẽ càng nhiều. Hai người chính trò chuyện đâu, một cái lão đầu đi tới, tiểu hòa tử, ta giống như gặp qua ngươi, người biết Hứa lão tiên sinh a. Hứa Thuần Lương xoay người nhìn lại là bản xứ lão công nhân Dương Kiến Quốc, lần trước bồi ra ra tới chữa bệnh từ thiện thời điểm gặp qua, Phan Tuấn Phong cũng nhận biết lão nhân này, ngày đó dẫn đầu gây chuyện chính là hắn, cản trở bọn hắn kéo tường vòng cũng là hắn, lão đầu này ngay tại chỗ khá là lực ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương vui mừng mà nói, nha, Dương đại gia đúng không, chúng ta lần trước gặp qua. Dương Kiến Quốc cười nói, ngươi là Hứa lão tiên sinh cháu trai, ta nhớ được ngươi. Hứa Thuần Lương đưa tay cùng hắn nhiệt tình đem nắm, Dương Kiến Quốc mời Hứa Thuần Lương đi trong nhà ăn cơm, Hứa Thuần Lương cười nói không cần, bọn hắn hôm nay ở chỗ này chữa bệnh từ thiện, quay đầu đơn vị nhà ăn đưa cơm hộp tới. Dương Kiến Quốc nhìn bọn họ một chút tranh chữ, muốn nói lại thôi, hắn nhìn chung quanh một chút mới nói, Hứa lão tiên sinh tới rồi sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, hắn đi kinh thành thăm viếng lão hữu, cuối tuần mới trở về. Dương Kiến Quốc nói, các ngươi đây là... Hứa Thuần Lương đem bệnh viện tới chữa bệnh từ thiện sự tình nói, Dương Kiến Quốc thế mới biết Hứa Thuần Lương là bệnh truyền nhiễm viện nhân viên, hơn nữa còn là cái làm quan. Dương Kiến Quốc đem Hứa Thuần Lương gọi qua một bên, lặng lẽ nói, tiểu Hứa, ta cùng ra ra ngươi là già công nhân, ngươi nói thật với ta, các ngươi có phải hay không muốn tại chúng ta bên cạnh xây bệnh viện. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, vốn là một đường chi cách, về sau không phải mọi người phản đối nha, cân nhắc đến mọi người cảm thụ chúng ta hướng trong thành phố xin. Cải biến vốn có quy hoạch thổ địa hướng đông rời gần một dặm địa. Hắn cũng là ăn nói lung tung, tổng cộng cũng không đến 200 mét, nhiều khi, thích hợp khoa trương có thể thu được hiệu quả tốt hơn. Dương Kiến Quốc nói, một dặm cũng không xa, đường hô hấp bệnh truyền nhiễm là không khí truyền bá, gió Tây Bắc quét qua virus liền toàn bộ truyền tới. Hứa Thuần Lương vui vẻ, lão nhân này hiểu được cũng không ít, bất quá nói chuyện có chút chắc hẳn phải như vậy. Hứa Thuần Lương nói, Dương đại gia, người quá lo lắng, ta vừa không phải cùng người nói đã sửa lại quy hoạch, bệnh viện của chúng ta chẳng những lui về phía sau, mà lại chúng ta sẽ có tổng hợp chẩn đoán điều trị khu, các ngươi trực tiếp đối diện chính là tổng hợp chẩn đoán điều trị khu, bệnh truyền nhiễm chuyên khu vị trí càng dựa vào đông,
cùng các ngươi công nhân thôn khoảng cách còn xa hơn. Dương Kiến Quốc nói, vậy cũng không được, nghe nói các ngươi muốn tới xây bệnh truyền nhiễm viện, phòng ốc của chúng ta đều xuống giá. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lão nhân này đây là giải thích nói dối, liền công nhân thôn kia phá phòng ở, bạch đưa cho ta đều không cần. Lúc này Chu Mãnh đến đây, hắn hướng Hứa Thuần Lương phất phất tay, Hứa chủ nhiệm, người tìm ta. Nhìn thấy Dương Kiến Quốc cùng Hứa Thuần Lương đứng chung một chỗ, hắn tranh thủ thời gian chào hỏi âm thanh Dương đại gia. Dương Kiến Quốc còn có lời muốn hỏi, nhưng Chu Mãnh ở đây hắn không tiện nói, Hứa Thuần Lương cố ý hướng Chu Mãnh nói, cũng không có đại sự gì, chính là hỏi ngươi cần công việc không. Chu Mãnh nói, Hứa chủ nhiệm, ta nhớ được lần trước nói, ta phải chiếu cố mẹ ta, không thể rời đi quá xa. Hứa Thuần Lương nói, là như thế này, chúng ta tân y viện Chu Hoài kiến lập, cần bảo an, nhân viên quét dọn nhân viên, ta cùng viện lãnh đạo thương lượng một chút, dự định phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nghĩ ưu trước tiên nghĩ giả khu mỏ quặng, đãi ngộ còn không sai, nếu như người nguyện ý liền đến đương người an ninh này đội trưởng. Nghe được đãi ngộ cũng không tệ lắm, Dương Kiến Quốc nhãn tình sáng lên. Chu Mãnh nói, chỉ chúng ta cửa nhà mảnh đất kia. Hắn nhìn Dương Kiến Quốc một chút muốn nói lại thôi, Dương đại gia chính khắp nơi tổ chức nhân viên muốn cùng bệnh truyền nhiễm viện chống lại đến cùng đâu, ngay trước vị này công nhân thôn tinh thần lĩnh tay áo hắn cũng không thể nói lung tung. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cùng công nhân thôn không quen, cho nên muốn cho ngươi hỗ trợ. Chu Mãnh lại nhìn Dương Kiến Quốc một chút. Hứa Thuần Lương nói, Dương đại gia, người muốn có hứng thú cũng có thể qua làm việc. Dương Kiến Quốc nói đùa, ta đều về hưu. Hứa Thuần Lương nói, liền người thân thể này khẳng định không có vấn đề gì, nơi đó tình huống người lại hiểu rõ vô cùng, có người hỗ trợ chỉ đạo, công việc của chúng ta có thể làm ít công to, nếu không cứ như vậy. Người tới trước làm cái cố vấn. Dương Kiến Quốc lắc đầu biểu thị mình không hứng thú, xoay người đi tìm những lão đầu khác nói chuyện phiếm đi. Chu Mãnh nhìn qua Dương Kiến Quốc bóng lưng hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi không nên nói với hắn những chuyện này, Dương đại gia một mực phản đối tại nhà chúng ta cổng xây bệnh truyền nhiễm viện. Hứa Thuần Lương nói, hắn lý do để phản đối không có chút nào khoa học, chúng ta lại sau này rút lui hơn mấy trăm mét, giết người bất quá đầu chạm đất ha. Bệnh viện chúng ta cách chỗ này xa như vậy, ngại hắn chuyện gì? Chu Mãnh nói, lão già này bướng bỉnh cực kỳ, ta đoán chừng hắn nhất thời bán hội sẽ không thay đổi thái độ. Hứa Thuần Lương nói, trước không cần phải để ý đến hắn, ngươi qua đây giúp ta một tay, trước tiên ở khu mỏ quặng chiêu 10 cái bảo an, 2 ngày nữa chúng ta đem kiến thiết dùng trước cho vây lên. Chu Mãnh cũng có thể đoán được Hứa Thuần Lương dụng ý, đây là muốn dùng người địa phương tới đối phó người địa phương, mặt lộ vẻ khó xử nói. Không phải ta không muốn đi, nhưng ta sợ bị mắng, Dương lão gia tử không gật đầu, ta đoán chừng không ai dám đi. Hứa Thuần Lương đã nhìn ra, muốn suy nghĩ chuyện thuận lợi tiến hành, trước hết đem Dương Kiến Quốc cái này chướng ngại cho đẩy ra, hắn hỏi rõ Dương Kiến Quốc nhà ở nơi nào, đêm đó liền mang theo lễ vật đi một chuyến. Dương Kiến Quốc mở cửa nhìn thấy Hứa Thuần Lương liền hiểu hắn ý tứ, ngựa bên trên tỏ rõ thái độ, nếu như là tới làm khách, hắn hoan nghênh. Nhưng nếu như là muốn thuyết phục mình từ bỏ ý tưởng ban đầu, môn đều không có. Dương Kiến Quốc luôn mồm là vì công nhân thôn lão bách tính, không phải là vì người tư lợi. Hứa Thuần Lương kỳ thật qua trước khi đến đã đem nhà hắn tình huống hỏi thăm rõ ràng, gia đình hắn điều kiện không tốt, một đứa con trai một cái khuê nữ đều thất nghiệp ở nhà, nhi tử đều hơn 40 còn mang nhà mang người ở chỗ này gặm già đâu. Hứa Thuần Lương nói, Dương đại gia, chúng ta cũng coi là thế giao. Ta cùng người nói chuyện cũng không che giấu, hiện ở trong viện cho ta hạ tử mệnh lệnh, nếu như cuối tháng trước đó ta không thể đem tường viện kéo lên liền đem ta chức quan đều cho miễn đi. Dương Kiến Quốc vốn muốn nói đem ngươi miễn đi có quan hệ gì với ta, nhưng nói đến bên môi lại nuốt trở vào, dù sao đây là Hứa Trường Thiện cháu trai, mình nói ra lời như vậy quá tuyệt tình. Hứa Thuần Lương nói, ta vốn muốn đem chuyện này nói cho Gia Gia, để Gia Gia tìm đến người thương lượng nhưng ta suy nghĩ công là công tư là tư. Không thể bởi vì công ra sự tình ảnh hưởng đến hai chúng ta nhà tình cảm người nói đúng không là. Dương Kiến Quốc đã có chút ngượng ngùng, dù sao hắn thiếu Hứa Trường Thiện ân tình, nếu như Hứa Trường Thiện biết mình làm khó dễ hắn cháu trai, chưa chừng muốn cùng mình trở mặt. Dương Kiến Quốc nói, tiểu Hứa A, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ta không thể cõng phản toàn bộ công nhân thôn, các ngươi bệnh truyền nhiễm viện là cao ô nhiễm cao phong hiểm đơn vị, ta phải vì mọi người thân thể khỏe mạnh muốn. Hứa Thuần Lương cười nói, ta nghĩ người hiểu lầm, Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện thành lập nhiều năm như vậy, người nghe nói qua cùng một chỗ bệnh truyền nhiễm đối ngoại truyền bá sự kiện sao?
Bên cạnh cư xá làm như thế nào xây còn là thế nào xây, chung quanh cơm cửa hàng sinh ý vẫn như cũ nóng này, hiện tại bệnh viện chúng ta đằng sau còn dựng lên công viên, nếu là người nói đến như vậy cái tình huống, bệnh viện chúng ta sớm đã bị đuổi ra ngoài. Dương Kiến Quốc nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta công nhân thôn mấy ngàn lỗ hổng người đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, các ngươi xây thành về sau chúng ta liền không có như thế an tâm. Hứa Thuần Lương nói, theo ta hiểu rõ, trong thành phố ngay tại đối giả phá nhỏ khu dân cư tiến hành cải tạo, công nhân thôn rất có thể bị tính vào phá dỡ phạm vi, còn có, ai cũng không có khả năng cả một đời ở chỗ này, người nhìn dạng này được không, ta nghe nói con trai của ngài là đầu bếp bệnh viện chúng ta khởi công về sau, công trường sẽ xây nhà ăn, không biết hắn có hứng thú hay không nhận thầu. Dương Kiến Quốc nhi tử Dương Khánh Nguyên kỳ thật liền trong phòng nghe lén đâu, nhận thầu công trường nhà ăn, đây chính là cái công việc béo bở a, không nói những cái khác, cái này công trường ít nhất phải tại 4 năm kiếm cái nhỏ 100 vạn là không có gì hỏi đề. Dương Kiến Quốc sửng sốt một chút, lắc đầu nói, tiểu Hứa, ngươi đừng nói nữa, chuyện này không có đàm. Dương Khánh Nguyên lúc này nhưng nhịn không nổi, kéo cửa ra đi ra, cha, làm sao lại không thể đàm, ta liền buồn bực. Công nhân thôn mấy ngàn lỗ hổng người, vì sao ngươi muốn dẫn đầu náo? Cái gì gọi là bệnh truyền nhiễm bệnh viện cao phong hiểm? Người ta nhân viên y tế đều không cho rằng cao phong hiểm, người thế nào liền cao phong hiểm rồi? Dương Kiến Quốc nhìn thấy nhi tử chạy ra ngoài, mau nói nơi này không có ngươi sự tình, cho ta đi vào nhà. Dương Khánh Nguyên thật vất vả mới tìm được một cái xoay người cơ hội, hắn cũng không muốn thả đi ngay trước Hứa Thuần Lương bột liền kêu la, chiếu ta nhìn các ngươi chính là cố tình gây sự. Trong thành phố phê xuống tới định ra tới quy hoạch, người bằng cái gì phản đối? Lần trước người ta đồn công an đều nói, các ngươi nếu như còn như vậy làm, không bài trừ câu lưu các ngươi khả năng. Dương Kiến Quốc phát hỏa, sao thế, lão tử yêu làm sao náo liền làm sao náo, ta còn không phải là vì công nhân thôn, câu ta liền ôm ta, với ngươi không quan hệ. Hứa Thuần Lương đi theo thêm một mồi lửa, Dương đại gia, ngài cũng không thể nói như vậy, người nếu như bị câu. Trực hệ đều sẽ chịu ảnh hưởng, người tôn tử tôn nữ thi công thi biên cũng đừng nghĩ, thẩm tra chính trị cái này một quan liền không qua được. Dương Kiến Quốc trong lòng tự nhủ tiểu tử này xấu tính, tìm chúng ta nhà làm phân liệt tới. Dương Khánh Nguyên nhưng không cho là như vậy, cảm xúc kích động lên, người lớn tuổi như vậy chơi đùa lung tung cái gì. Hơn là người ta bệnh truyền nhiễm viện người ta yêu xây cái gì liền xây cái gì. Phía Bắc còn tu cái phần mộ lớn đống tử, các ngươi thế nào không dám đi náo. Còn không phải lấn yếu sợ mạnh. Dương Kiến Quốc cởi dép lê liền muốn quất hắn, bị Hứa Thuần Lương cản lại, Dương đại gia, đều là người một nhà, chuyện gì cũng từ từ ta đi trước, công trường phòng ăn sự tình coi như ta chưa nói qua. Dương Kiến Quốc rõ ràng hôm nay chuyện này tất cả đều là Hứa Thuần Lương cho chọn lên, nếu như con hàng này nếu là cháu mình không phải đánh hắn không thể, cũng không cho Hứa Thuần Lương sắc mặt tốt, không tiễn. Hắn không đưa tự có người đưa, Dương Khánh Nguyên cũng không muốn con vịt đã đun sôi bay. Bốc lên bị lão cha rút hai đế giày phong hiểm đuổi kịp Hứa Thuần Lương, Hứa chủ nhiệm, người dừng bước. Hứa Thuần Lương liền biết hắn sẽ cùng lên đến, dừng bước lại nói có việc. Dương Khánh Nguyên nói, Hứa chủ nhiệm, công trường phòng ăn sự tình là thật sao? Hứa Thuần Lương cười nói, đương nhiên là thật, bất quá Dương đại gia không đồng ý, chuyện này coi như ta chưa nói qua. Đừng a, hắn có đồng ý hay không cùng ta nhận thầu nhà ăn không quan hệ, chuyện này ngươi nói tính sao? Hứa Thuần Lương nói, ta là tân y viện chủ hoạch kiến lập xử lý chủ tùy ngươi định ta quyết định không tính. Dương Khánh Nguyên nói, nếu như ta thuyết phục hắn đừng gây chuyện, chúng ta là không phải có thể ký hợp đồng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nếu có thể bắt hắn cho thuyết phục, công trường nhà ăn ta liền giao cho ngươi làm, bất quá vẫn là được rồi, đừng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng phụ tử các ngươi tình cảm. Hứa Thuần Lương trong miệng việc nhỏ thế nhưng là Dương Khánh Nguyên trong mắt đại sự. Hắn sau khi về nhà lập tức cùng phụ thân ngả bài, mình là nhất định phải nhận thầu công trường phòng ăn, nếu như phụ thân phản đối, liền cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Dương Kiến Quốc cái này khí a còn không chút đây, nhà mình hậu viện liền cháy, Hứa Trường Thiện dày như vậy nói một người thế nào liền sinh ra như thế một cái quỷ kế đa đoan cháu trai, đây là từ nội bộ đem bọn hắn lão Dương nhà cho phân rách ra. Dương Kiến Quốc có cùng bệnh truyền nhiễm viện chống lại đến cùng dũng khí. Nhưng là hắn không nỡ cùng nhi tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, kỳ thật nhìn thấy nhi tử hiện tại cái dạng này hắn cũng đau lòng, một đêm này Dương Kiến Quốc lăn lộn khó ngủ, nghĩ trước nghĩ sau cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp. Dương Khánh Nguyên trước tiên đem tin tức này nói cho Hứa Thuần Lương, đây hết thảy đều tại Hứa Thuần Lương trong dự liệu,
Hứa Thuần Lương chỉ sợ đêm dài lắm mộng, cùng ngày liền để Dương Khánh Nguyên đến bệnh viện ký tên công trường nhà ăn nhận thầu hợp đồng. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, như loại này công trường còn không có khởi động, công trường nhà ăn trước ký hợp đồng phóng nhãn cả nước cũng không nhiều gặp. Dương Khánh Nguyên cầm tới phần này hợp đồng, đổi lấy Dương Kiến Quốc nửa tháng không dám đi ra ngoài, lúc trước liền đếm hắn dẫn đầu huyên náo hoan, hiện tại hắn nhi tử nhận thầu công trường nhà ăn, ai đều không phải người ngu đều cho rằng bị Dương Kiến Quốc lợi dụng mọi người tình cảm kiếm chắc người tư lợi, mặc dù Dương Kiến Quốc ngay từ đầu không có nghĩ như vậy, nhưng sự thật chính là nhà hắn đạt được chỗ tốt. Dẫn đầu gây chuyện Dương Kiến Quốc đều thỏa hiệp, những người khác lập tức đã mất đi chủ tâm cốt, kháng nghị bệnh truyền nhiễm viện kiến thiết đội ngũ triệt để tản, lòng người một khi tản, lại nghĩ tập hợp một chỗ liền quá khó khăn. Ninh Tứ Đỉnh lập kiến thiết thông qua đấu thầu lấy được công trường giai đoạn trước công trình hợp đồng, cái này cũng nhờ vào cái trước công trình nhận thầu phương bị công nhân thôn trận kia xung đột dọa cho đi, giấy không được mấy đồng tiền còn muốn bốc lên chịu đánh nguy hiểm, tính thế nào đều tính không ra. Cùng văn lữ cục tiến hành cánh đồng đổi thành còn có một cái chỗ tốt lớn nhất chính là đem vài tòa mộ phần cấp cho ra ngoài, về sau san bằng mộ sự tình chính là văn lữ cục cùng cục dân chính cùng dân bản xứ nói dóc. Ninh Tứ phái ra công trình đội đất bằng, kéo tường, trải tuyến ống, tu sửa con đường một mạch mà thành. Vòng hoàn thành ngày, bệnh truyền nhiễm viện ban lãnh đạo tập thể tới thị sát. Nghiêm Hồi Ý nhìn lên trước mắt mặt đất bằng phẳng, ức chế không nổi tâm tình kích động, liên tiếp nói mấy cái tốt. Bí thư Tôn Vi Dân nhìn qua thân thiết trò chuyện Nghiêm Hồi Ý cùng Phan Tuấn Phong, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, đang kiến thiết tân y viện phương diện, hai người bọn họ hiển nhưng đã đạt thành chung nhận thức, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng biến thành ăn ý thân mật. Tổng kế toán viên cao cấp Lâm Minh Minh chừng lớn một đôi mắt, một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, mảnh đất này thế mà như thế lớn. Phan Tuấn Phong cười nói, đổi thành về sau, chúng ta dùng diện tích lại nhiều 8 mẫu. Còn có về sau chúng ta bãi đỗ xe nếu là không đủ, có thể cùng hưởng cảnh khu công cộng bãi đỗ xe. Lần này song phương đổi thành ai cũng không chịu thiệt, nhưng bệnh truyền nhiễm viện hiển nhiên thu lợi càng nhiều, cái này trên cơ bản đều là Hứa Thuần Lương công lao. Tôn Vi Dân ý vị thâm trường nói, sạp hàng càng lớn, đầu tư càng lớn, như thế một khối to địa, đến ném bao nhiêu tiền, cấp trên điểm này cấp phát chỉ sợ không đủ. Nghiêm Hồi Ý nói, Tôn Bí Thư có biện pháp. Tôn Vi Dân có thể có biện pháp nào, hắn lắc đầu. Nghiêm Hồi Ý nói, mọi người cùng nhau muốn, nghĩ biện pháp, cấp trên cấp phát kiến thiết truyền nhiễm, chuyên khu hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta tập trung lực lượng đem đồng thời công trình dựng lên. Nghiêm Hồi Ý mặc dù bị Hứa Thuần Lương thuyết phục, quyết định tại bệnh truyền nhiễm viện đại triển quyền cước, nhưng tình huống hiện thật quyết định hắn cũng không dám đem bước chân bước đến quá lớn, nhiệm kỳ bên trong có thể đem bệnh truyền nhiễm chuyên khu dựng lên cho dù có giao đời. Về phần tổng hợp phòng bệnh cao ốc, đặt ở hai kỳ, đầu tư thật sự là quá lớn. Mấy vị lãnh đạo tại hiện trường chỉ trỏ, phác họa tương lai bản thiết kế, phảng phất thấy được đã xây thành tân y viện. Hứa Thuần Lương ngay tại nơi xa cùng Đinh Tứ bàn giao sự tình, nhìn thấy lãnh đạo đã tới cửa, chủ động nghênh đón. Nghiêm Hồi Ý tươi cười rạng rỡ, chúng ta lớn, đại công thần đến rồi. Trên một điểm này liền Tôn Vi Dân đều không có dị nghị, không thể không thừa nhận tiểu tử này xác thực ưu tú. Người khác không làm được sự tình, hắn vừa ra tay liền giải quyết, chẳng những đem cánh đồng giải quyết, còn thuận tiện đem nơi đó lão bách tính đối địch cảm xúc hóa giải. Hứa Thuần Lương nói, lập tức giữa trưa, các vị lãnh đạo muốn hay không nếm thử công trường cơm ở căn tin đồ ăn. Nghiêm Hồi Ý cười nói, không cần làm phiền, chúng ta nhìn xem. Nhìn xem liền trở về, bọn hắn đối cùng nông dân công cùng nhau ăn cơm hứng thú không lớn. Hứa Thuần Lương nói, mảnh đất này không có vấn đề gì, tùy thời có thể lấy tiến hành công trình đấu thầu. Nghiêm Hồi Ý nhẹ gật đầu, chuyển hướng Tôn Vi Dân nói, Tôn Bí Thư bồi dưỡng đoàn cán bộ. Liền, chính là ưu tú, mặt ngoài ở trước mặt mọi người cho Tôn Vi Dân một bộ mặt, kỳ thật ai cũng rõ ràng Hứa Thuần Lương là hắn Nghiêm Hồi Ý người. Tôn Vi Dân cho rằng Nghiêm Hồi Ý nói đúng nói mát, hắn đánh trong lòng không muốn đem đoàn ủy giao cho Hứa Thuần Lương. Nhưng Phan Tuấn Phong mặt mũi hắn lại không thể không cấp, nhìn thấy Nghiêm Hồi Ý cùng Phan Tuấn Phong gần nhất phối hợp ăn ý, Tôn Vi Dân nội tâm có chút cảm giác khó chịu, quả nhiên không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tôn Vi Dân cũng không hứng thú ở chỗ này ở lâu, Nghiêm Hồi Ý hôm nay triệu tập ban lãnh đạo tới chính là vì khoe khoang thành tích của hắn, sự tình tiến triển nhanh như vậy, có Hứa Thuần Lương công lao, có Phan Tuấn Phong công lao, có Nghiêm Hồi Ý công lao, duy chỉ có không có công lao của mình. Tôn Vi Dân đề nghị về sớm một chút thời điểm,
một cỗ màu đen lao vụt lớn gờ xuất hiện tại công trường ngoài cửa lớn. Vừa mới được bổ nhiệm làm công trường bảo an đội trưởng Chu Mãnh nghênh đón, hắn biết chiếc xe này thật đắt, bên trong ngồi người khẳng định không phú thì quý. Cửa sổ xe rơi xuống, lái xe mỹ nữ nói, giúp ta khiêng xuống cán, ta tìm Hứa Thuần Lương. Chu Mãnh trong lòng tự nhủ cô nương này xinh đẹp à, chẳng lẽ là Hứa chủ nhiệm bạn gái, hắn còn không có quen thuộc dùng bộ đàm, dắt cuống họng hô to, Hứa chủ nhiệm, tìm ngài. Hứa Thuần Lương kỳ thật đã thấy chiếc xe kia, đi qua hắn gặp Mạc Hàm mở qua, hẳn là Mạc Hàm tới, cô nàng này tin tức thật đúng là đủ linh thông, Hứa Thuần Lương làm cái cho đi thủ thế. Chu Mãnh để cho người ta nhấc cán, Mạc Hàm lái xe liền vọt vào, màu đen lớn gờ hành xử tại vừa bình trên mặt đất khiến cho bụi đất phi dương, hiện trường giống như thổi lên bão cát, bệnh truyền nhiễm viện một bang lãnh đạo tránh đều đến không cùng. Từng cái từ trong áo khoác trắng móc ra khẩu trang. Bệnh viện nhất là bệnh truyền nhiễm viện nhân viên y tế phổ biến có tùy thân mang khẩu trang thói quen. Phan Tuấn Phong không khỏi nhíu mày, cái này ai vậy, nào có như thế lái xe. Phó viện trưởng Đàm Duyệt không cao hứng, chỉ vào chiếc xe kia nói, ngươi làm sao lái xe. Dừng xe. Mạc Hàm căn bản không có phản ứng nàng, lượn quanh một chỗ ngoặt tử mới đem xe dừng ở Hứa Thuần Lương bên người. Hứa Thuần Lương một đoán Mạc Hàm chính là có chủ tâm cố ý. Bao quát hắn ở bên trong, một đám người đều bị ô tô nâng lên bụi bặm làm cho đầy bụi đất, nhất là mấy vị nữ viện trưởng, tinh xảo trang dung đều bị hắc hắc. Mạc Hàm không có lập tức xuống xe, nàng phải đợi cho bụi chìm xuống. Hứa Thuần Lương đỉnh lấy bụi đất đi vào bên cạnh xe, vỗ vỗ cửa sổ xe, xuống xe. Mạc Hàm đẩy cửa xe ra, đi xuống, Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, quá mức a, đều là ta lãnh đạo, cho ta chút mặt mũi. Mạc Hàm cười một tiếng, người còn biết muốn mặt a. Tất cả lãnh đạo nhìn thấy Mạc Hàm xuất hiện đều là hai mắt tỏa sáng, nghiêm hồi ý tại Nguy Sơn đảo thời điểm liền cùng với nàng gặp qua, tại trong ấn tượng của hắn Mạc Hàm là Hứa Thuần Lương bạn gái, hắn lắp bắp nói. Mực, tiểu thư, bí thư Tôn Vi Dân trong lòng tự nhủ nhìn đem ngươi cho kích động, nhìn thấy mỹ nữ đều cả lăm thành hình dáng gì. Kỳ thật nghiêm hồi ý bình thường nói chuyện chính là cái này bộ dáng. Xưng hô Tôn Vi Dân thời điểm cả lăm lợi hại hơn. Mạc Hàm cười nói, nghiêm viện trưởng tốt, thật lâu không thấy, người khí sắc càng ngày càng tốt. Nghiêm hồi ý nói, cũng vậy. Mạc Hàm nói, các vị lãnh đạo ta trước làm tự giới thiệu, ta là Xích Đạo vốn liếng đầu tư người phụ trách Mạc Hàm, cũng là Hứa Thuần Lương hảo bằng hữu, hôm nay là hắn mời ta tới trao đổi đầu tư. Xích Đạo vốn liếng đại danh những này lãnh đạo đều là nghe nói qua, vừa nghe nói Mạc Hàm là tới đầu tư. Lập tức đối oán khí của nàng liền biến mất hơn phân nửa, kỳ thật tất cả nam tính tại nhìn thấy Mạc Hàm xuống xe sát na liền đã từ đáy lòng tha thứ nàng, quá đẹp, nam nhân đối mỹ nữ đều là tha thứ. Mạc Hàm móc ra danh thiếp của mình dần dần trình lên. Phan Tuấn Phong tiếp nhận nhìn thoáng qua, vững tin là Xích Đạo vốn liếng, trong lòng thật sự là vui mừng quá đỗi, Hứa Thuần Lương hiệu suất thật cao, cái này đem nhà đầu tư cho mời tới. Hứa Thuần Lương thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cũng không có mời Mạc Hàm tới đầu tư, đoán chừng cô nàng này phía sau một mực tại chú ý mình đâu, dứt bỏ đầu tư là thật là giả không nói, lý do này coi như không tệ. Nghiêm hồi ý nói, chúng ta còn có việc trước, đi về trước, tiểu Hứa, ngươi tiếp đãi Mạc tiểu thư. Mạc Hàm hướng hắn phất tay thăm hỏi, đưa mắt nhìn một đám lãnh đạo bên trên chiếc kia Toyota Coaster. Hứa Thuần Lương các loại chiếc xe kia lái ra công trường, mới trách cứ Mạc Hàm nói. Ngay trước nhiều như vậy lãnh đạo bột, ngươi làm cái gì yêu thiêu thân? Mạc Hàm nói, nhất không hơn được là cái phó sư cấp, cũng coi như lãnh đạo. Ngươi thật đúng là càng ngày càng tiền đồ. Ai bảo ngươi tới? Mạc Hàm nói, ta ghé thăm ngươi một chút không được. Hứa Thuần Lương ha ha cười lạnh. Mạc Hàm liếc mắt, cười đến cùng con chó vườn giống như. Một thân một mình đi thẳng về phía trước. Hứa Thuần Lương nói, đem nón bảo hộ mang lên. Ra an toàn sự cố không ai quản ngươi. Mạc Hàm ngắm nhìn bốn phía nói, như thế một mảng lớn địa, các ngươi có nhiều tiền như vậy xây sao? Hứa Thuần Lương tức giận nói, lo chuyện bao đồng. Mạc Hàm nở nụ cười, còn không có từ thất tình trong bóng tối đi tới. Hứa Thuần Lương lại ha ha một tiếng. Mạc Hàm nói, ngươi thật sự vẫn còn có chút bản lãnh, nhanh như vậy liền từ trong hố bỏ ra ngoài, ta còn tưởng rằng ngươi muốn uể oải suy sụp đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi ước gì ta héo? Héo cái gì tới? Mạc Hàm nhỏ giọng mắng câu lưu manh, nhưng nàng cũng không có sinh khí, đi vài bước, giày đã bịt kín một lớp bụi, dừng bước lại nói, muốn đầu tư sao?
Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này không nói nhảm sao. Khẳng định phải a, bất quá Xích Đạo vốn liếng đầu tư hắn tương đối cảnh giác, nhất là Mặc Hàm, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ ném tiền cho mình. Ngươi có cái gì mục đích? Mặc Hàm nói, không có mục đích, chính là nghĩ giúp ngươi một chút, dù sao cũng quen biết một trận. Hứa Thuần Lương nói, ta không cần ngươi giúp, đối với chúng ta mảnh đất này cảm thấy hứng thú nhà đầu tư đơn giản không nên quá nhiều. Mặc Hàm nở nụ cười, được rồi, đừng hướng trên mặt mình rát vàng, các ngươi tình huống bên này ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng, các ngươi quy hoạch rất lớn, nhưng chỉ bằng thượng cấp điểm này cấp phát khẳng định không đủ, ta đoán chừng các ngươi coi như tăng thêm cho vay, tối đa cũng chính là đem bệnh truyền nhiễm chuyên khu cho dựng lên, nghĩ xây tổng hợp bệnh khu, tiền khẳng định không đủ, ngươi suy nghĩ kỹ càng qua thôn này mà không có tiệm này. Hứa Thuần Lương nói, vậy cũng không cần ngươi quan tâm, ta có biện pháp. Mặc Hàm nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Bệnh truyền nhiễm viện đĩa quá nhỏ, ngân hàng cho các ngươi cho vay hạn mức sẽ không quá cao, đường ra duy nhất chính là dẫn vào ngoại lai vốn liếng, đi Trường Hưng bệnh viện đường xưa. Hứa Thuần Lương không thể không thừa nhận Mặc Hàm nói là sự thật, nhưng nàng tại sao muốn chủ động tới đầu tư đâu? Nàng đến cùng là muốn kiếm tiền vẫn là đồ người một nhà đâu? Mặc Hàm gần nhất tấp nập xuất hiện trước mặt mình, để Hứa Thuần Lương không thể không suy nghĩ nhiều. Mặc Hàm nói, người này luôn luôn đem ta hướng chỗ xấu muốn. Hứa Thuần Lương nói, đúng vậy a, người mưu đồ gì? Đầu tư bệnh viện thời gian dài hồi báo có sự không chắc chắn, đối với các ngươi Xích Đạo vốn liếng tới nói đây chính là tốn công mà không có kết quả sự tình. Mặc Hàm nói, ta vui lòng. Hứa Thuần Lương một mặt cười xấu xa nói, người nên không phải muốn thông qua loại phương thức này tới lấy lòng ta đi. Mặc Hàm nói, ta có hèn như vậy sao? Hứa Thuần Lương cười cười không nói chuyện, Mặc Hàm nhìn qua hai mắt của hắn bắn ra hỏa tinh, người này biểu lộ rõ ràng đang giễu cợt chính mình. Hứa Thuần Lương kịp thời nhường một bước, ở xa tới là khách, ta mời ngươi thể nghiệm một chút công trường nhà ăn. Giữa trưa Hứa Thuần Lương để nhà ăn chuẩn bị hai món một chén canh, mặc dù kiểu dáng không nhiều, nhưng phân lượng 10 phần. Mặc Hàm nhìn qua hai inox trong chậu món ngon, có phải hay không hơi cường điệu quá a? Hứa Thuần Lương nói. Không có chút nào khoa trương, ngươi nếm thử, cái này đánh giã nhỏ gà trống làm được đặc biệt bổng. Mặc Hàm kẹp khối thịt gà, hương vị thật là không tệ, bên trong còn có roi trâu, món ăn này tên đầy đủ gọi gà con khiêng súng. Hứa Thuần Lương chuyên chọn roi trâu ăn, Mặc Hàm trong lòng tự nhủ như thế bổ cũng không sợ phun máu mũi. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta chuyện xấu nói trước, tại thương nói thương, tuyệt đối đừng trộn lẫn cá nhân cảm tình. Mặc Hàm nói, người đầu óc có bệnh. Ta đối với ngươi có cái gì cá nhân cảm tình? Hứa Thuần Lương nói, cá nhân cảm tình không chỉ bao quát yêu, ta gần nhất nhìn một thiên văn chương, đem tình cảm chia làm chính hướng tình cảm cùng phụ hướng tình cảm. Cái trước là người đối chính hướng giá trị gia tăng hoặc phụ hướng giá trị giảm bớt sinh ra tình cảm, như vui sướng, tín nhiệm, cảm kích, may mắn, phụ hướng tình cảm là người đối chính hướng giá trị giảm bớt hoặc phụ hướng giá trị gia tăng sinh ra tình cảm, như thống khổ, khinh bỉ, cừu hận, ghen ghét. Mặc Hàm nói, ta đối với ngươi chính là phụ hướng tình cảm. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là yêu mà không được thống khổ, vì yêu sinh hận, vì yêu sinh ghen. Mặc Hàm không cẩn thận gắp lên một cây roi trâu, thuận thế nhét vào Hứa Thuần Lương trong chén, ăn cơm đều không trận nổi miệng của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi để cho ta ăn đây là ý gì? Mặc Hàm đi ăn mặt khác một trong chậu đậu hũ khô đốt đại tràng, chỉ coi không nghe thấy hắn nói cái gì. Cảm thán nói, các ngươi công trường nhà ăn chất béo thật đủ. Hứa Thuần Lương nói, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, gà con khiêng súng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mặc Hàm ánh mắt đơn giản muốn giết Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói hai ta có phải hay không có chút ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ý tứ. Ngươi có phải hay không thích ta? Mặc Hàm nói, ta tìm người coi số mạng, thầy bói nói, con người của ta rất khó thích người khác. Vạn một ưa thích bên trên ai người kia sớm tối đều muốn chết trong tay ta. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi vẫn là đừng thích ta, nếu không ta giúp ngươi giới thiệu một cái. Ngươi cửu nhân a. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi vì cái gì nghĩ đầu tư chúng ta hạng mục này. Mặc Hàm nói, có nghe nói hay không Trung Hàn sản nghiệp vườn tin tức. Hứa Thuần Lương cũng không nghe nói qua phương diện này tin tức. Hắn lắc đầu. Mặc Hàm nói, hạng mục này đang đàm phán, vô cùng có khả năng ngụ lại Đông Châu, căn cứ hạng mục này đầu tư quy mô cùng sơ bộ quy hoạch, khả năng nhất tuyên chỉ có hai cái địa phương, một là khu công nghệ cao,
hai là giả mỏ khu. Hứa Thuần Lương nói, sẽ không cùng Minh Đức tập đoàn có quan hệ a. Mặc Hàm nói, Nhạc Tinh tập đoàn hạng mục, Minh Đức chỉ là chuyên chú vào chữa bệnh lĩnh vực. Hứa Thuần Lương nói, tới đầu tư là chuyện tốt a. Mặc Hàm nói, cho ngươi một cái lời khuyên, bệnh viện các ngươi kiến thiết nhất định phải gấp rút, vạn nhất Nhạc Tinh chọn chúng các ngươi mảnh đất này, trong thành phố khẳng định sẽ ưu trước tiên nghĩ bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, không thể nào, đều phê tốt địa còn có thể sửa đổi. Mặc Hàm nói, các ngươi đều có thể cùng Thanh Sơn mỏ di chỉ cảnh khu đổi thành thổ địa, chuyện như vậy chưa chắc sẽ không lại lần phát sinh, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi là không cạnh tranh được Nhạc Tinh. Hứa Thuần Lương nói, mảnh đất này cũng không có gì đặc biệt, bọn hắn làm sao có thể hết lần này tới lần khác chọn chúng nơi này đâu. Mặc Hàm nói, Nhạc Tinh cùng Minh Đức quan hệ ngươi biết, ngươi cùng Hoàng Hữu Long lại là quan hệ như thế nào chính ngươi rõ ràng, ném mở ân oán cá nhân không nói, căn cứ trong thành phố mới nhất quy hoạch, tàu điện ngầm S số 2 tuyến quy hoạch có một chút cải biến, vừa vặn từ các ngươi nơi này trải qua, một khi thông tàu điện ngầm, mảnh đất này giá trị khẳng định sẽ trên diện rộng tăng giá trị. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi cùng Nhạc Tinh có thù a. Mặc Hàm gật đầu nói, Loan Tổng tại Hán Thành đầu tư Nhạc Tinh bày một đạo, kết quả mất cả chỉ lẫn trài. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến, giữa chúng ta hoàn toàn chính xác có hợp tác không gian. Mặc Hàm nói, còn có một việc ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, Hoa Niên tập đoàn nợ nần gây dựng lại thất bại. Hứa Thuần Lương nghe vậy khẽ giật mình, ý của ngươi là Hoa Niên muốn phá sản. Mặc Hàm lắc đầu. Nàng biết Hứa Thuần Lương tại kinh tế lĩnh vực cũng không am hiểu, thế là kiên nhẫn giải thích một chút. Bình thường nợ nần gây dựng lại thất bại về sau, sẽ một lần nữa hiệp thương nợ nần gây dựng lại phương án, tìm kiếm song phương đều có thể tiếp nhận phương án giải quyết, hai là thông qua tư pháp đường tắt giải quyết tranh luận, như xin phá sản thanh toán, ba là tiến hành tài sản xử trí. Hoa Niên tập đoàn nợ nần gây dựng lại thất bại mang ý nghĩa bọn hắn trong ngắn hạn đã không bỏ ra nổi tiền cho Trường Hưng bệnh viện. Căn cứ nàng lấy được nội tình tin tức, khu công nghệ cao phương diện đã hướng Hoa Niên hạ tối hậu thư, nếu như Hoa Niên tập đoàn không cách nào thực hiện lúc trước đầu tư hiệp nghị, Đông Châu có quyền đối Hoa Niên cổ phần tiến hành thanh toán, thậm chí có thể dẫn vào mới đầu tư. Hoa Niên hai kỳ công trình cùng hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết là tuyệt sẽ không dừng lại. Kiều Như Long để lái xe Tiểu Vũ chậm lại tốc độ xe, phía trước chính là hắn xảy ra tai nạn xe cộ địa phương, ngày đó một màn hắn vẫn nhớ rõ. Một cây cốt thép như là giống cây lao xuyên thấu cửa sổ xe, đâm vào hắn trước ngực, đâm xuyên qua trái tim của hắn, một khắc này hắn cảm giác được máu của hắn đầu tiên là bị nghiền ép đến não bộ, sau đó như là thác nước dâng trào. Kiều Như Long nhịp tim không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn che ngực, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tiểu Vũ từ kính chiếu hậu quan sát đến hắn, Kiều Tổng, người không có sao chứ? Kiều Như Long lắc đầu, ta không sao. Hắn nhắm hai mắt hướng về sau dựa vào gấp chỗ tựa lưng, hắn lần này trở về Đông Châu, chủ yếu là cùng tân nhiệm bí thư Uông Kiến Minh gặp mặt, thuận tiện đi Trường Hưng tìm thư viễn hàng tái khám, thủ thuật của hắn là cực kỳ thành công, liền thư viễn hàng cũng không nghĩ tới hắn khôi phục tốc độ lại nhanh như vậy, hiện tại ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ tim đập rộn lên, hắn cảm giác mình cùng đi qua cũng không có quá lớn phân biệt. Tề Sảng sự kiện cũng không hủy đi hắn tiền đồ, cái này cùng Gia Gia hòa giải có quan hệ. Kiều gia cùng Diệp gia ở giữa đã đạt thành ăn ý, Diệp gia thu được đền bù. Mặc dù Diệp Thanh Nhã cũng không lập tức đưa ra ly hôn, nhưng là Kiều Như Long đã không muốn loại người này trước diễn trò hôn nhân tiếp tục nữa, hắn chủ động lựa chọn buông tay, vốn định tại kinh tế bên trên đền bù Diệp Thanh Nhã, nhưng Diệp Thanh Nhã lựa chọn tịnh thân gia hộ, tựa hồ cái kia phạm sai lầm người là nàng. Kiều Như Long hồi tưởng lại đoạn hôn nhân này, cũng phát hiện Diệp Thanh Nhã không ít chỗ tốt, cho dù là tự mình cõng phản Diệp Thanh Nhã. Diệp Thanh Nhã cũng không nói mình một chữ không, đây là nàng cá nhân tu dưỡng quyết định. Gia Gia cũng không có trách cứ hắn, đại khái là minh bạch trách cứ cũng vô sự vô bổ, Diệp Kiều hai nhà từ đây đã phân rõ giới hạn. Mất đi Diệp lão vị lão hữu này, Gia Gia là cực kỳ thất lạc, Kiều Như Long rất muốn cùng Gia Gia nói tiếng xin lỗi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Gia Gia, hắn lại mất đi nói câu nói này dũng khí. Hắn bảo vệ hoa đầu phó tổng vị trí, Tề Sảng đã rời đi. Nàng sẽ không dễ dàng lại đặt chân trong nước. Kiều Như Long phi thường rõ ràng, cho dù lần này không có làm lớn chuyện, nhưng là hắn đã đi không xa, Diệp gia chưa hẳn thật nuốt xuống một hơi này, coi như Diệp Thanh Nhã không so đo, nhạc phụ của hắn Diệp Sương Nguyên cũng sẽ không thiện thôi cam đừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Diệp hai nhà lại cũng khó có thể trở lại như trước,
Gia Gia thông qua phương thức nào đó tiến hành đền bù, từ đó gắn bó hai nhà thể diện, Kiều Như Long luôn cảm thấy Lá Xương Tuyền tiến về Nghê Hồng đi nhậm chức khả năng liền bao hàm trong đó. Gần nhất Kiều Gia cùng Uông Gia rõ ràng đến gần rất nhiều, Cao Minh chính trị gia đều am hiểu duy trì chính trị sinh thái cân bằng. Mình sở dĩ có thể vượt qua nguy cơ lần này, cùng Uông Lão phía sau ủng hộ có quan hệ. Mà Uông Gia tại đoạn thời gian gần nhất cũng thu hoạch không ít. Uông gia đời thứ ba có tiền đồ nhất cũng có năng lực nhất Uông Kiến Minh thành công đảm nhiệm Đông Châu người đứng đầu, phóng nhãn trong nước, giống hắn trẻ tuổi như vậy liền leo lên như thế cấp bậc cũng không nhiều gặp. Có người đăng tràng liền có người chào cảm ơn, Chu thư ký rời đi mặt ngoài nhìn dây dẫn nổ là Đông Châu tàu điện ngầm sụp đổ sự cố, lại vừa vặn phát sinh Đông Châu đổ nướng dư luận nguy cơ, thế nhưng là tướng lần này cũng mới thay đổi liên hệ tại một lên, liền sẽ phát hiện ảo diệu bên trong. Chu thư ký phía sau là Diệp gia. Nếu như không có Diệp gia tận lực, Đông Châu tàu điện ngầm kiến thiết sẽ không tiến đi đến thuận lợi như vậy, mà Chu thư ký rời sân, cũng đã dẫn phát đối với tàu điện ngầm phê duyệt chất vấn. Kiều Như Long trong khoảng thời gian này thường xuyên đang nghĩ, Diệp gia được mặt mũi mất lớp vải lót, Uông gia đã đến mặt mũi lại phải lớp vải lót, mà bọn hắn Kiều gia lần này trong sóng gió phong ba không thu hoạch được gì, lần này tai nạn xe cộ để Kiều Như Long nhìn thấu rất nhiều sự tình, đáng tiếc hắn nhìn thấu muộn một chút. Uông Kiến Minh mặc áo sơ mi trắng màu xám quần, ngồi ở trong phòng làm việc thẩm duyệt lấy văn kiện, hắn cho người ấn tượng có chút cũ phái, mặc kệ bất cứ lúc nào đều ngồi nghiêm chỉnh, hắn là cái nghiêm ngặt ước thúc mình người. Diệp lão đã từng đánh giá qua Kiều Như Long thế hệ này, cho rằng đời cháu người trẻ tuổi bên trong, có tiền đồ nhất chỉ có thể là Uông Kiến Minh, đi qua cho hắn đánh giá là ông cụ non, hiện tại Uông Kiến Minh đã không phải là ít năm, đối với hắn đánh giá chỉ có thể là lão luyện thành thục. Cùng thương mà yêu thì sĩ Kiều Như Long khác biệt, Uông Kiến Minh từ vừa mới bắt đầu liền kiên định lựa chọn thể chế con đường, hắn công việc chăm chú, đầu não rõ ràng, làm việc ổn trọng trên thân không có bọn hắn thứ con em này thường gặp ngạo mạn cùng cuồng vọng. Liền liền hắn đường huynh đệ Uông Kiến Thành đều không thích cái này đường ca, bởi vì Uông Kiến Minh quá xuất sắc, ở trước mặt của hắn sẽ cho người cảm thấy tự ti mặc cảm. Uông Kiến Minh mặc dù cùng Uông Kiến Thành là đường huynh đệ, nhưng là vận mệnh của hắn muốn so Uông Kiến Thành long đong nhiều lắm, phụ thân hy sinh tại người Âm Sơn chiến dịch, sơ trung vừa tốt nghiệp mẫu thân lại bị bệnh qua đời. Uông lão rất đau đứa cháu này, Uông Kiến Minh tại mẫu thân sau khi qua đời nhưng biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc độc lập tính, hắn không muốn đi nhà ra ra bên trong ở lại, từ khi đó bắt đầu lựa chọn trọ ở trường, mà lại rất ít về nhà, đa số người thậm chí cũng không biết lão Uông còn có một cái dạng này cháu trai. Uông Kiến Minh thúc thúc Uông Chính Đạo sớm nhất cũng là đi được thể chế con đường, về sau vứt bỏ chính từ thương, Uông Chính Đạo rời đi thể chế một năm kia, Uông Kiến Minh tiến vào thể chế. Uông Kiến Minh còn có một vị tương nhu dĩ mà thê tử Hạ Uyển Oánh, thê tử chính là hắn đại học bạn học cùng lớp, tại kén vợ kén chồng phương diện hắn cũng biểu hiện độc lập tự chủ, Hạ Uyển Oánh chỉ là người nhà bình thường xuất thân, bọn hắn cưới nhân lúc trước bị Uông gia phản đối, Uông Kiến Minh hào không lay được. Tóm lại Uông Kiến Minh người này cùng Kiều Như Long bọn hắn cái vòng này đa số người cũng không giống nhau, Kiều Như Long đi qua cùng Uông Kiến Minh đã từng quen biết không nhiều. Thư ký Tương Minh Chí dẫn lĩnh Kiều Như Long tiến vào Uông Kiến Minh văn phòng, Tương Minh Chí cũng không phải là Uông Kiến Minh mang tới, hiện tại chỉ là tạm thời chỉ định, trước mắt còn ra tại quan sát kỳ. Uông Kiến Minh nhìn thấy Kiều Như Long đi tới, đứng dậy mỉm cười nghênh đón, Như Long, tới rồi. Kiều Như Long cùng Uông Kiến Minh nắm tay, Uông bí thư, phong thái vẫn như cũ a. Uông Kiến Minh cười ha hả, vậy ta phải bảo ngươi Kiều Tổng. Kiều Như Long một điểm liền rõ ràng, Kiến Minh ca, đây không phải văn phòng nha. Uông Kiến Minh hướng Tương Minh Chí đưa cái ánh mắt, Tương Minh Chí hiểu ý, lấy hai bình nước khoáng về sau rời đi. Đây là Uông Kiến Minh đã thông báo, Kiều Như Long bệnh nặng mới khỏi, nghe nói rượu thuốc lá đường trà tất cả đều giới. Uông Kiến Minh mời Kiều Như Long ngồi xuống. Nhìn Tương Minh Chí một chút, Tương Minh Chí tranh thủ thời gian lui ra ngoài, đi ra thời điểm cẩn thận từng ly từng tí giữ cửa cho mang lên. Kiều Như Long nói, Kiến Minh ca, đến Đông Châu công việc còn thuận lợi sao? Uông Kiến Minh mỉm cười nói, còn tốt, trước mắt vẫn là tại giai đoạn thích ứng. Kiều Như Long nói, tin tưởng người đến nhất định sẽ làm cho Đông Châu đằng bay lên. Uông Kiến Minh nói, tới tự nhiên muốn là Đông Châu thị dân làm điểm hiện thực, Như Long. Ta phát cho ngươi quy hoạch ngươi cũng nhìn qua rồi. Kiều Như Long gật đầu nói, chúng ta Hoa Đầu nội bộ cũng đạt thành hiệp nghị, quyết định trợ lực Đông Châu, chế tạo Đông Châu văn hóa trục trung tâm. Uông Kiến Minh nói, quá tốt rồi. Kiều Như Long không phải hào vô điều kiện,
Đông Châu tức là để hắn thu hoạch được trùng sinh địa phương cũng là hắn suýt nữa mệnh tang chi địa, hắn đối với nơi này tình cảm là phức tạp. Kiến Minh ca, ta nghe được tin tức, cấp trên muốn tại Bình Hải thiết lập hai cái tử mậu khu, trong đó một cái ngay tại Đông Châu. Uông Kiến Minh cười lên ha hả, người ở đâu ra tin tức? Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng chuyện này cũng không chứng thực, trước mắt mà nói trong tỉnh các huynh đệ khác thành thị đều tại tranh cái này danh ngạch. Tử mậu khu tổng cộng có hai cái tên chán, tỉnh lỵ Nam Giang khẳng định sẽ tiêu rơi một nhánh, cho nên cái khác 12 cái thành thị chỉ có thể cạnh tranh duy nhất danh ngạch, ở trong đó, Cô Tô, Hải Châu, Đông Châu tiếng hô tối cao. Kiều Như Long tin tưởng từ mậu khu đại khái suất sẽ ngụ lại Đông Châu, cũng sẽ tại Uông Kiến Minh phương diện thành tích viết xuống quang huy sáng rõ một bút, Đông Châu tòa thành thị này tại Bình Hải địa vị là phi thường đặc thù, Hải Châu mặc dù dựa vào biển, nhưng là thực lực tổng hợp vẫn là không cách nào cùng Đông Châu đánh đồng. Kiều Như Long nói, có hoa đầu liên thủ hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Uông Kiến Minh nói, nếu như có thể tranh thủ đến từ mậu khu ngụ lại Đông Châu, chúng ta khẳng định cần hoa đầu trợ lực, điểm này ngươi cứ yên tâm. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, đoạn thời gian gần nhất Kiều gia cùng Uông gia rất thân cận, đừng nhìn Uông chính đạo vốn liếng thực lực hùng hậu, nhưng là Uông gia nhất định phải cân nhắc tránh hiểm nghi, Uông chính đạo muốn đầu tư Đông Châu chỉ có thể thông qua quanh co phương thức, phổ thông vốn liếng bọn hắn là chướng mắt. Tốt nhất là hoa đầu loại này có quốc tư bối cảnh. Kiều Như Long lại nói, Kiến Minh ca, người nghe nói Hoa Niên tập đoàn sự tình sao? Uông Kiến Minh thở dài nói, bọn hắn nợ nần gây dựng lại thất bại, tại Đông Châu mấy cái hạng mục đều xuất hiện vấn đề, Bắc khu Gia Niên quảng trường đã đình công, trung tâm chợ Gia Niên quảng trường vận doanh tình trạng không tốt, thương gia lớn diện tích thoái tô, duy nhất vận chuyển bình thường chỉ còn lại Trường Hưng bệnh viện. Kiều Như Long nói, bọn hắn không bỏ ra nổi tiền đến Trường Hưng bệnh viện hai kỳ công trình cùng hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện đều gặp phải đình công nguy cơ. Uông Kiến Minh nhìn hắn một cái, làm sao? Ngươi dự định tham gia? Kiều Như Long nói, Hoa Niên còn lại cục diện rối rắm ta hứng thú không lớn, bất quá Trường Hưng bệnh viện từng cứu mạng của ta, ta tổng không thể nhìn hắn sụp đổ mất. Uông Kiến Minh nói, hoa đầu giống như không có đầu tư bệnh viện kinh lịch a. Kiều Như Long cười nói, ta giới thiệu nhà này là Hương Giang Tế Thế Chữa Bệnh Đầu Tư Tập đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn, là một nhà tập bệnh viện quản lý nghiên cứu một chút, bệnh viện chính sách nghiên cứu, bệnh viện phát triển chiến lược, bệnh viện ủy trị trải qua doanh, cổ phần cải tạo, quá trình tái tạo, chữa bệnh chất lượng quản lý, chữa bệnh khỏe mạnh tin tức phục vụ, sinh vật y dược, vốn liếng vận doanh, bày ra trưng cầu ý kiến các loại làm một thể chữa bệnh quản lý tập đoàn. Bọn hắn khởi xướng khỏe mạnh sinh hoạt mới khái niệm, không ngừng thỏa mãn dân chúng đối khỏe mạnh sản phẩm nhu cầu làm nhiệm vụ của mình, kinh doanh lý niệm là, thành tín, chắc tuyệt, nghiêm cẩn, sáng tạo cái mới. Kiều Như Long tướng mình mang tới tư liệu đặt ở trên bàn trà, Uông Kiến Minh không có lập tức nhìn, người cùng này nhà công ty có quan hệ hợp tác. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, kỳ thật Tế Thế tập đoàn phía sau có bao nhiêu người đầu tư, hắn cùng Uông Kiến Thành cũng là một cái trong số đó, Uông Kiến Minh hiển nhiên không rõ ràng này nhà công ty cùng Uông gia có quan hệ. Truyền ra ngoài Uông Kiến Minh người này sắt bột vô tư, nếu như hắn biết đường đệ có phần tham dự, nói không chừng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Kiều Như Long từ khi tiến vào hoa đầu về sau, hắn bên ngoài đầu tư đều là thông qua Tề Sảng tiến hành, Tề Sảng tại tài chính phương diện năng lực phi thường đột xuất, điểm này là Diệp Thanh Nhã còn kém rất xa, Diệp Thanh Nhã vô luận cưới trước vẫn là cưới sau đều sống ở hắn thế giới của mình bên trong, Kiều Như Long đối vị này vợ trước đánh giá là không dính khói lửa trần gian. Bệnh truyền nhiễm mới viện kiến thiết đã là vạn sự sẵn sàng, Hứa Thuần Lương tướng xích đạo vốn liếng nguyện ý chuyện đầu tư nói cho Nghiêm Hồi Ý kích động nói liên tục nhiều lần quá tốt rồi. Phan Tuấn Phong cũng rất kinh hỉ, nhưng là dẫn vào tư vốn cũng không là bọn hắn có thể đánh nhịp định án, chuyện này nhất định phải viết một phần kỹ càng báo cáo lên trước báo cục vệ sinh, lại có cục vệ sinh báo cáo trong thành phố. Bí thư Tôn Vi Dân thói quen dội lên nước lạnh, nhắc nhở bọn hắn Trường Hưng bệnh viện chính là vết xe đổ. Trường Hưng là Đông Châu chữa bệnh hệ thống cái thứ nhất đi công tư hợp doanh đường đi, lúc trước cũng là khiến cho oanh oanh liệt liệt, không ít lãnh đạo vì đó học thuộc lòng, nhưng hiện tại xem ra Trường Hưng công tư hợp doanh cũng không thành công. Bọn hắn bệnh truyền nhiễm viện lại là hệ thống vệ sinh bên trong tương đối đặc biệt tồn tại, trong thành phố chưa hẳn cho phép vốn liếng tham gia. Trên một điểm này Phan Tuấn Phong cùng Tôn Vi Dân sinh ra khác nhau, hắn cho rằng Tôn Vi Dân không để ý tới thanh đầu tư khái niệm, thái độ của bọn hắn là minh xác. Bệnh truyền nhiễm chuyên khu là độc lập vận doanh, sẽ không để cho ngoại lai tư bản tham gia, nhưng là tổng hợp bệnh khu nếu như không dẫn vào đầu tư, lấy bọn hắn thực lực căn bản không có cách nào kiến thiết.
Hứa Thuần Lương trong khoảng thời gian này trôi qua ngược lại là tiêu diêu tự tại, lãnh đạo an bài cho công tác của hắn tất cả đều thật xinh đẹp hoàn thành, hắn đã vững chắc tại bệnh truyền nhiễm viện địa vị. Gia Gia đi kinh thành đã nửa tháng, Hứa Thuần Lương lo lắng Gia Gia ở tại người ta sinh hoạt thường ngày không tiện, liên hệ Hoa Trục Nguyệt, để hắn tại phụ cận cho lão gia tử an bài khách sạn, phí tổn mình phụ trách. Nghĩ không ra Hoa Trục Nguyệt trực tiếp đem Cơ Giai Giai tứ hợp viện an bài cho lão gia tử, dù sao bình thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn chuyên môn an bài bảo mẫu chiếu cố lão gia tử sinh hoạt thường ngày, Cao Hoành Đường cũng được nhờ ở tiến đi, hai lão hữu nhàn đến đánh cờ dạo chơi kinh thành, ước định các loại Hứa Thuần Lương đầu tháng sau đi tập bên trong học tập thời điểm cùng hắn đồng thời trở về. Hà Điền Điền nữ nhi tiểu tư nam đã được như nguyện lấy được Thanh Xuân Đường tiểu học danh ngạch, để tỏ lòng cảm kích, hắn chuyên môn chuẩn bị một trận cơm, để Hứa Thuần Lương mời Tần Chính Dương vợ chồng tới. Hứa Thuần Lương cùng Tần Chính Dương nói một tiếng, Tần Chính Dương kỳ thật trong khoảng thời gian này vẫn luôn nghĩ đến tìm cơ hội cùng Hứa Thuần Lương họp gặp, hiện tại văn lữ cục kia trường phong ba đã qua, phó quốc dân mặc dù bị tra, nhưng nhất sau vấn đề cũng không lớn, chỉ là bị hàng một cấp, hiện tại biến thành khoa cấp. Xử lý một khi tuyên bố, liền đại biểu sự kiện kia triệt để lật thiên. Tần Chính Dương cũng mời Phạm Lý Đạt, Phạm Lý Đạt chủ động biểu thị mình mang rượu tới. Hứa Thuần Lương sau khi tan việc, Phan Oánh Oánh chủ động xin đi muốn đưa hắn, Hứa Thuần Lương cũng không có cự tuyệt, lên nàng BMW Mini, nửa đường ngoài ý muốn nhận được Diệp Thanh Nhã điện thoại, Diệp Thanh Nhã đến Đông Châu, lần này tới không là vì tìm Kiều Như Long. Mà là được mời tham gia Đông Châu Đại học Sư phạm Mỹ thuật hệ giáo sư Lăng Hồng Chu triển lãm tranh, nói lên vị này Lăng Hồng Chu là sư tỷ của nàng. Sư tỷ mời nàng tới đây cổ động, nhân tình này nhưng không tiện cự tuyệt. Hứa Thuần Lương nghe nói nàng đã nhanh đến Đông Châu, để nàng xuống xe trực tiếp tới Hà Điền Điền tiểu điếm ăn cơm, vừa dễ dàng giới thiệu Hà Thủ Nhân cho nàng nhận biết, Hà Thủ Nhân thư pháp cũng là tương đương lợi hại. Diệp Thanh Nhã lúc đầu không có ý định đi. Nhưng nghe nói Hứa Thuần Lương muốn giới thiệu thư pháp đại sư cho nàng nhận biết, lập tức liền đáp ứng xuống. Phan Oánh Oánh đem Hứa Thuần Lương đưa đến tên là Nguy Sơn Hồ làng trài cơm cửa tiệm, vốn cho rằng Hứa Thuần Lương có thể khách khí với chính mình một câu, nếu là mời nàng tiến đi ăn cơm nàng cũng không có ý định cự tuyệt, nhưng Hứa Thuần Lương tựa hồ chỉ đem nàng xem như thuộc hạ, hướng nàng khoát tay áo nói cảm ơn ngươi a, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Phan Oánh Oánh trong lòng tự nhủ không cần hôm nào a. Người bây giờ mời ta ta liền xuống xe, một mặt cười ngọt ngào nhìn qua Hứa Thuần Lương, chủ nhiệm, quay đầu để cho ta tiếp ngươi sao. Hứa Thuần Lương nói, không cần làm phiền, ta tự đánh mình xe trở về, lão bằng hữu gặp mặt còn không biết uống đến mấy điểm đâu. Hứa Thuần Lương lúc xuống xe, vừa vặn Phạm Lý Đạt ôm một dương rượu từ một chiếc xe khác bên trên xuống tới. Hứa Thuần Lương nói, nha, Phạm ca, người đây là dự định mở rộng uống. Phạm Lý Đạt nói. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, trong khoảng thời gian này ta đều không chút uống rượu, nhưng nghẹn chết ta rồi. Vừa nói chuyện một vừa nhìn đi xa mini, tình huống như thế nào. Cũng không để lại người ta mỹ nữ ăn cơm. Hứa Thuần Lương nói, ta thuộc hạ, cấp bậc không đủ. Phạm Lý Đạt bắt đầu cười hắc hắc, thần tiên thời gian, ta chỉ có hâm mộ phần. Hai người cùng đi đến trong tiệm nhìn đi ra bên ngoài đã ngồi không ít người, Hà Điền Điền ra đón, Hứa chủ nhiệm, các người đã tới. Hứa Thuần Lương nói, gọi ta tiểu Hứa. Hà Điền Điền đem bọn hắn dẫn tới bên trong bao gian, Hà Thủ Nhân hôm nay chuyên môn từ Nguy Sơn đảo chạy tới, chính trong phòng nấu nước pha trà đâu. Phạm Lý Đạt nói, Hà Lão Sư, sao có thể để người tự mình động thủ, giao cho ta, giao cho ta. Mấy người lúc nói chuyện, Tần Chính Dương cặp vợ chồng đến, Tần Chính Dương cười nói, hai vị đều tại a. Hà Điền Điền chào hỏi bọn hắn ngồi, Phạm Lý Đạt mặc dù đã mang rượu, nhưng Hà Điền Điền kiên trì không cần, nàng mời khách đương nhiên là dùng rượu của nàng, nàng bên này cũng chuẩn bị một dương kiếm Nam Xuân. Phạm Lý Đạt nói, ta cái này đều nâng cốc mang đến, cũng không thể để cho ta lại khiêng trở về. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi trước gửi ở chỗ này, chúng ta có rảnh lại tới uống chứ sao? Phạm Lý Đạt liên tục gật đầu. Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ, xem chừng Diệp Thanh Nhã nhanh đến, để Hà Điền Điền lên trước rau trộn. Hà Thủ Nhân mặc dù là lão sư xuất thân cũng không quen xã giao, nhất là đối diện đám này thể chế bên trong người, sợ mình nói sai, ngoại trừ tạ ơn hỗ trợ rất ít nói hắn. Lý Văn Tĩnh nghe nói Hà Thủ Nhân cũng là lão sư xuất thân, cùng hắn hàn huyên vài câu. Tần Chính Dương nói, lão Phạm, ngươi làm sao không có đem tẩu tử mang đến? Phạm Lý Đạt nói, nàng nếu là tới chuẩn trông coi ta uống rượu, ta sợ uống không thoải mái.
mấy người đều nở nụ cười. Lúc này Hứa Thuần Lương nhận được Diệp Thanh Nhã điện thoại, ra ngoài đem Diệp Thanh Nhã tiếp vào, tiến gian phòng về sau, Hứa Thuần Lương hướng đám người giới thiệu Diệp Thanh Nhã là tỷ hắn. Phạm Lý Đạt dù sao không có hướng chỗ tốt nghĩ, Hứa Thuần Lương tỷ tỷ này đủ xinh đẹp. Tần Chính Dương cùng Lý Văn Tĩnh cặp vợ chồng mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp Diệp Thanh Nhã, nhưng là đã cảm giác được Diệp Thanh Nhã không phải nhân vật tầm thường, loại kia từ trong ra ngoài cao nhã khí chất là diễn không ra được. Hứa Thuần Lương là Diệp Thanh Nhã giới thiệu Hà thủ nhân, tỷ, vị này Hà lão sư chính là ta đề cập với ngươi thư pháp đại sư. Hà thủ nhân khiêm tốn nói, nhưng đừng nói như vậy, ta chính là cái nghiệp dư yêu thích, người dạng này giới thiệu ta thật sự là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Diệp Thanh Nhã nói, ta vào cửa hàng thời điểm nhìn thấy lục rượu mới nếm thử người dễ say chắc hẳn chính là tiên sinh tác phẩm. Hà thủ nhân nói, luyện viết văn chi tác, hổ thẹn hổ thẹn. Diệp Thanh Nhã nói, Thuần Lương không có nói ngoa, tiên sinh thư pháp xứng đáng đại sư hai chữ. Tần Chính Dương nói, lục rượu mới nếm thử người dễ say, tựa như là Tống Triều Yến Thù tác phẩm đi. Hà thủ nhân gật đầu nói, lấy từ Yến Thù thanh bình vui, Tần bí thư chí nhớ tốt ha. Hà Điền Điền tự thân lên đồ ăn, tiểu điếm mặc dù diện tích không lớn, nhưng sinh ý lại là vô cùng tốt. Hà Điền Điền giới thiệu, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn đều là từ Nguy Sơn Hồ vận tới, tiếp tục kiên trì hồ tươi đặc sắc. Tần Chính Dương biết Hà Điền Điền quá khứ là tại Nguy Sơn Hồ Nguyệt Nha Loan mở nông gia nhạc, về sau là cảnh khu quy hoạch nhường đường, thương gia đều rời đi, có ít người đi Thủy Nhai tiếp tục kinh doanh, Hà Điền Điền dứt khoát tới Đông Châu, lần này giúp con gái nàng giải quyết đi học sự tình. Có Hứa Thuần Lương ân tình nhân tố, cũng có bồi thường thỏa đáng tâm lý, những này lão bách tính là vì Hồ Sơn Trấn phát triển làm ra hy sinh. Diệp Thanh Nhã đi qua rất ít ăn nông gia đồ ăn, cảm giác hương vị rất không tệ, Hứa Thuần Lương nhớ kỹ nàng đi qua ăn chay, hiện tại thế mà không còn ăn kiêng, đoán chừng cùng Kiều Như Long ly hôn về sau vẫn là cải biến rất nhiều, không hề giống mặt ngoài như thế phong khinh vân đạm. Hôm nay chủ khách là Tần Chính Dương vợ chồng, Hà Điền Điền bưng chén mời rượu biểu đạt cảm ơn. Lý Văn Tĩnh nói, Tiểu Hà, người cũng không cần khách khí, Thuần Lương cùng chúng ta là đặc biệt bạn thân, hắn mở miệng sự tình ta nhất định phải hết sức đi làm. Hứa Thuần Lương cười nói, kia chén rượu này ta hẳn là bồi tiếp, tẩu tử, tạ ơn người a. Lý Văn Tĩnh nói, luôn nói tạ ơn cũng quá khách khí, kỳ thật Chính Dương đã sớm nghĩ mời ngươi ngồi một chút, lại nghe nói ngươi vừa đổi đơn vị làm việc, cân nhắc đến ngươi tương đối bận rộn, cho nên hôm nay mới có cơ hội hẹn lên một lần. Tần Chính Dương nói, trong khoảng thời gian này ta cũng vội vàng, Thuần Lương rời đi Hồ Sơn Trấn, ta nhưng tổn thất một cái tốt giúp đỡ a. Phạm Lý Đạt nói, chúng ta văn lữ cục cũng tổn thất một viên hổ tướng. Diệp Thanh Nhã nhìn qua Hứa Thuần Lương, thế mới biết hắn gần nhất điều động công việc. Hứa Thuần Lương không muốn xách chuyện này, vội vàng nói, uống rượu, cái gì đều tại trong rượu. Phạm Lý Đạt hôm nay là mở rộng uống nhiều rượu quá. Có chút dấu ở trong lòng tự nhiên là nói ra, hắn nhắc lên phó quốc dân sự tình, chuyện bây giờ đã tra rõ ràng, lúc đầu cũng không phải nhiều đại sự, phó quốc dân bị xuống đến khoa cấp, bởi vì ngượng nghịu mặt mũi, phó quốc dân lựa chọn từ chức. Hứa Thuần Lương nghe nói phó quốc dân từ chức, cũng có chút ngoài ý muốn, phó quốc dân cũng hơn 40 tuổi, lại nhẫn cái vài chục năm cũng liền về hưu, cái này một từ chức chẳng phải là chi trước hơn 20 năm cố gắng tất cả đều uổng phí rồi. Tần Chính Dương phi thường cẩn thận. Cũng không có châm đối với chuyện này phát biểu ý kiến, kỳ thật hắn lấy một người đứng xem góc độ đến nhìn vấn đề, phó quốc dân chỉ là bên trong thể chế đấu tranh vật hy sinh, chuyện này tại Chu thư ký rời đi về sau liền trở nên sáng suốt. Tần Chính Dương gần nhất cũng tại tích cực tìm kiếm quan hệ, nhạc phụ vì hắn nhiều mặt bôn tẩu, hiện tại khu công nghệ cao biến động lớn nhất, hắn rất có hy vọng đi khu công nghệ cao nhậm chức. Phạm Lý Đạt nói, vẫn là Tiểu Hứa có năng lực, ta nghe nói người tại bệnh truyền nhiễm viện hiện tại thân kiêm nhiều chức. Hứa Thuần Lương cười nói, người đừng nghe người ta nói mỏ, ta kia đều không có gì thực quyền. Phạm Lý Đạt nói, không thể nói như vậy a, viện xử lý chủ nhiệm vẫn là rất lợi hại. Hứa Thuần Lương nói, dậm chân tại chỗ, muốn nói nhất có phát triển tiền cảnh vẫn là chúng ta Tần bí thư. Tần Chính Dương nói, các ngươi chớ cùng ta cái này nông thôn cán bộ nói giỡn, ta đã làm tốt cắm rễ trưởng thôn kỳ phấn đấu chuẩn bị tư tưởng. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Hứa Thuần Lương nói, lấy năng lực của ngươi hẳn là rất nhanh có thể đạt được đề bạt, hiện tại thư ký mới tiền nhiệm, Đông Châu bên trong thể chế khẳng định sẽ có đại động tác, ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Phạm Lý Đạt liên tục gật đầu, đúng đấy,
Mỗi lần tới mới lãnh đạo đều là đội ngũ cán bộ một lần nữa tẩy bài thời điểm, liền xem trọng bài phát tại trong tay ai. Mấy người đều nhìn qua Phạm Lý Đạt, Phạm Lý Đạt nói, đừng nhìn ta là không có cơ hội, hai người các ngươi có thể hảo hảo cố gắng một chút, nhất là Tiểu Tần ta nghe nói Uông Bí Thư còn không có xác định thư ký nhân tuyển, ngươi có thể hướng cái phương hướng này cố gắng một chút. Tần Chính Dương cười nói, ta cái nào có cơ hội nhận biết Uông Bí Thư a? Hứa Thuần Lương cũng không biết, hắn cũng không có ý định nhận biết. Diệp Thanh Nhã nói, cái nào Uông Bí Thư? Hứa Thuần Lương nói, chúng ta mới tới Bí Thư Uông Kiến Minh. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới trong lúc vô tình một câu thế mà bị Diệp Thanh Nhã ghi tạc trong lòng. Rượu cục kết thúc về sau, Hứa Thuần Lương đưa Diệp Thanh Nhã đi mở nguyên khách sạn là Lăng Hồng Chu dự đoán đặt trước tốt. Đi vào cửa tửu điếm, Diệp Thanh Nhã nói, cái kia Uông Kiến Minh ta biết. Hứa Thuần Lương cũng không có cảm thấy kỳ quái, Kiều gia, Diệp gia, Uông gia tương hỗ quan hệ trong đó rắc rối khó gỡ, bọn hắn không biết mới kỳ quái. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi nếu là muốn đi cho hắn làm thư ký, ta có thể cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Hứa Thuần Lương nói, ta cái nào đủ tư cách, lại nói, cùng ở bên cạnh hắn thời gian sẽ không tốt hơn. Diệp Thanh Nhã nói, vừa rồi ta nghe các ngươi nói chuyện ý tứ, giống như ngươi gần nhất sự nghiệp bên trên nhận lấy một chút ngăn trở. Hứa Thuần Lương nói, cũng không tính là gì ngăn trở, chính là nhận lấy một chút tác động đến. Diệp Thanh Nhã nói, vì cái gì không nói với ta? Không có đem chúng ta gia sản người một nhà, ngươi thế nhưng là gia gia của ta cháu nuôi. Hứa Thuần Lương cười nói, thật không phải nguyên nhân này, sự tình của ta quá nhỏ, không đến mức kinh động lão gia tử. Diệp Thanh Nhã nói, ta không hiểu cái gì bên trong thể chế quy tắc, bất quá nếu ai khi dễ ngươi chính là cùng chúng ta Diệp gia không qua được. Hứa Thuần Lương nghe nàng nói như vậy trong lòng vẫn còn có chút cảm động, nhắc nhở Diệp Thanh Nhã nói tỉ, mau đi về nghỉ đi, người cũng mệt mỏi một ngày. Lúc này một cỗ màu đen Maybach từ bên cạnh của bọn hắn trải qua, cửa xe mở ra về sau, thân xuyên màu xám polo áo kiểu như long từ bên trong đi ra, nhìn thấy Diệp Thanh Nhã hắn phi thường kinh ngạc, nhìn thấy Diệp Thanh Nhã bên người Hứa Thuần Lương, nét mặt của hắn tràn đầy hồ nghi. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn bộ dáng này lập tức ý thức được con hàng này khả năng hiểu lầm, chủ động lên tiếng chào Kiều Tổng. Kiều Như Long hướng hắn nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói, thật là đúng dịp a. Thanh Nhã, người đến Đông Châu làm sao không có nói với ta một tiếng. Diệp Thanh Nhã cũng không nghĩ tới có thể tại cửa tửu điếm gặp được Kiều Như Long, lạnh nhạt nói, hiện tại giống như không có cần thiết này đi. Hai người đã ly hôn, tại pháp luật bên trên đã không có có quan hệ gì. Kiều Như Long nhìn thoáng qua Diệp Thanh Nhã trong tay dương hành lý, ngươi cũng ở chỗ này, ta giúp ngươi cầm hành lý. Diệp Thanh Nhã nói, ta không ở chỗ này, Thuần Lương, chúng ta đi. Nàng tướng dương hành lý đưa cho Hứa Thuần Lương, ly hôn về sau nàng mới ý thức tới trận này hôn nhân không có cho nàng lưu lại quá thật đẹp tốt hồi ức, nàng không nghĩ gặp lại Kiều Như Long, cũng không muốn miễn cưỡng mình trước mặt người khác diễn kịch. Hứa Thuần Lương hướng Kiều Như Long cười cười, Kiều Như Long nhẹ gật đầu, trong lòng khó chịu cực kỳ. Hứa Thuần Lương mới sẽ không bận tâm cảm thụ của hắn, một lần nữa trận một chiếc taxi, Diệp Thanh Nhã lên xe để lái xe, khởi động về sau, nhìn thấy Kiều Như Long vẫn đứng tại chỗ nhìn lấy bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, thế giới này thật là nhỏ. Diệp Thanh Nhã thở dài nói, ảnh hưởng tâm tình. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ngươi vẫn là đi Vạn Hào ở đi. Diệp Thanh Nhã nói, chỗ nào cũng được, chỉ cần không ở chỗ này. Nàng cũng không muốn lại cùng Kiều Như Long gặp mặt. Hứa Thuần Lương đem địa điểm nói cho lái xe đem Diệp Thanh Nhã đưa đến Vạn Hào, giúp nàng đặt trước tốt gian phòng. Hứa Thuần Lương về đến nhà đã là 10 giờ tối, vừa vào trong nhà liền nhận được Diệp Thanh Nhã điện thoại, Diệp Thanh Nhã nói cho hắn biết, ngày mai tham gia triển lãm tranh còn có Uông Kiến Minh phu nhân Hạ Uyển Oánh. Hạ Uyển Oánh cùng Lăng Hồng Chu là học nghiên thời điểm đồng học, nàng đoán chừng Uông Kiến Minh có khả năng đi qua, hỏi hắn muốn hay không bồi mình đi qua thừa cơ nhận thức một chút. Hứa Thuần Lương lúc đầu đối nhận biết vị này mới tới bí thư không có hứng thú quá lớn, bất quá nhớ tới Kiều Như Long hôm nay buồn bực biểu lộ, trong lòng nhất thời cao hứng trở lại, cùng đi Diệp Thanh Nhã có mặt triển lãm tranh chỉ là phụ, từ mình khoái hoạt nguyên lai có thể xây dựng ở Kiều Như Long khó chịu phía trên, để ngươi nha can thiệp ta cùng Mai Như Tuyết tình cảm. Sáng ngày thứ hai, Hứa Thuần Lương mở ra đơn vị chiếc Kia A6 đi đón Diệp Thanh Nhã. Diệp Thanh Nhã tối hôm qua nghỉ ngơi đến không tốt lắm. Một đôi mắt đẹp hơi có chút sưng vù. Hứa Thuần Lương nói, ngủ không ngon à.
Diệp Thanh Nhã nói, có thể là đổi cái địa phương không quen đi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lấy cớ thôi, xem ra ly hôn đối Diệp Thanh Nhã cũng không phải không hề ảnh hưởng, Kiều Như Long phản bội đối Diệp Thanh Nhã đả kích không nhỏ. Lăng Hồng Chu triển lãm tranh tại Đông Châu Thị Nghệ Thuật Quán tổ chức, Nghệ Thuật Quán hoàn thành 5 năm được xưng là mở ra thành thị phòng tiếp khách, gánh chịu lấy kế thừa cùng phát triển địa phương văn hóa công năng, lúc trước bản thiết kế rất lớn, cũng tổ chức qua mấy lần trong nước danh gia nghệ thuật dương. Nhưng bởi vì Đông Châu người địa phương đối văn hóa triển lãm hứng thú không lớn, dần dần nơi này liền biến thành địa phương văn hóa danh nhân tú trận, về sau vì sống động kinh doanh, có không ít địa phương cho thuê huấn luyện cơ cấu. Nhìn qua có vẻ hơi dở dở ương ương, ở chỗ này tổ chức thư họa dương lực ảnh hưởng có hạn. Hứa Thuần Lương tiếp Diệp Thanh Nhã đi qua thời điểm, nói cho nàng đã để người an bài mấy cái giỏ hoa đưa đến hiện trường. Diệp Thanh Nhã nguyên bản định mình đặt, kiên trì đem tiền đưa cho hắn. Hai người tại nghệ thuật cửa quán miệng nhìn thấy hiện trường lãng hoa không ít, Hứa Thuần Lương từ đó tìm được một chút tên quen thuộc, tỉ như Ân Hằng chế dược tổng giám đốc Lương Văn Tĩnh, đài truyền hình Bộ Thông tin Tiết Mỹ Chân. Trong này thế mà còn có Trường Hưng bệnh viện viện trưởng Triệu Phi Dương tặng hoa rổ. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, cái này Lăng Hồng Chu ngược lại là giao du rộng khắp, Đông Châu nhân vật có mặt mũi nhận biết không ít, bất quá thư họa giới loại nhân vật này cũng không tươi gặp. Nguyên bản tại cửa ra vào cùng mấy vị khách quý bắt chuyện, Lăng Hồng Chu nhìn thấy Diệp Thanh Nhã tranh thủ thời gian tiến lên đón, nắm chặt Diệp Thanh Nhã tay nói, Thanh Nhã tới, ngươi cũng thế, thế mà mình đặt trước khách sạn, ta đều an bài tốt. Diệp Thanh Nhã lạnh nhạt cười nói, đệ đệ ta bên này cũng sắp xếp xong xuôi. Lăng Hồng Chu ánh mắt rơi vào Hứa Thuần Lương trên thân, Hứa Thuần Lương cũng mỉm cười nhìn qua nàng, Lăng Hồng Chu 43 tuổi, bởi vì bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi. Lăng Hồng Chu chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, ta biết Thanh Nhã nhiều năm như vậy cũng không biết nàng có cái đệ đệ. Diệp Thanh Nhã giải thích nói, đệ đệ ta Hứa Thuần Lương. Lăng Hồng Chu nói, ta tại sân trường đại học bên trong ngốc lâu, cả ngày hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, trở nên cô lậu quả văn. Hứa Thuần Lương cùng với nàng nhẹ nhàng một nắm, liền buông tay ra, mình tại Đông Châu lớn nhỏ cũng coi như cái danh nhân, chưa nghe nói qua mình, kia thật có chút cô lậu quả văn. Lúc này lại có người đến, lần này là Uông Kiến Minh phu nhân Hạ Uyển Oánh, nàng vừa mới điều đến Trung Hoa khai thác mỏ đại học dạy học, trường đại học này là Đông Châu thứ nhất cao giáo. Cũng là Giang Hải địa khu duy nhất một tòa 211 cao giáo, đi qua Hạ Uyển Oánh ở kinh thành giáo khu, điều đến Đông Châu bên này cũng là bởi vì thuận tiện chiếu cố trưởng phu nguyên nhân. Hạ Uyển Oánh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua cũng không phải là đặc biệt khỏe mạnh, bất quá các nàng loại này giai tầng người nhìn qua khí chất cùng người bình thường liền không giống, bởi vì cái gọi là bụng có thi thư khí tử hoa. Lăng Hồng Chu kêu lên Uyển Oánh. Hạ Uyển Oánh hướng nàng cười cười. Mở miệng hô, Thanh Nhã ngươi tới vào lúc nào? Từ nàng cái này âm thanh chào hỏi đủ để chứng minh Diệp Thanh Nhã trong lòng nàng địa vị muốn so Lăng Hồng Chu trọng yếu được nhiều, cũng chứng minh trước đây nàng liền biết Diệp Thanh Nhã sẽ đến. Diệp Thanh Nhã nói, hôm qua, sư tỷ triển lãm tranh ta khẳng định là muốn đi qua cổ động. Lăng Hồng Chu hô, bên ngoài quá phơi bên trong đi thăm một chút đi. Hạ Uyển Oánh nói, ngươi không cần cùng chúng ta, chính chúng ta tiến đi là được. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ như thế khách nhân trọng yếu nàng há có thể không tự mình cùng đi đâu, mặc dù sơ lần gặp gỡ, cũng có thể nhìn ra Lăng Hồng Chu rất giỏi về giao tế. Diệp Thanh Nhã bởi vì xuất thân duyên cớ cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, đối người tâm khuyết thiếu nhận biết, có một loại người liền giỏi về lợi dụng tình cảm đến bắt cóc người khác. Hứa Thuần Lương nhìn qua chậm rãi mà nói Lăng Hồng Chu, không khỏi thầm nghĩ, sẽ có hay không có loại khả năng này, Hạ Uyển Oánh là bởi vì Diệp Thanh Nhã mới qua tới tham gia. Mà tin tức này là Lăng Hồng Chu cố ý tiết lộ cho nàng, đây chính là xã giao trường hợp thường dùng sáo lộ. Hứa Thuần Lương cố ý thả chậm bước chân, rơi vào ba người sau lưng. Chỉ nhìn Lăng Hồng Chu một bức tác phẩm, Hứa Thuần Lương liền kết luận nàng tại thư họa bên trên tạo nghệ còn không bằng đồng môn sư muội Diệp Thanh Nhã, liền càng không sánh được mình. Hạ Uyển Oánh rất ít nói chuyện, chăm chú đánh giá lấy bạn học cũ tác phẩm, Lăng Hồng Chu một bên bồi tiếp nàng. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy Hứa Thuần Lương một người đứng tại một bức đêm qua mưa sơ gió đột nhiên tác phẩm trước, chủ động đi tới cảm giác như thế nào. Hứa Thuần Lương nhìn một chút xa xa Lăng Hồng Chu, cười cười không nói chuyện. Diệp Thanh Nhã nói, người cười là có ý gì? Hứa Thuần Lương nói, bức tranh. Diệp Thanh Nhã sừng sốt một chút, rõ ràng là quốc họa nói thế nào là bức tranh. Bất quá nàng lập tức phản ứng lại,
Hứa Thuần Lương là nói mình sư tỷ vẽ tranh quá giàu. Hứa Thuần Lương nhận vì cái này Lăng Hồng Chu vô luận viết chữ vẽ tranh đều cùng với nàng làm người không sai biệt lắm, lộ ra một cỗ láu cá chi khí, có được loại người này sinh thái độ người là không thể nào tại nghệ thuật bên trên có quá cao tạo nghệ. Diệp Thanh Nhã kỳ thật trong lòng cũng tán đồng Hứa Thuần Lương đánh giá, nhỏ giọng nói, người đừng nói lung tung. Hứa Thuần Lương nói tốt, họa thật tốt, thư họa song tuyệt, sắc nghệ đều tốt. Diệp Thanh Nhã lườm hắn một cái, mình đều nhịn không được bật cười, Hứa Thuần Lương miệng thật là chế nhạo. Nói thật, sư tỷ những năm này thư họa trình độ cũng không có tăng lên quá nhiều, nhớ tới tối hôm qua tại tiệm cơm nhìn thấy Hà Thủ Nhân bức kia chữ, đừng xem người ta không có bất kỳ cái gì ngăn nắp danh hiệu, thậm chí liền thư pháp hiệp hội đều không có gia nhập. Nhưng là chân thật trình độ miểu sát một đám đại sư, còn có Hứa Thuần Lương cũng là như thế. Lúc này có người đi vào rồi, lại là Kiều Như Long. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy Kiều Như Long không khỏi nhíu mày, Kiều Như Long nhìn thấy Diệp Thanh Nhã cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ, trong lòng cũng cảm thấy không vui, hắn hôm qua tại rượu ngoài cửa tiệm nhìn thấy Diệp Thanh Nhã, cho nên đặc địa nghe ngóng một chút, lấy năng lực của hắn không khó tra được Diệp Thanh Nhã mục đích của chuyến này, lúc đầu ly hôn liền nên không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng Kiều Như Long chẳng biết tại sao, vẫn là quỷ thần xui khiến đến đây chuyến này. Diệp Thanh Nhã không muốn cùng Kiều Như Long có bất kỳ gặp nhau, Lăng Hồng Chu nhìn thấy Kiều Như Long đến đây, có chút kinh hỉ, tranh thủ thời gian cười đón, Kiều Tổng, người cũng tới, hai người các ngươi thật đúng là phu sướng phụ tùy. Diệp Thanh Nhã nghe được phu sướng phụ tùy bốn chữ này có chút không vui, Lăng Hồng Chu cũng không biết nàng cùng Kiều Như Long đã ly hôn sự tình. Kiều Như Long cũng nghe lấy khó chịu. Diệp Thanh Nhã cũng không phải đi theo mình tới, hiện tại cũng không là vợ chồng, nào có cái gì phu sướng phụ tùy. Hắn lạnh nhạt cười nói, nghe Thanh Nhã nói Lăng tỷ tổ chức triển lãm tranh, ta vừa vặn tại Đông Châu, tự nhiên là hẳn là tới cổ động. Diệp Thanh Nhã nhưng không cho hắn mặt mũi này, ta chưa nói qua, có thể là ngươi nghe những người khác nói. Kiều Như Long bị Diệp Thanh Nhã đem một quân, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, Lăng Hồng Chu làm người khôn khéo, cười nói Kiều luôn yêu thích cái nào bức. Ta tặng cho ngươi. Kiều Như Long thấy được Hạ Uyển Oánh, đi qua lên tiếng chào hỏi, Lăng Hồng Chu lại đi theo. Hứa Thuần Lương hướng Diệp Thanh Nhã nói, ngươi vị sư tỷ này rất biết giải quyết a. Diệp Thanh Nhã thở dài, nếu là biết Kiều Như Long thời gian này tới, nàng khẳng định sẽ dịch ra thời gian tới, bất quá nhìn tình huống Lăng Hồng Chu cũng không biết Kiều Như Long sẽ đến, Kiều Như Long đi qua đối thư họa cũng không có nhiều ít hứng thú, hôm nay tới mục đích hiển nhiên là hướng về phía chính mình. Diệp Thanh Nhã ý thức được mình có thể sẽ cho Hứa Thuần Lương mang đến phiền phức, tận lực kéo ra cùng Hứa Thuần Lương khoảng cách, không muốn Kiều Như Long hiểu lầm bọn hắn quan hệ. Kiều Như Long nhìn đúng cơ hội tới đến Hứa Thuần Lương bên người, đi qua không có phát hiện ngươi như thế am hiểu bánh lái. Hứa Thuần Lương nói, đó là bởi vì ngươi đối ta không hiểu rõ. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, ta nghe nói Hứa lão tiên sinh chuyên đi kinh thành tìm gia gia của ta cầu tình. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười, Kiều Tổng. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch Thanh Nhã tỷ vì sao quyết định rời đi ngươi, không phải là bởi vì ngươi bên ngoài có người, cũng không phải là bởi vì ngươi trái tim ra mau bệnh, mà là bởi vì ngươi viên này trong lòng chỉ còn lại bợ đỡ. Nói câu không lễ phép lời nói, ngươi bây giờ lòng dạ quá mức nhỏ hẹp, không phải mỗi người đều giống như ngươi cân nhắc vấn đề. Gia gia của ta sở dĩ đi kinh thành, là bởi vì hắn là ta cân nhắc, vì ta hắn có thể hy sinh tôn nghiêm hạ thấp thư thái. Vì ta hắn có thể bỏ qua hết thảy. Thậm chí hy sinh tính mạng. Ta muốn hỏi ngươi một câu, gia gia ngươi làm được sao? Hứa Thuần Lương vốn không phải là tranh chua người, nhưng là Kiều Như Long dám cầm gia gia hắn đi kinh thành cầu tình sự tình trào phúng, Hứa Thuần Lương sao lại cho hắn mặt mũi, ngoài miệng lại không lưu tình. Kiều Như Long nội tâm một trận nhói nhói. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc dù phi thường kính trọng Kiều lão nhưng là ta không tin hắn sẽ vì ngươi bỏ qua hết thảy, trong lòng hắn trọng yếu nhất không phải là của các ngươi hạnh phúc. Mà là vinh dự của gia tộc, từ một điểm này đi lên nói, các ngươi kém xa ta hạnh phúc. Kiều Như Long kiệt lực khống chế nội tâm phẫn nộ, Hứa Thuần Lương lời nói này như cùng một thanh đao sắc bén, mỗi một đao đều vô cùng tinh chuẩn cắm vào ngực của hắn. Kiều Như Long ý thức được Hứa Thuần Lương nhìn thấu nhược điểm của mình, cũng không chút lưu tình nhắm ngay nhược điểm của mình xuất thủ, hắn hít một hơi thật sâu, nói khẽ, ngươi cùng Tiểu Tuyết mặc dù chia tay, nhưng là ta từ đầu đến cuối không có đem ngươi trở thành địch nhân của ta. Ta thậm chí có chút đồng tình ngươi. Đồng tình ta cái gì? Hứa Thuần Lương mỉm cười nhìn qua Kiều Như Long. Kiều Như Long nói, đồng tình ngươi tao ngộ. Hứa Thuần Lương nói, ta càng đồng tình ngươi.
Kiều Như Long nói, có một số việc là không cách nào cố gắng thông qua cải biến, Diệp gia cùng chúng ta cũng không trên bản chất khác biệt, vô luận ngươi như thế nào lấy lòng Thanh Nhã, ngươi vẫn là không cách nào tiến vào cái vòng này. Hứa Thuần Lương nói, Kiều Tổng, giải phẫu về sau ngươi cải biến rất nhiều. Kiều Như Long dùng Hứa Thuần Lương lời nói mới rồi đáp lễ nói, ta một mực như thế, đó là bởi vì ngươi đối ta không đủ giải. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, chỉ sợ ngươi đối với mình cũng không phải như vậy hiểu rõ. Ánh mắt của hắn rơi vào Kiều Như Long tim, có không hiểu qua quả tim này chủ nhân. Kiều Như Long nhíu mày. Hứa Thuần Lương nói, ta đã từng nhìn qua một thì tin tức, một người tại thân mật giải phẫu về sau tính cách phát sinh cải biến, mỗi người đều có tâm ma, ngươi không khống chế được tâm ma liền sẽ khống chế ngươi. Hứa Thuần Lương nói xong dứt bỏ Kiều Như Long đi. Ngay trước Kiều Như Long bột nghênh ngang đi vào Diệp Thanh Nhã bên người, người Kiều Như Long trong lòng càng là khó chịu cái gì, ta liền muốn làm gì. Kiều Như Long cảm giác nhịp tim một trận gia tốc, hắn đối Diệp Thanh Nhã cũng không thích tình, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn không ngại, hắn cùng Diệp Thanh Nhã ly hôn sự tình cũng không lộ ra, cho nên rất nhiều người còn chưa biết, người Diệp Thanh Nhã nhiều ít cũng muốn bận tâm cảm thụ của ta, ở ngay trước mặt ta cùng một cái thanh niên khi đi hai người khi về một đôi. Người tướng ta Kiều Như Long mặt mũi đưa ở chỗ nào? Diệp Thanh Nhã nhỏ giọng nói, hắn hàn huyên với ngươi cái gì? Hứa Thuần Lương cười nói, trao đổi thư pháp. Diệp Thanh Nhã một đoán hắn liền không có nói thật, Kiều Như Long tại thư họa phương diện không có hứng thú gì. Kỳ thật Diệp Thanh Nhã đã biết Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết chia tay sự tình. Lần này tới Đông Châu còn có một cái mục đích chính là nghĩ khuyên bảo một chút hắn. Không phải nàng cũng sẽ không cùng hắn liên hệ, có thể thấy Hứa Thuần Lương về sau. Phát hiện hắn cũng không vì việc này mà tinh thần sa sút, nàng cũng liền không có chủ động đề cập chuyện này. Kiều Như Long đi tới, Thanh Nhã, ngươi đến một chút. Có việc. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, hắn nhìn Hứa Thuần Lương một chút, ý là ngươi còn đứng ở bên cạnh làm gì. Hứa Thuần Lương rõ ràng nhìn ra Kiều Như Long ghen ghét, một số thời khắc chính là kỳ quái như thế, ngươi lúc có không biết trân quý, đã mất đi ngược lại coi trọng. Hứa Thuần Lương nhớ tới vừa rồi mình nhắc nhở Kiều Như Long, Bùi Lâm trái tim kia sẽ không phải thật làm cho Kiều Như Long tính cách sản sinh biến hóa a. Hạ Uyển Oánh đi vào Hứa Thuần Lương bên người, nhìn qua trên tường bức kia Trần Tư Vương Mỹ Nữ Thiên, như có điều suy nghĩ, Hứa Thuần Lương nói, người thích bức chữ này. Hạ Uyển Oánh nhìn hắn một cái, nở nụ cười, bức chữ này có phần kiến công để. Hứa Thuần Lương nói, nguyên tác ứng là Đường Đại Thiết Đào. Hạ Uyển Oánh chuyên nghiệp là hệ lịch sử, tại lịch sử quốc học phương diện tạo nghệ rất sâu, hai con người sáng lên, nói khẽ tiết đào chữ hồng độ, đường đại nữ thi nhân, nữ nhà thư pháp. Phát minh giấy viết thư, lưu truyền đến nay, nàng chữ không gái tử mềm mại chi khí, bút lực tuấn kích. Mỗi vui viết mình sở tác thơ, ngữ cũng công, nghĩ gây nên tuấn giật, pháp thư lời răn, cho nên gọi tên. Nàng tác phẩm tiêu biểu chính là Trần Tư Vương Mỹ Nữ Thiên, hành thư, thế bút thoải mái tú giật. Đại khai đại hợp, rất có cân quắc hùng phong. Hứa Thuần Lương nói, ta may mắn gặp qua nguyên tác, bức chữ này đến hình chưa đến thần. Hạ Uyển Oánh mỉm cười nói, làm sao mà biết đâu. Hứa Thuần Lương nói, sáng tác người tại vẽ phương diện đã phi thường cao minh, mà lại nàng cũng có ý nghĩ của mình, tại tiết đào nguyên tác trên cơ sở gia nhập đại lượng phi bạch, nên là tham chiếu võ tắc thiên bút pháp. Cái gọi là phi bạch chính là tại bút họa bên trong cỗ có từng tia để lộ ra. Độ khó cực lớn, lại cực kỳ cao nhã. Phong cách huyền ước, mạnh mẽ. Trung Quốc trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên nhất là tinh thông phi bạch thư cùng đi lối viết thảo. Từng lấy phi bạch viết đại thần tính danh tiến hành ban thưởng, thư pháp tạo nghệ có thể thấy được lốm đốm. Hạ Uyển Oánh bắt đầu đối người trẻ tuổi này cũng không hề để ý, hiện tại đã hoàn toàn bị bình luận của hắn nhắc lên hứng thú, người làm sao lại có thể nhận định tác giả là từ Võ Tắc Thiên nơi đó đạt được linh cảm. Hứa Thuần Lương nói, Võ Tắc Thiên thích tạo chữ A, trong này có mấy cái chữ đều là Võ Tắc Thiên tạo nên. Hứa Thuần Lương vạch về sau, Hạ Uyển Oánh không khỏi nở nụ cười, hậu sinh khảo ý, người trẻ tuổi này thật đúng là không tầm thường, người không nói ta đều không có lưu ý đâu. Hứa Thuần Lương nói, người so với ta tốt giống cũng không lớn hơn mấy tuổi đi. Hạ Uyển Oánh mỉm cười nói, đã qua tuổi 40, người mới hơn 20 tuổi đi, người họ Hứa có đúng hay không? Vừa rồi đã nghe Diệp Thanh Nhã giới thiệu qua đây là nàng em kết nghĩa, nhưng là Hạ Uyển Oánh cũng không để trong lòng nhớ. Hứa Thuần Lương tự giới thiệu mình, Hứa Thuần Lương. Hạ Uyển Oánh nói, cũng là thư họa lĩnh vực, nàng đối Hứa Thuần Lương cũng không ấn tượng. Hứa Thuần Lương nói, ta hệ thống vệ sinh,
trước mắt tại Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện công việc. Hạ Uyển Oánh hơi kinh ngạc, hệ thống vệ sinh thế mà đối cổ văn hóa nhất là thư pháp có thể có như thế kiến giải. Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã nói chuyện cũng không thoải mái. Kiều Như Long rốt cục vẫn là không nhịn được nhắc nhở Diệp Thanh Nhã phải đề phòng Hứa Thuần Lương. Diệp Thanh Nhã không vui nói, ta đề phòng hắn cái gì? Kiều Như Long nói, Thanh Nhã, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, hôm qua hắn kề cận ngươi, hôm nay lại cùng ngươi, hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm a? Tại sao muốn xoay quanh ngươi? Diệp Thanh Nhã nói, Kiều Như Long ngươi làm sao dạng này a? Hắn là ta em kết nghĩa, hôm qua là ta gọi điện thoại để hắn tiếp ta, hôm nay cũng là ta kêu hắn tới, chính ngươi tâm lý âm u, đừng đem những người khác nghĩ đến cùng ngươi một dạng được không? Kiều Như Long nghe được tâm lý âm u bốn chữ nội tâm không khỏi một trận nhói nhói, hắn hiện tại kiêng kỵ nhất người khác nhắc lên tâm lý hai chữ này, hít vào một hơi thư hoãn một hạ cảm xúc, Thanh Nhã, chúng ta mặc dù ly hôn, nhưng chúng ta dù sao cũng là một trận vợ chồng, ta không muốn ngươi bị người lợi dụng. Diệp Thanh Nhã nói, ta bị ai lợi dụng, coi như ta bị ai lợi dụng cũng là ta cam tâm tình nguyện, với ngươi không quan hệ, chính ngươi thanh tỉnh điểm có được hay không, chúng ta bây giờ đã không có bất cứ quan hệ nào. Kiều Như Long hướng nơi xa đang cùng Hạ Uyển Oánh chậm rãi mà nói Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, ngươi nhìn một cái a, hắn am hiểu nhất chính là ăn ý độc quyền bán hàng, lợi dụng hết thảy cơ hội trèo lên trên, Tiểu Tuyết nhìn thấu hắn cho nên cùng hắn chia tay, hắn không cam tâm, cho nên lại bắt đầu có chủ ý với ngươi. Diệp Thanh Nhã mắt phượng trợn lên, Kiều Như Long, ngươi vẫn là ta đi qua nhận biết Kiều Như Long sao? Ngươi cả ngày cái gọi là lòng dạ đâu, cách cục đâu? Ta cho ngươi biết, Thuần Lương là đệ đệ ta coi hắn làm thân đệ đệ nhìn, từ giờ trở đi, ta không hy vọng ngươi ở trước mặt ta nói một câu hắn nói xấu, còn có, chúng ta như là đã tách ra liền tốt nhất đừng tạm biệt. Diệp Thanh Nhã nói xong cũng đi. Kiều Như Long có chút bất đắc dĩ, Thanh Nhã, ta còn chưa nói xong. Diệp Thanh Nhã đã không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện. Lăng Hồng Chu phát giác được giữa hai người phát sinh không nhanh, tranh thủ thời gian cười đi vào Diệp Thanh Nhã bên người. Thanh Nhã, có phải hay không Kiều Tổng chọc ngươi tức giận, cùng tỷ nói, tỷ giúp ngươi chủ trì công đạo. Diệp Thanh Nhã lạnh nhạt nói, không có gì có thể nói, có chuyện không có nói cho ngươi, ta cùng hắn đã ly hôn. Lăng Hồng Chu một mặt kinh ngạc, nàng là thật không biết, nhớ tới Kiều Như Long trước đây không lâu tai nạn xe cộ, liên quan tới kia khởi tai nạn xe cộ truyền ngôn rất nhiều. Hạ Uyển Oánh cùng Hứa Thuần Lương cũng đến đây, hai người trò chuyện có chút hợp ý, Hạ Uyển Oánh nói, Thanh Nhã. Người cái này đệ đệ nhưng khó lường. Diệp Thanh Nhã cười nói, chữ viết của hắn đến cũng rất tốt. Lăng Hồng Chu nghe được Diệp Thanh Nhã tán dương Hứa Thuần Lương thư pháp, lập tức đề nghị, để khách quý hiện trường đề tự trợ hứng, đây là sớm liền chuẩn bị xong, Diệp Thanh Nhã thư họa xong tuyệt, liền Lăng Hồng Chu vị sư tỷ này đều không thể không nhận trình độ của nàng đã vượt qua chính mình. Hạ Uyển Oánh một tay chữ nhỏ viết cũng là không sai, thông qua thư họa giao lưu tình cảm là Lăng Hồng Chu am hiểu nhất thủ đoạn. Không phải nàng cũng sẽ không cùng nhiều như vậy nhân vật trọng yếu đáp lên quan hệ, nàng đương nhiên sẽ không đem Hứa Thuần Lương để vào mắt. Diệp Thanh Nhã để Hứa Thuần Lương thay mình viết một bức chữ này liền đưa cho Hạ Uyển Oánh. Hứa Thuần Lương minh bạch Diệp Thanh Nhã dụng tâm lương khổ, đây là sáng tạo cơ hội để cho mình cùng tân nhiệm bí thư một nhà kéo vào quan hệ, Hứa Thuần Lương kỳ thật đối loại này kết giao cũng không tích cực, mình cấp bậc không đủ là một, mà lại tuần bí thư lần này biến động để hắn thấy rõ rất nhiều chuyện. Cùng tầng này cấp liên hệ chưa chắc là chuyện gì tốt. Nhất là như chính mình loại này bằng bản sự ăn cơm người, đến đâu mà còn không phải như vậy phát sáng. Nhưng là Diệp Thanh Nhã đã mở miệng Hứa Thuần Lương cũng không tốt không theo, mời Hạ Uyển Oánh đầu đề. Hạ Uyển Oánh suy nghĩ một chút nói, liền viết một thiên vương miệt mực mai. Hứa Thuần Lương không khỏi nhớ tới Mai Như Tuyết lúc trước rời đi Hồ Sơn trấn thời điểm, Hà Thủ Nhân đã từng vẽ lên một bức mực mai đồ, đưa cho nàng. Bất quá lần kia là lấy họa làm chủ đề, hôm nay mình là thư pháp, vẫn là mực mai, vừa vặn bên cạnh đã mất Mai Như Tuyết, tầm nghĩ đến đây, khó tránh khỏi sinh ra có chút phiền muộn. Hắn vê lên một chi dài phong bút lông sói, lấy xấu kim thể viết, nhà ta tẩy nghiên mực đầu cây, đóa đóa hoa nở nhạt mực ngấn. Không muốn người khen nhan sắc tốt, chỉ lưu thanh khí đầy càn khôn. Kỳ thật Hạ Uyển Oánh một mạng đề, tất cả mọi người minh bạch, nàng lấy mực mai, làm đề ý tứ. Nàng là muốn nói cho đám người, trượng phu làm quan liêm khiết thanh bạch. Hứa Thuần Lương sở dĩ lựa chọn xấu kim thể, là bởi vì xấu kim thể càng thấy khí khái, cũng bởi vì hắn cùng Diệp Thanh Nhã kết bạn cũng là từ xấu kim thể bắt đầu.
Xấu kim thể chú trọng hình chữ sắp xếp cùng chỉnh thể mỹ cảm. Tại viết lúc, không chỉ có muốn cân nhắc từng chữ mỹ cảm, còn muốn cân nhắc cả bản tác phẩm sắp xếp cùng bố cục. Nâng bút trước đó liền đã cân nhắc đến toàn cục, thông qua sáng tác người hợp lý an bài cùng tinh diệu bố cục, làm tác phẩm bày biện ra một loại siêu phàm thoát tục đẹp. Kỳ thật bất luận cái gì thư pháp cũng phải nói toàn cục và cục bộ thống nhất, nhưng là xấu kim thể ở phương diện này nghĩ phải làm cho tốt độ khó lớn hơn một chút. Hứa Thuần Lương nâng bút về sau, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Thanh Nhã từ không cần phải nói, Lăng Hồng Chu sinh ra kinh diễm chi cảm, Hạ Uyển Oánh hiện tại cảm giác như là vừa mới đã ăn xong dừng lại dầu mỡ thức ăn, hiện tại rốt cục có người cho nàng đưa lên một chén nhẹ nhàng khoan khoái giải dính trà thơm, không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng. Không thể nói Lăng Hồng Chu chữ không tốt, mà là chữ viết của nàng tượng khí 10 phần, vô luận như thế nào thuần thục, vẫn là không thoát được nhân công điêu khắc hương vị. Mà Hứa Thuần Lương thư pháp không thấy tượng khí chỉ gặp suy nghĩ lý thú, mỗi một cái lời tràn đầy thần vận Hứa Thuần Lương vận dụng ngòi bút linh động mau lẹ, bút tích gầy kình, đến gầy mà không mất đi thịt, mỗi một bút hiển thị rõ phong thái hiểu điệu. Tổ hợp lại sinh ra một loại không thể miêu tả cứng cáp vẻ đẹp. Hứa Thuần Lương phát huy vô cùng tinh tế, loại này gầy thật thoải mái lợi, bên cạnh phong như lan trúc xấu kim thể, là cần cực cao thư pháp công lực cùng hàm dưỡng. Cùng thần nhàn khí định tâm cảnh phương mới có thể hoàn thành, từng chữ đều không liên kết, nhưng kỳ quái là người vây xem lại cảm giác được từ đầu tới đuôi phảng phất có vô hình chi khí xuyên qua, không có chút nào gián đoạn. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hứa Thuần Lương dưới ngòi bút, Hứa Thuần Lương viết xong một chữ cuối cùng hiện trường vẫn lặng ngắt như tờ. Diệp Thanh Nhã hai con người phát quang, nàng đã từng nhìn qua một cái thuyết pháp, thư pháp đại thành người cho dù chữ lời không liên kết, nhưng là lẫn nhau ở giữa như có thần thông. Hứa Thuần Lương nên là đến loại cảnh giới này. Qua một hồi lâu, Hạ Uyển Oánh mới ôn nhu nói, Kiến Minh nhất định sẽ thích vô cùng. Lăng Hồng Chu mím môi, quay người nhìn thoáng qua mình treo đầy bốn phía tác phẩm, từ đáy lòng cảm thấy hổ thẹn, nàng thi triển tác phẩm tuy nhiều nhưng không có một bức thư pháp có thể vượt qua người trẻ tuổi trước mắt này, Mực Mai. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, bêu xấu, tại các vị mọi người trước mặt ta đây là múa rìu qua mắt thợ. Hạ Uyển Oánh rời đi sớm nhất. Thời điểm ra đi, mang đi này tấm Mực Mai, nàng tầm mắt rất cao, kỳ thật lúc đầu Lăng Hồng Chu cũng chuẩn bị một bức tranh chữ dự định đưa cho Hạ Uyển Oánh, nhưng là Hứa Thuần Lương xuất thủ chi về sau, nàng liền không có ý tốt lấy ra, Châu Ngọc phía trước, Mộc Khinh ở phía sau, mình tội gì làm trò hề cho thiên hạ đâu. Diệp Thanh Nhã cũng xin miễn Lăng Hồng Chu tiếp xuống mở tiệc chiêu đãi, chỉ nói giữa chưa còn có những an bài khác. Trở lại trong xe. Diệp Thanh Nhã nói, hy vọng sư tỷ ta không nên cảm thấy ta mang ngươi tới nện nàng chàng tử mới tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, ta thật không nghĩ bêu xấu, là ngươi không phải đem ta đẩy ra. Diệp Thanh Nhã đề nghị muốn đi đông sườn núi giường đá nhìn xem, Hứa Thuần Lương biết kia chỗ ngồi cách nghệ thuật quán không xa liền ở bên cạnh Ẩn Long Sơn, thế là lái xe hướng Ẩn Long Sơn chạy tới. Hạ Uyển Oánh về đến nhà, Uông Kiến Minh chính đang nấu cơm, con của bọn hắn đã đọc cao trung. Trước mắt ở lại kinh thành ký túc, phẩm học kiêm ưu, cặp vợ chồng cũng là không cần bận tâm về hắn. Uông Kiến Minh từ phòng bếp nhô đầu ra, Uyển Oánh, ta còn tưởng rằng ngươi không trở về ăn cơm. Hạ Uyển Oánh nói, giữa trưa thật nhiều người tại, ta nếu là đi tham gia cái kia bữa tiệc tránh không được xã giao, ta lại không thích, cho nên trở về. Uông Kiến Minh nói, trở về tốt, nếm thử ta làm mì sốt. Hạ Uyển Oánh cười nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới. Nha, xem thường ta à? Ta nào dám đâu, tại Đông Châu ai dám xem thường ngươi Uông Bí Thư? Uông Kiến Minh cười nói, ngươi dám, ngươi cũng có tư cách. Hạ Uyển Oánh nói, ngươi qua đây. Uông Kiến Minh nói, đúng. Hạ Uyển Oánh thần thần bí bí nói, ta đưa ngươi một kiện lễ vật, ngươi đoán xem là cái gì? Thư họa chứ sao? Hạ Uyển Oánh nói, không có ý nghĩa, ngươi liền không thể giả bộ. Uông Kiến Minh cười nói, lão phu lão thê có gì có thể trang. Người vị bạn học kia tặng cho ngươi thư họa, không phải có chuyện gì tìm ngươi à. Hắn nhìn người thấy rất chuẩn, mặc dù gặp Lăng Hồng Chu lần số không nhiều, thế nhưng là hắn đối Lăng Hồng Chu ấn tượng vô cùng bình thường, nhưng là Uông Kiến Minh tin tưởng thê tử có thể xử lý tốt những quan hệ này, cho nên hắn từ không can thiệp thê tử xã giao. Hạ Uyển Oánh nói, ngươi trước nhìn kỹ hãng nói. Uông Kiến Minh nói, không hiếm là a. Trong nhà chúng ta không phải còn có hai bức sao. Thư họa của nàng tiêu chuẩn cũng chính là trung đẳng, ta cảm thấy thư pháp còn không bằng ngươi đây. Hạ Uyển Oánh nở nụ cười, được rồi, ta có thể không sánh bằng người ta là chuyên nghiệp,
thư hiệp hội viên chính thức. Uông Kiến Minh nói, nàng viết chữ tượng khí quá đủ, quá huyễn kỹ, thiếu khuyết chân thành. Hạ Uyển Oánh nói, quái ai, người cùng quan điểm của hắn nhất trí. Ai? Uông Kiến Minh rửa sạch sẽ tay ra, tiếp nhận Hạ Uyển Oánh đưa tới bức kia chữ triển khai xem xét, lập tức bị bức chữ này hấp dẫn. Cái này thủ, mực mai, hắn quá quen thuộc, là hắn làm quan lời dân, đi qua chính hắn cũng thường xuyên viết, Hạ Uyển Oánh cũng viết qua, có hợp ý nhà thư pháp cũng đưa cho qua hắn, nhưng là chuyện xưa tất cả tác phẩm cộng lại cũng không sánh nổi cái này một bức. Uông Kiến Minh dám đoán chắc Lăng Hồng Chu là không có dạng này tiêu chuẩn, loại này khí khái chữ nhất định phải là có được khí khái người mới có thể viết được đi ra. Uông Kiến Minh nhìn một chút Lạc Khoản, lẩm bẩm nói, Hứa Thuần Lương, cái này danh tự rất quen thuộc a. Hạ Uyển Oánh nói, Mai Như Tuyết đi qua bạn trai. Uông Kiến Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ ra rồi, lúc trước Kiều Uông hai nhà thông gia, không cũng là bởi vì tiểu tử này cho quấy nhiễu sao. Hạ Uyển Oánh nói, ta hôm nay mới tính nhìn thấy chân nhân, một cái tương đương xuất sắc người trẻ tuổi, khó trách Mai Như Tuyết sẽ thích được hắn. Nàng từ Uông Kiến Minh trên thân cởi xuống tạp dề hệ trên người mình. Uông Kiến Minh nói xong ta nấu cơm. Hạ Uyển Oánh nói, có ta ở đây, ngươi vẫn là ít tiến phòng bếp, khói dầu vị nghe nhiều dễ dàng ảnh hưởng phán đoán của ngươi lực, ta chú ý tiểu gia, Uông Bí Thư chú ý mọi người. Uông Kiến Minh cười nói, ngươi làm sao gặp được cái này Hứa Thuần Lương. Hạ Uyển Oánh nói, chuyện này nói rất dài dòng, Diệp Thanh Nhã dẫn hắn đi, còn có A, hôm nay Kiều Như Long cũng đi qua. Ta luôn cảm thấy trong này có chuyện, ngươi sẽ không cảm thấy ta bát quái à. Ta liền thích nghe ngươi bát quái. Hứa Thuần Lương mang theo Diệp Thanh Nhã đi vào ẩn Long Sơn chân núi phía tây đông sườn núi Dường Đá, tương truyền Tô Đông Pha từng say nằm khối đá này, cho nên gọi tên. Tại rộng 30 mét, cao 5 mét sườn đồi trên vách đá có khắc hai tổ 34 phương đề khắc. Tổ thứ nhất tại một khối dài 3 mét, rộng 1 mét 8, dày 1 mét 3 thiên nhiên trên bình đài có khắc Dường Đá hai chữ. Tương truyền tảng đá kia chính là Tô Thức say nằm chỗ, bên cạnh đoạn trên vách đá dựng đứng khắc Tô Thức trèo lên ẩn Long Sơn thơ các loại cửu phương. Tổ thứ hai đề khắc kế 25 phương, là Minh Thanh thời kỳ đề khắc, Diệp Thanh Nhã sau khi xem xong có loại nghe danh không bằng gặp mặt cảm giác, cảm khái nói, những hình khắc đá này còn không bằng Độ Vân Tự Thông Huệ Đại Sư chỗ khắc. Hứa Thuần Lương nói, cũng không thể nói như vậy, vẫn còn có chút lịch sử giá trị. Diệp Thanh Nhã chỉ vào gối thạch nằm mây kia bốn chữ lớn nói, bốn chữ này coi như có chút hương vị. Hứa Thuần Lương nói, khoa trương một chút, cái này Đà Long Sơn chính là cái sườn núi nhỏ, gối thạch là không hề nghi ngờ, nhưng nằm mây gì từ nói đến. Diệp Thanh Nhã nói, nổi danh nhất không ai qua được Trương Quý Siêu gối thạch nằm mây, nói lên người này ngươi khả năng không biết, nhưng là con của hắn phi thường nổi danh, là Kim Bình Mai tiểu thuyết lời bình nhà Trương Trúc Pha. Hứa Thuần Lương cười nói, ta chỉ nghe nói qua Kim Bình Mai, là chữ danh hạn chế cấp tiểu thuyết. Diệp Thanh Nhã có chút oán trách nhìn hắn một cái nói, Trương Trúc Pha bình điểm Kim Bình Mai chủ yếu cống hiến chính là vạch Kim Bình Mai, là đệ nhất kỳ thư, mà không phải dâm thư, là phẫn thế chi tác, bóc lộ quan lại thân hào mục nát sa đọa, lên án mạnh mẽ tài cùng sắc tội ác, đồng tình tầng dưới chót nhân vật cực khổ, có nhất định tư tưởng ý nghĩa cùng nhận biết giá trị, khẳng định Kim Bình Mai, mỹ học giá trị cùng nghệ thuật đặc sắc. Từ đó xác lập làm nước ta tứ đại kỳ thư đứng đầu địa vị. Hắn cho rằng, phàm nhân vị Kim Bình, là dâm thư người, chắc hẳn y dừng biết nhìn dâm chỗ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ vẫn thật không nghĩ tới Diệp Thanh Nhã đối Kim Bình Mai nghiên cứu sâu như thế. Diệp Thanh Nhã cùng hắn bốn mắt đụng vào nhau, gương mặt xinh đẹp không khỏi nóng lên, ngươi nhìn ta nhìn cái gì. Hứa Thuần Lương nói, ta là bội phục Thanh Nhã tỉ hiểu được thật nhiều. Diệp Thanh Nhã trong lòng tự nhủ tiểu tử này nghĩ đi nơi nào. Kỳ thật cũng trách chính mình, hảo hảo cùng hắn trò chuyện cái gì Kim Bình Mai, biết rõ Hứa Thuần Lương không có hướng chỗ tốt nghĩ, cũng không thể nói toạc, tranh thủ thời gian đổi chủ đề nói, ta nhưng không đảm đương nổi. Lúc này Hạ Uyển Oánh gọi điện thoại tới, lại là Uông Kiến Minh biết được Diệp Thanh Nhã tới, mời nàng buổi tối tới trong nhà tụ lại, còn đặc địa đưa ra để nàng tướng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ mời đến. Diệp Thanh Nhã ý nghĩ đầu tiên là xin miễn. Bất quá nhìn thấy Hứa Thuần Lương lại đổi chủ ý, Uông Kiến Minh hiện tại là Đông Châu người đứng đầu, mình hỗ trợ đáp cầu dắt mối để Hứa Thuần Lương cùng hắn gặp mặt một lần đối Hứa Thuần Lương rất có chỗ tốt. Diệp Thanh Nhã tướng chuyện này nói cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương minh bạch nàng dụng tâm lương khổ, Diệp Thanh Nhã mặc dù không phải thể chế bên trong người, nhưng là xuất thân của nàng quyết định độ cao của nàng, nàng trời sinh liền biết được như thế nào lợi dụng chính trị tài nguyên,
để Hứa Thuần Lương cảm động là, nàng tướng loại này tài nguyên không ràng buộc sách cung cấp cho mình. Kiều Như Long lúc này liền đứng tại Ẩn Long Sơn đỉnh núi, từ nơi này hướng bắc quan sát Đông Châu Viện Bảo tàng, bên cạnh hắn có Văn Lữ Cục hai vị lãnh đạo chủ yếu cùng đi. Cục trưởng Lý Ngọc Sơn chỉ vào phương bắc nói, Kiều Tổng mời xem, dưới núi chính là Đông Châu Viện Bảo tàng cùng Càn Long Hành Cung, cùng Ẩn Long Sơn ở giữa có một đầu đồ vật đường, đầu này đồ vật đường tướng hai cái cảnh khu cắt đứt ra, chúng ta đề nghị là đào móc một đầu hạ mặc đường hầm, ở phía trên kiến thiết quảng trường, chữa trị bộ phận ngọn núi, tướng tam đại cảnh khu liên hệ tới. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, cái phương án này hay là vô cùng có thể được, Đông Châu cảnh điểm quá mức giải rác giống như từng khỏa tản mát Minh Châu, nhất định phải tìm tới một sợi dây tướng những này cảnh điểm bắt đầu xuyên. Tiếu Đông nói, đường hầm sự tình luận chứng thật nhiều lần, chủ yếu là cân nhắc đến tại viện bảo tàng phía tây có hán đại mỏ đá di chỉ. Kiều Như Long nói, cái này không là vấn đề, kiến thiết cùng bảo hộ đồng bộ tiến hành, tận lực tránh đi di chỉ phạm vi. Lý Ngọc Sơn nhìn Tiếu Đông một chút có chút trách cứ hắn ngay tại lúc này nói ra loại này không đúng lúc vấn đề, trong thành phố thật vất vả mới mời tới hoa đầu trợ lực Đông Châu Văn Lữ, tuyệt đối đừng bị khả năng tồn tại khó khăn dọa chạy. Lý Ngọc Sơn nói, lại hướng bắc là đường dành riêng cho người đi bộ, Trạng Nguyên đường phố, Ẩn Long ổ, cổ thành tường hướng bắc công an lâu năm cục chỗ ấy quá khứ là miếu thành hoàng, về sau là gác chuông, văn miếu, hoàng lâu, cổ hoàng hà. Kiều Như Long nói, chân chính cổ kiến trúc còn thừa lại vài tòa. Tiếu Đông ăn ngay nói thật, Trạng Nguyên trên đường còn có không ít cổ trạch, Ẩn Long ổ là về sau xây lại giả cổ kiến trúc, cổ thành tường chỉ còn lại một đoạn nhỏ, miếu thành hoàng nơi đó đã san thành bình địa, gác chuông vẫn còn. Văn miếu chỉ còn lại chủ thể đại thành điện, hoàng lâu cũng là xây lại. Kiều Như Long nói, còn thừa không nhiều lắm, trùng kiến Đông Châu văn mạch, công trình này cũng không nhỏ a. Lý Ngọc Sơn nói, cho nên nhất định phải hoa đầu dạng này thực lực hùng hậu xí nghiệp nhà nước tới làm chúng ta mới yên tâm. Kiều Như Long cười hỏi bọn hắn, các ngươi xem trọng Đông Châu du lịch sao? Hai vị Văn Lữ cục lãnh đạo bị hỏi đến sững sờ, sau đó lại không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Kiều Như Long nói, chỉ sợ ngay cả mình cũng không tin đi. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra lợi dụng dài tiêu phóng đại một chút đầu này bị cắt đứt văn mạch, lại lần nữa thu nhỏ. Hướng Tây nhìn lại. Lý Ngọc Sơn nói, nơi xa kia sóng cả mênh mông chính là Ẩn Long Hồ. Kiều Như Long cũng không cho rằng Ẩn Long Hồ xứng đáng sóng cả mênh mông bốn chữ, cầm điện thoại di động lên chụp mấy bức, bỗng nhiên hắn dừng lại, chuyển tới dài tiêu, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện hai cái thân ảnh. Mặc dù cũng không thanh tích, nhưng là hắn vẫn có thể nhận ra là Diệp Thanh Nhã cùng Hứa Thuần Lương. Không biết là Đông Châu quá nhỏ vẫn là vận mệnh cố ý an bài để hắn thấy cảnh này, Kiều Như Long nội tâm ngũ vị tạp trần, hắn vốn cho là mình sớm đã buông xuống, nhưng bây giờ mới ý thức tới, buông xuống hai chữ này nói cho dễ, làm rất khó khăn, hắn đánh giá thấp mình lòng ham chiếm hữu. Lần này cùng Diệp Thanh Nhã cùng một chỗ đến nhà bái phỏng, Hứa Thuần Lương lựa chọn tay không. Đến một lần hắn cùng Uông Kiến Minh cũng chưa quen thuộc, thứ hai có mực mai phía trước, bức kia chữ theo một ý nghĩa nào đó đã trở thành nước cờ đầu, chắc hẳn sẽ cho thư ký mới lưu lại một cái tương đương ấn tượng khắc sâu. Hứa Thuần Lương đối vị này tân nhiệm bí thư cũng không hiểu rõ, cũng không rõ ràng hắn vì sao muốn chủ động đưa ra thấy mình. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì đối với mình thư pháp thưởng thức? Diệp Thanh Nhã nguyên bản định hôm nay hồi kinh, bởi vì Uông Kiến Minh mời đặc địa hướng về sau từ chối một ngày. Hạ Uyển Oánh vẫn luôn thích vô cùng Diệp Thanh Nhã, hai người bọn họ đều là ưa thích tính người, tới một mức độ nào đó, các nàng ủng có nhất định điểm giống nhau, cùng thể chế liên hệ rất sâu, nhưng là các nàng lại lý trí vẫn duy trì khoảng cách, nhưng là Hạ Uyển Oánh biểu hiện tại bên ngoài muốn so Diệp Thanh Nhã nhu hòa rất nhiều. Mở cửa là Uông Kiến Minh, nhìn thấy ngoài cửa Diệp Thanh Nhã cùng Hứa Thuần Lương, Uông Kiến Minh cười nói, Tiểu Nhã, người đến Đông Châu tại sao có thể qua gia môn mà không vào đâu? Uông Kiến Minh thể chế kiếp sống là từ đảm nhiệm Diệp Sương Nguyên thư ký bắt đầu, từ một điểm này đi lên nói, Diệp Sương Nguyên là lão sư của hắn, Diệp Thanh Nhã lúc còn rất nhỏ hắn liền nhận biết. Diệp Thanh Nhã nói, Kiến Minh ca, còn không phải lo lắng quấy rầy đến ngươi công việc. Uông Kiến Minh hướng Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Hứa Thuần Lương, ta đã sớm nghe nói qua ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, Uông bí thư tốt, hy vọng ta chút danh mỏng không có để người cảm thấy thất vọng. Uông Kiến Minh nghiêng người đem bọn hắn nhường đi vào, ta nghe qua không ít chuyện của ngươi, ngươi là Thanh Nhã đệ đệ, chúng ta chính là người một nhà, đến chỗ của ta không muốn câu thúc. Câu nói này cho thấy hắn biết Hứa Thuần Lương cùng Diệp gia quan hệ. Hạ Uyển Oánh từ trong phòng bếp đi ra,
chào hỏi bọn hắn ngồi xuống trước uống trà, mình bây giờ liền bắt đầu xào rau. Hứa Thuần Lương hiển nhiên không nghĩ tới nhà của bọn hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt, không biết Uông Kiến Minh bản thân thích cuộc sống như vậy hay là bởi vì hắn muốn kiến tạo dạng này điệu thấp người thiết. Diệp Thanh Nhã chủ động đi hỗ trợ, lần này liền biến thành Uông Kiến Minh cùng Hứa Thuần Lương nói riêng. Uông Kiến Minh mời Hứa Thuần Lương ngồi xuống, cho hắn ngâm chén hoa nhài. Hứa Thuần Lương phát hiện Uông Kiến Minh trên sinh hoạt phi thường tùy ý, hắn cũng cùng Chu thư ký đơn độc uống qua trà. Chu thư ký uống trà vẫn là giảng cứu, nhưng là Uông Kiến Minh không giống, hắn uống đến chính là phổ thông trương nhất nguyên, chừng trăm khối một cân giá vị, cũng không có chuyên dụng đồ uống trà. Uông Kiến Minh nói, lần này đem ngươi mời đi theo có chút mạo muội. Hứa Thuần Lương nói, Uông bí thư quá khách khí, lấy Uông Kiến Minh thân phận bây giờ, Đông Châu không biết nhiều ít người xếp hàng chờ lấy bị hắn triệu kiến, nếu như không phải Diệp Thanh Nhã nguyên nhân. Mình căn bản không có cùng hắn ngồi tại cùng một chỗ nói chuyện trời đất cơ hội. Uông Kiến Minh nói, chúng ta đều không cần khách khí, ta vừa tới đến Đông Châu công việc, đối Đông Châu còn ở vào một cái tìm tòi quen thuộc quá trình, ta cũng không gạt ngươi, ta nghe nói ngươi một ít chuyện, Đông Châu Văn Lữ Cục Phương Bột cũng hướng ta phản ứng, ngươi là Đông Châu Văn Lữ công tác phát triển làm ra không nhỏ cống hiến, lần này biến động, đối ngươi nhiều ít vẫn là có chút không công bằng. Một phen đem Hứa Thuần Lương nội tâm nói đến ấm áp. Hứa Thuần Lương ngoài miệng không quan tâm, nhưng là lần này Đông Châu Văn Lữ Cục biến cố vẫn là để hắn có chút tâm lạnh, hắn chưa hề đều không cho là mình làm sai. Uông Kiến Minh lời nói này tương đương còn đưa hắn một cái trong sạch, đồng thời còn giống như tiết lộ một cái tin tức, Uông Kiến Minh cũng không có toàn bộ phủ định Đông Châu Văn Lữ trước đây công việc. Hứa Thuần Lương nói, Uông Bí Thư, chỉ cần Đông Châu Văn Lữ kiến thiết có thể có được phát triển, cá nhân ta thụ điểm ủy khuất không tính là gì. Ta đối công việc bây giờ an bài cũng phi thường hài lòng. Uông Kiến Minh nở nụ cười, tuổi quá trẻ, ý chí vẫn là rất rộng lớn, kỳ thật người tại lúc còn trẻ nhiều gặp được điểm ngăn trở là chuyện tốt, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy nhận được ngăn trở so ngươi muốn bao nhiêu. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lời này võ đoán, ngươi biết ta kinh lịch cái gì? Nói ra ngươi khẳng định khó có thể tin. Uông Kiến Minh nói, ngươi trước mắt tại đơn vị nào? Hứa Thuần Lương đem tình huống của mình nói rõ một chút. Từ Uông Kiến Minh chủ động tuân hỏi mình tình huống công tác đến xem, Diệp Thanh Nhã khẳng định giúp chính mình nói chuyện, mình cũng không muốn làm gì thư ký công việc, mà lại mình cấp bậc cũng không đủ, Hứa Thuần Lương đối tự thân nhận biết vẫn là thanh tình, hắn là cái tùy tính quen người, không thích hợp xử lý loại này cao chú ý độ công việc. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Uông Kiến Minh, thế nhưng là cũng có thể cảm giác được hắn làm việc phi thường trầm ổn, lấy tính cách của hắn đại khái suất sẽ không đặc biệt bắt đầu dùng chính mình. Uông Kiến Minh nghe được rất chân thành, gật đầu nói, chữa bệnh giáo dục quan hệ đến cơ bản dân sinh, bất kỳ cái gì thời điểm đều là chúng ta công tác quan trọng nhất. Hứa Thuần Lương thừa cơ đem xích đạo vốn liếng đã đạt thành sơ bộ mục đích đầu tư bọn hắn tổng hợp bệnh khu sự tình nói, trông cậy vào bệnh truyền nhiễm viện đám kia lãnh đạo từng bậc báo cáo, chờ đến Uông Kiến Minh cái này một cấp không biết muốn tới lúc nào. Uông Kiến Minh trước mắt còn không biết tin tức này, biểu thị mình sẽ chú ý việc này. Gần nhất Đông Châu chữa bệnh hệ thống vấn đề không nhỏ, vấn đề lớn nhất chính là Hoa Niên nợ nần gây dựng lại thất bại, bởi vì Hoa Niên tập đoàn trong tay nắm giữ Trường Hưng 80% cổ quyền. Trường Hưng Bệnh viện là Đông Châu chữa bệnh công tư hợp doanh thí điểm, hiện tại hạng mục này gặp phải nguy hiểm to lớn, tại phong hiểm hóa giải trước đó, Uông Kiến Minh cũng không dám tùy tiện thúc đẩy một cái mới hạng mục. Uông Kiến Minh vợ chồng cái này bỗng nhiên ra yến mặc dù không gọi được phong phú, đều là hai người bọn họ vợ chồng liên thủ chế tác. Đông Châu trước mắt ủng có đãi ngộ như thế không có một cái nào. Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã tổng cộng ngây người 2 giờ, rời đi thời điểm Hạ Uyển Oánh đem bọn hắn đưa xuống lầu dưới, nhìn lấy bọn hắn khởi động ô tô rời đi mới quay người. Hứa Thuần Lương đêm nay giọt rượu không dính, chủ yếu là Uông Kiến Minh không uống rượu, chuyển hướng Diệp Thanh Nhã, thấy được nàng trên mặt mệt mỏi, nhớ tới nàng nói qua tối hôm qua ngủ không ngon sự tình, Thanh Nhã tỷ, ta đưa ngươi về khách sạn. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương cảm thấy được nàng cảm xúc có chút xa xút, cẩn thận về suy nghĩ một chút, bọn hắn đi Uông Kiến Minh trong nhà thời điểm nàng còn rất tốt, hẳn là Hạ Uyển Oánh tại trong phòng bếp cùng nàng đơn độc ở chung lúc nội dung nói chuyện ảnh vang đến tâm tình của nàng. Tướng Diệp Thanh Nhã đưa đến Vạn Hào, Diệp Thanh Nhã cùng hắn tạm biệt về sau xuống xe rời đi, rõ ràng có chút không quan tâm, đâm vào một gọi điện thoại nam tử trên thân, nam tử kia cũng không có lưu ý đường xá, bởi vì lần này xông đụng, điện thoại thất thủ rơi trên mặt đất. Hắn lập tức phát hỏa. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy mình gây họa, hoảng hốt vội nói xin lỗi, thật xin lỗi.
Tên nam tử kia trực lăng lăng nhìn qua Diệp Thanh Nhã, lúc đầu muốn nổi giận, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Thanh Nhã mỹ mạo, lập tức tướng nói cho nuốt trở vào, cũng may mắn hắn không có mắng chửi người, không phải hôm nay khẳng định phải chịu một trận đánh đau. Hứa Thuần Lương kịp thời xuất hiện tại Diệp Thanh Nhã bên người, khom người tướng điện thoại của đối phương nhặt lên, màn hình điện thoại di động quẳng rách ra. Hứa Thuần Lương nói, điện thoại bao nhiêu tiền ta bồi ngươi. Tên nam tử kia đưa tay đưa di động tiếp tới, kiểm tra một chút, chỉ là cương hóa mảng nát, điện thoại không có vấn đề gì. Diệp Thanh Nhã nói, bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi. Nam tử nói, quên đi thôi, không có nhiều tiền. Con mắt vẫn trực câu câu nhìn qua Diệp Thanh Nhã. Hứa Thuần Lương trong lòng không vui, móc ra 200 khối tiền đưa cho hắn, đi thiếp cái mảng đi, còn lại coi như ta mời ngươi uống trà. Nam tử nhiều hứng thú nhìn qua Hứa Thuần Lương, không cần. Lúc này có hai người chạy tới. Trung ca, có chuyện gì sao? Nam tử lắc đầu, hướng Diệp Thanh Nhã cười nói, về sau đi đường cẩn thận một chút. Hắn hướng khách sạn đại đường đi đến, hộ tống hắn hai người tiếp cận Hứa Thuần Lương, trong ánh mắt tìm không đến bất luận cái gì thiện ý. Hứa Thuần Lương lưu ý đến hai người mặc dù đều mặc áo sơ mi, thế nhưng là vẫn không có che khuất mu bàn tay hình xăm. Diệp Thanh Nhã áy náy nói, là ta không cẩn thận cho ngươi thêm phiền toái. Hứa Thuần Lương cười nói, không có việc gì, bất quá trực giác nói cho hắn biết mình ba người này đều không phải là hiền lành gì. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi trở về đi. Hứa Thuần Lương nói, được rồi, Thanh Nhã tỷ. Có việc. Hứa Thuần Lương nói, nhà ta liền ở tại phụ cận, hiện tại thời gian còn sớm, đi nhà ta thăm một chút. Diệp Thanh Nhã sửng sốt một chút, mặc dù thời gian chỉ là 8 giờ tối, có thể đi nhà hắn giống như có chút không thích hợp. Hứa Thuần Lương nói, lên xe đi. Diệp Thanh Nhã trong lòng do dự một chút, vẫn là lên xe. Hứa Thuần Lương kỳ thật vừa rồi thấy phi thường rõ ràng, tên kia gọi điện thoại nam tử là cố ý cắt vào Diệp Thanh Nhã lộ tuyến, nói cách khác lần này ngoài ý muốn cũng không phải là ngẫu nhiên, bao quát về sau hai người, bọn hắn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Hứa Thuần Lương sở dĩ để Diệp Thanh Nhã lên xe, cũng là vì an toàn của nàng suy nghĩ, hắn vốn không muốn tướng phát hiện của mình nói cho Diệp Thanh Nhã, để tránh quấy nhiễu đến nàng. Nhưng Diệp Thanh Nhã cũng cảm giác được một tia không ổn, sau khi lên xe nhỏ giọng nói, có chuyện. Hứa Thuần Lương lắc đầu. Diệp Thanh Nhã nói, vừa rồi ba người kia đều không giống người tốt. Nàng mặc dù không chú ý chuyện ngoại giới, cũng không có nghĩa là nàng đối quanh mình hết thảy khuyết thiếu nhận biết, một cái chuyên công thư họa người bản thân đối với ngoại giới liền ủng có vượt qua người ta một bậc sức quan sát, giỏi về bắt giữ chi tiết. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Diệp Thanh Nhã nói, thế giới này quá phức tạp, ta chỉ muốn sống được đơn giản một chút. Hứa Thuần Lương nói, cái này dễ thôi, có phiền phức một mực giao cho ta. Diệp Thanh Nhã nở nụ cười, Thuần Lương, người câu nói này ta nhưng nhớ kỹ. Diệp Thanh Nhã còn là lần đầu tiên đi vào Hứa gia, lần trước tại Đông Châu thời điểm, nàng trên cơ bản đều là tại bệnh viện, phát sinh chuyện như vậy, cái nào có tâm tư đi thân thăm bạn. Lần này trở về, đối Đông Châu tòa thành thị này mới có bước đầu nhận biết. Làm sao, chỉ một mình ngươi ở nhà. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, gia gia của ta đi kinh thành thăm viếng bạn cũ, chờ ta cuối tháng đi tập bên trong học tập, thuận đường mà đem hắn cùng một chỗ tiếp trở về. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, ở trên ghế salon ngồi xuống, Hứa Thuần Lương cho nàng rót chén hồng trà trợ ngủ. Diệp Thanh Nhã trong lòng thầm nghĩ, cô nam quả nữ chung sống một phòng giống như không quá phù hợp đi. Hứa Thuần Lương cân nhắc đến điểm này, hắn để Diệp Thanh Nhã yên tâm ở, quay đầu mình đi ra ngoài ở, Trường Thiện bệnh viện có là địa phương. Diệp Thanh Nhã nói khẽ, không có chuyện, ta có cái gì tốt không yên lòng, nhà các ngươi như thế tập thể một người ở còn có chút sợ chứ. Nói xong ý thức được cái gì, nhấp một ngụm trà đổi chủ đề nói, ta vốn đang lo lắng Tiểu Tuyết sự tình sẽ đối với ngươi đả kích rất lớn. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không thể bởi vì việc này đi chết, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Thế giới của ta không chỉ Tiểu Tuyết một cái. Diệp Thanh Nhã nhìn Hứa Thuần Lương một chút, lời này có thể dung dễ gây nên nghĩa khác. Hứa Thuần Lương nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta đặc biệt vô tình à. Diệp Thanh Nhã nói, ta có tư cách gì nói ngươi. Kỳ thật ta cùng Tiểu Tuyết cũng có giống nhau địa phương. Hứa Thuần Lương nói, lợi ích của gia tộc đặt ở vị thứ nhất. Diệp Thanh Nhã thở dài nói, ta tin tưởng Tiểu Tuyết cũng không muốn làm ra lựa chọn như vậy. Nàng vẫn là thích ngươi, Thuần Lương, có câu nói ta vốn không nên hỏi, lấy tính cách của ngươi,
không phải cái xem thường từ bỏ người, vì sao không còn cứu vãn một chút đâu. Hứa Thuần Lương nói, Tiểu Tuyết là cái lý trí người, nàng làm ra lựa chọn như vậy trước đó nhất định trải qua thận trọng cân nhắc, ta không muốn lại cho nàng áp lực. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, dưa hái xanh không ngọt, tôn trọng đối phương liền nên học sẽ buông tay, mình cùng Kiều Như Long ly hôn, cũng coi là lẫn nhau buông tha. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, Kiều Như Long có hay không nếm thử cứu vãn qua đoạn hôn nhân này? Diệp Thanh Nhã lắc đầu, trầm mặc một hồi mới nói, lẫn nhau buông tay chưa nếm không là một chuyện tốt, kỳ thật ta mấy năm nay đều tại lừa gạt mình, chứa ra bản thân rất hạnh phúc, tổng kết chúng ta 5 năm hôn nhân chính là một giấc mộng dài, may mà ta tỉnh táo lại. Hứa Thuần Lương nói, sớm nghỉ ngơi một chút a ngươi cố gắng nhịn, ngày mai con mắt lại muốn sưng lên. Diệp Thanh Nhã nói, được rồi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thuần Lương tướng Diệp Thanh Nhã đưa về khách sạn, Diệp Thanh Nhã một đêm này ngủ được vô cùng an tâm, nàng là sáng hôm nay đường sắt cao tốc. Hứa Thuần Lương bởi vì hẹn Nam Giang Ngân hàng Đông Châu chi hành hoạt động tín dụng chủ nhiệm Hình Vĩnh Tiến đàm chuyện vay, cho nên an bài Đinh Tứ phái xe đưa Diệp Thanh Nhã đi đường sắt cao tốc đứng. Hứa Thuần Lương sự tình Đinh Tứ luôn luôn xem như hạng nhất đại sự đến xử lý, tự mình lái Mercedes tới tặng người. Hứa Thuần Lương đi vào bệnh truyền nhiễm viện mới viện cánh đồng thời điểm, Phó Viện trưởng Phan Tuấn Phong đã đến, hắn không có ăn điểm tâm, tại phòng ăn công nhân uống vào mã rán gặm khô dầu, nhìn xem rất tiếp địa khí, không có gì lãnh đạo cái tử. Hứa Thuần Lương đến về sau, bệnh truyền nhiễm viện cấp lãnh đạo lớn nhất biến động chính là Phan Tuấn Phong cùng Nghiêm Hồi Ý ở giữa buông xuống đối lập, hai người hợp tác đến thế mà cũng không tệ lắm. Nguyên nhân chủ yếu là Phan Tuấn Phong nhận rõ hiện thực, cùng Nghiêm Hồi Ý làm nội đấu. Không bằng chân thật đem mới viện dựng lên, hắn còn trẻ, nền vững chắc cơ sở, làm ra thành tích, viện trưởng vị trí sớm tối đều là hắn. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới Phan Tuấn Phong hô, Thuần Lương, ăn cơm chưa? Cùng đi điểm, cái này mã rán quá địa đạo. Hứa Thuần Lương cười nói, ăn no rồi, làm sao đến như vậy sớm a? Phan Tuấn Phong nói, cái này không thần tài muốn tới nha, chúng ta phải biểu hiện ra một chút thành ý. Mặc dù Xích Đạo vốn liếng nguyện ý đầu tư bọn hắn tổng hợp bệnh khu, nhưng là từng đạo phê duyệt chương trình đi xuống không biết ngày tháng năm nào, hiện tại bệnh viện nội bộ tạo thành ý kiến thống nhất, quyết định hai cái đùi đi đường, vẫn là đem bệnh truyền nhiễm khu kiến thiết đặt ở vị thứ nhất, trước tiên đem công trình làm lại nói, chỉ cần nền tảng đánh xuống, mảnh đất này chính là bọn họ, Rome không phải một ngày xây thành, sự tình gì đều phải có mới bắt đầu. Dựa vào tài chính cấp phát, tăng thêm bệnh viện chương mục tiền, lại xin cho vay. Bệnh truyền nhiễm chuyên khu kiến thiết hẳn là không có vấn đề gì. Cho vay phương diện Phan Tuấn Phong đi qua cũng nói qua mấy nhà quốc tự hào ngân hàng, nhưng cái này mấy nhà tại đối bệnh truyền nhiễm viện tiến hành ước định về sau, hoặc là treo lên thái cực, hoặc là rút nhỏ bọn hắn cho vay hạn mức, ở loại tình huống này hạ Hứa Thuần Lương mới liên hệ Hình Vĩnh Tiến. Hình Vĩnh Tiến đi vào Đông Châu về sau Hứa Thuần Lương chuyên môn an bài cho hắn bày tiệc mời khách, về sau bọn hắn liền chưa thấy qua. Hình gia đối Hứa Thuần Lương kia phần ân tình coi như lại lâu không liên hệ cũng sẽ không quên, trước đây không lâu Hứa Thuần Lương vì bệnh truyền nhiễm viện cánh đồng đổi thành sự tình tìm được Hình Văn Hổ không nói hai lời liền ra mặt giúp hắn giải quyết. Lần này cùng Hình Vĩnh Tiến nhắc lên chuyện vay, Hình Vĩnh Tiến cũng đáp ứng tương đương thống khoái, chỉ cần thủ tục đầy đủ, tại quyền hạn của hắn bên trong khẳng định cho đến hạn mức cao nhất. Đơn từ một điểm này đi lên nói, người ta hai người làm việc phong cách vẫn là rất giống. Hứa Thuần Lương lúc đầu đưa ra phái xe tiếp Hình Vĩnh Tiến, nhưng Hình Vĩnh Tiến nói mình có xe không khéo chính là, thông hướng mảnh đất này con đường còn không có hoàn toàn xây xong, Hình Vĩnh Tiến tẩu điện không cẩn thận rơi vào trong khe. Hứa Thuần Lương nghe nói về sau, mở ra công trường một cỗ trường thành bì tạp đi qua xe kéo, Phan Tuấn Phong cũng vội vàng đi theo, chờ đến lúc đó xem xét, Hình Vĩnh Tiến lái là một chiếc xe ác đanh cá heo, chiếc xe này là lão bà của hắn B1. Hứa Thuần Lương tiến tới nhìn thấy kia hố cũng không sâu căn bản không cần thiết xe kéo, để Hình Vĩnh Tiến đi lên mở, hắn ở phía sau đẩy một cái, liền đem xe nhỏ cho đẩy đi ra. Hình Vĩnh Tiến đem xe mở ra hố về sau, tại trên đường bằng ngừng lại, đẩy cửa xe ra xuống tới vui mừng mà nói, vẫn là ngươi lợi hại, dễ dàng liền đem xe đẩy ra tới. Hứa Thuần Lương nói, ngươi xe này cũng quá nhỏ điểm, ta một tay nâng lên đến cũng không có vấn đề gì. Hắn nói đúng nói thật. Bất quá không ai tin tưởng. Hình Vĩnh Tiến cười nói, cổ có Lý Thiên Vương nâng tháp, hiện có Hứa chủ nhiệm nắm xe. Ba người cùng một chỗ nở nụ cười.
Phan Tuấn Phong đi qua hướng Hình Vĩnh Tiến vươn tay ra, Hình chủ nhiệm ngài tốt, ta là Phan Tuấn Phong. Hứa Thuần Lương nói cho Hình Vĩnh Tiến đây là bọn hắn phó viện trưởng, Hình Vĩnh Tiến cùng Phan Tuấn Phong nắm tay, cười nói cho các ngươi thêm phiền toái. Phan Tuấn Phong nói, chỗ này quá phơi, chúng ta đi công trường nói. Lúc này đằng sau tới một cỗ nhanh đi thi đấu nghĩ D90, Hứa Thuần Lương đi qua chưa thấy qua xe này, cảm giác ngoại hình rất dọa người, xem xét là bổng tử xe, cũng liền không có hứng thú, chuẩn bị lên xe rời đi thời điểm, nghe được có người tại kêu tên của hắn, Hứa Thuần Lương. Tại sao là ngươi a? Phụ xe cửa sổ rơi xuống, lộ ra một trương như hoa như ngọc mỹ nhân mặt, Hứa Thuần Lương nhận ra là Bạch Lan, cảm giác có chút không gian rối loạn, nàng làm sao lại xuất hiện tại Đông Châu, còn xuất hiện tại trước mắt vừa ở vào khai phát giai đoạn già khu mỏ quặng. Theo lý thuyết nàng không phải nên tại bán đảo ăn đồ chua uống rượu trắng sao? Liên tưởng tới Mặc Hàm trước đây không lâu nói lên Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình, lập tức cảnh giác. Phan Tuấn Phong còn chưa lên xe, ngày đó Mặc Hàm tới thời điểm toàn thân áo đen, hôm nay tới vị này là áo trắng như tuyết, điểm giống nhau là hai người đều là mỹ mạo xuất chúng. Hứa Thuần Lương nhận biết mỹ nữ thật nhiều, vẫn là tuổi trẻ tốt, bất quá mình coi như lúc còn trẻ cũng không có Hứa Thuần Lương nữ nhân như vậy duyên. Hứa Thuần Lương nhếch miệng cười một tiếng, thật đúng là đủ xảo. Chiếc xe kia tại khoảng cách Hứa Thuần Lương chừng 2 mét địa phương dừng lại, Bạch Lan dẫn đầu xuống xe, tùy theo xuống xe là một vị lái xe nam tử kia mặt vuông bằng đeo kính đen, dáng người thẳng tắp, khí thế bức người, quan cửa xe thời điểm lực đạo có chút lớn, phát ra bồng một tiếng. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ con hàng này ai vậy, đây là muốn theo ta chứng minh xe của ngươi cửa chất lượng quá cứng vẫn là trong lòng đối ta có khí. Bất quá nhìn ăn mặc hẳn không phải là phổ thông lái xe. Bạch Lan chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Hứa Thuần Lương cùng với nàng nắm tay, cùng mỹ nữ nắm tay Hứa Thuần Lương từ trước đến nay là lo liệu lấy không cự tuyệt, không chủ động nguyên tắc, Bạch Lan tay trơn nhẵn nhưng là có chút hơi lạnh, nghe nói bán đảo nữ trong thân thể đều lệch lạnh. Sau lưng Phan Tuấn Phong làm thủ thế, ý là hắn đi theo Hình Vĩnh Tiến xe đi trước, người ta là không muốn đánh nhiễu Hứa Thuần Lương cùng Bạch Lan nói chuyện. Bạch Lan nói cho Hứa Thuần Lương bọn hắn là tới tham quan Thanh Sơn mỏ di chỉ, nhưng căn cứ hướng dẫn đi tới liền đến nơi này. Lý do này giống như cũng nói còn nghe được, Hứa Thuần Lương chỉ phải phía trước, Thanh Sơn mỏ di chỉ ở bên kia, bất quá bên trong ngay tại tu sửa, ta đoán chừng các ngươi cũng vào không được. Trong lòng có chút buồn bực. Thanh Sơn mỏ di chỉ cũng không phải cái gì chứ danh du lịch khu, bình thường đừng nói ngoại quốc bạn bè, liền liền bản địa du khách đều không gặp được mấy cái, Bạch Lan chuyên từ bán đảo chạy đến tới nơi này làm gì. Bạch Lan nói, các ngươi nơi này địa hình tương đối phức tạp, GPS luôn luôn trôi đi. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi đổi bắt đầu thử một chút. Nhìn thoáng qua xe của bọn hắn, lắc đầu nói, ta quên, các ngươi xe không có chức năng này. Tên nam tử kia giấu ở kính râm sau ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Hứa Thuần Lương, tựa hồ muốn đem hắn một mực khắc dưới đáy lòng. Bạch Lan nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Hứa Thuần Lương nói, làm chủ nghĩa xã hội kiến thiết chứ sao? Bạch Lan nở nụ cười, quên, các ngươi là xây dựng cơ bản cuồng ma. Chủ yếu là địa phương lớn có là địa phương lập nhà.